Rồi, em Như xin chào tất cả mọi người đang đến với livestream của nhà Mát nha. Thì không biết là ngày hôm nay nè mọi người ơi, mọi người có háo hức là mong chờ cái livestream này hay không? Thì bây giờ nè, chị nào mình đã nhận được cái thông báo like của nhà Mát rồi thì có thể là cho em Như xin một cái tín hiệu được không nè. Mình có thể cho em xin một cái comment nè, mình thả cho em Như một cái tim nè, hoặc là một cái like gì cũng được. Chào Như hay là chào Mát gì cũng được nha mọi người, để em test thử là cái độ gọi là ẩn comment nó như thế nào. Tại vì mọi người biết không, ngày nào lên like nhà Mát cũng có những cái chương trình này chơi game nè, cũng như là những cái chương trình mà khuyến mại cực kỳ hấp dẫn luôn. Hôm bữa có nhiều chị chơi game á mọi người, mà kiểu như là comment rất là nhiệt tình luôn, nhưng mà em Như lại không có thấy được cái comment, thật sự rất là đáng tiếc luôn. Thì em mong là ngày hôm nay trong cái livestream này em Như sẽ vẫn tiếp tục chơi game và tặng quà cho mọi người. Đây là những cái phần quà, không biết là mọi người thấy hay không, để em cầm lên cho mọi người nè. Em sẽ tặng cho mọi người những cái chiếc áo xinh xắn như thế này, và giá thì một lát nữa em sẽ công bố ra sau cho mọi người nha. Bây giờ thì em sẽ đợi mọi người vào đông đông một xíu rồi em sẽ bắt đầu lên chương trình luôn, để em xem thử là có chị nào chào em chưa, để em biết em chào là một cái ha. Rồi, nhanh tay chốt đơn nè, gọi là một lát nữa khi mà em lên là mọi người phải nhanh tay chốt đơn nha. Ngày hôm nay là em có một cái đại tiệc sale, có nhiều cái sản phẩm mà em sale tới 70% lần, thành ra mọi người phải cố gắng ở lại xem live với em Như liền. Bây giờ có thể cho em Như xin là gọi là say hi, say hello em Như được không mọi người? Trong cái livestream mình thì tương tác lên một xíu để mà thấy được cái livestream của chị em mình nó vui hơn, đúng không mọi người? Nói chứ bây giờ mà ở nhà không làm gì cũng buồn, đúng không cả nhà? Đó, mình cứ lên mình xem live, mình tương tác, không nhất thiết là mình phải mua hàng. Chỉ cần mọi người vào đây, mọi người xem live, mọi người tương tác với em Như thôi, như vậy là đủ vui rồi mọi người. Đó, không cần là mọi người phải tương tác thật nhiều hay là gì đó đâu, gọi là chơi game comment thật nhiều, đúng không? Mọi người chỉ cần là thương em, tương tác cho em tốt nè, một lát nữa chị nào tương tác nhiều, tương tác tốt, em tặng quà luôn, được không mọi người? Rồi, em có là những, em thấy là chương trình ngày hôm nay là có vé sinh là chỉ từ 129.000. Cho 129.000 mua được gì mọi người ơi, đúng không? Bây giờ đến với nhà Mát, gọi là hàng thời trang thiết kế như thế này, tên tuổi thì khỏi phải nói, bao nhiêu năm trên gọi là chiến trận rồi, đúng không cả nhà? Ngày hôm nay đưa đến với mọi người những cái sản phẩm cực kỳ chất lượng và giá cực kỳ hạt rẻ luôn. Em mong là bây giờ này chị nào mình muốn chơi game nè, mình muốn gọi là em muốn khởi động cái phần chương trình đầu like nó vui hơn một xíu, thì em muốn là mọi người chơi game với em Như một chút nha. Khoảng tầm 5 đến 10 phút đầu like thôi, em Như sẽ không kéo dài thời gian để đỡ mất gọi là thời gian của chị em mình. Muốn chơi game là như thế nào? Em công bố cái thể lệ như thế này. Mọi người cho em Như xin 3 lần chia sẻ lên các hội nhóm, 1 lần chia sẻ ở trang cá nhân chế độ công khai giùm em Như. Sau đó mình vào đây mình comment cho em là đại tiệc săn sale nha mọi người. Đại tiệc săn sale, tăng thêm cho em 3 người bạn vào. Mọi người chỉ cần tăng thiệt nhiệt tình lên là có quà. Đó, ngày nào mọi người biết rồi đó, ngày nào em like là cũng có quà, mà chơi game là trúng á mọi người. Không thể nào mà không trúng được, cho nên các chị cố gắng mình xem like nha. Mình chơi game với em Như nha. Bây giờ để em xem thử là mọi người đã vào đông chưa nè. Mọi người biết rồi. Mua được mẫu không ạ? Em chào chị Mai Thuy nè. Tình em muốn mua mẫu nào nè? L56 cân mang vừa không chưa gì mà mọi người. L56 cân vừa nha chị yêu nha. No, size nè, em nói cho, size S là khoảng từ 43 cho đến 48, size M khoảng từ 48 cho đến 54, còn size L từ 54 cho đến 58 cân là mình mặc được size L, được chưa nè? Mình, em sẽ nói cái thông số được cho mọi người nha. Đại tiệc săn sale tăng thêm cho em 3 người bạn nè. Em thấy chị Mai thì với vào là thấy mình tương tác nè, tình yêu hiền nghĩ nhớ. Tăng bạn bè vào để chơi game nữa nha. Còn bây giờ mọi người ơi, cho em Như xin một cái hello không mọi người. Rồi bây giờ mọi người tranh thủ cho em xin nè. Hôm nay có đầm hoa caro không em? Đầm hoa caro, hôm nay em có đầm caro, chứ mà đầm hoa caro là hai cái họ tiết, nó không có dính dáng với nhau như người đẹp. Đã caro là caro mà hoa là ra hoa. Em nói chứ hôm nay em Như sẽ có họa tiết caro nè, còn hình như đầm hoa là em chỉ có áo họa tiết hoa nè. Một đây cũng là một cái phần quà mà một lát nữa em Như sẽ dành tặng cho các chị yêu nhà mình á. Thật ra mọi người đợi em một xíu nha. Như set này, như mặt set này xinh quá. Trời ơi, em cảm ơn chị Phương Di nhiều. Chị Phương Di là một chị lần trước, live trước đã nhận được một cái phần quà lúc mà chơi game. Nhiệt tình lắm mọi người, mà ngày hôm nay em vẫn thấy chị để vào xem live, cứ chứng tỏ đây là một cái fan cứng của nhà Mát rồi, đúng không cả nhà? Ngày hôm nay là có mua hàng. Trời ơi, nay tặng nữa nha. Trời ơi, chịu gì nổi mọi người ơi, thiệt sự. Hôm trước tặng rồi thì ngày hôm nay mình nhường lại cho mọi người nha. Tương tác cho em Như, thương em Như nè mọi người. Rồi bây giờ comment cho em thật là nhiều để em thấy mọi người đã đang vào quá mọi người. Xem thử là hình ảnh âm thanh chất lượng nó như thế nào cả nhà ơi. Ok chưa nè, ok like chưa? Nếu mà nó có còn vấn đề gì thì mình comment bên dưới giúp em Như để em biết nha. Bây giờ nè, trong cái lúc mà mọi người chơi game á,
thì mọi người xem ngắm cho em Như thử là cái set đồ mà em Như đang mặc trên người nè, nó có đúng gu của các chị yêu nhà mình không? Với một cái set mà gọi là chân váy chữ A màu đen với một cái áo gọi là thêu như thế này, thì mọi người xem thử cho em, mình đi đâu được nè, mình đi chơi cũng được, mình đi làm cũng được, và mình đi tiệc tùng mình phối lên cũng được nha cả nhà. Bây giờ em đang phối theo một cái kiểu như là hơi công sở một tí, gọi là hơi lịch sự ha. Nếu mà mình muốn kiểu như là phá cách hơn, mình muốn cho nó trẻ trung và có thể phối được nhiều kiểu hơn, có thể tách lẻ ra cái áo của em một form áo hơi tiểu thư một xíu nhá. Mình tách lẻ ra, mình có thể phối cho em là quần jean nè, hoặc là chân váy xòe dài cũng được, chân váy zip ly đồ cũng được cả nhà, rất là xinh. Còn với như cái form váy mà chữ A và màu đen như này, em sẽ chạy một đường nút mà kiểu như đường nút nó xéo xéo một bên nha cả nhà. Tại vì nhiều khi các chị nhìn không có thấy là hai cái túi hai bên á, tưởng nó là em mặc nó bị lệch, không có, cái này nó sẽ bị xéo một bên như thế này nha mọi người nha. Mình mặc váy này mình sẽ cài nút như giúp em Như. Bây giờ chắc là em Như sẽ để cho mọi người comment thử, em sẽ ra cái tiêu chí nha. Em sẽ ra một cái target cho mọi người đạt giúp em. Để khi đạt thì em sẽ tặng quà. Bây giờ hiện tại mọi người, em thấy mọi người chưa có chia sẻ cho em nè. Có mấy lượt chia sẻ cả nhà, ô như vậy thì cũng như không có tặng quà, như không có chơi game được rồi. Mà mạng thì nó lót hơi chậm nữa. Để em kiểm tra thử bao nhiêu rồi. Hiện tại là chỉ có 59 lượt chia sẻ thôi cả nhà ơi, phải lên cho em Như là 200 lượt chia sẻ thì em mới có thể tặng món quà đầu tiên. Chắc là bây giờ mà để mà em đứng đây em đợi mọi người chia sẻ cho em tới 200 lượt thì nó hơi lâu. Thì trong lúc mà mọi người chơi game, trong lúc mọi người chia sẻ thì em Như xin phép là sẽ lên luôn cái set em Như đang mặc. Tại vì em thấy là có nhiều chị hỏi rồi, và em mong là mọi người sẽ tương tác thật là nhiều, ủng hộ thật là nhiều. Để sao? Để em vui, em có động lực em like, và mọi người cũng vui để mọi người có thể nhận được những cái phần quà như thế này giúp em nhé. Em Như sẽ bắt đầu chương trình like ngày hôm nay luôn. Rồi mọi người ơi, chương trình like của ngày hôm nay em thấy chị Ngưỡng Phương Phương Thúy Nguyễn comment quá trời luôn, cảm ơn chị rất là nhiều nè. Đó, cũng như là chị Trần Thanh Trúc là một fan cứng cộng 1 luôn, fan cứng của nhà mát rồi cộng 1 có nghĩa là chia sẻ like rồi đó. Em mong là em chúc các chị ngày hôm nay sẽ may mắn để mình có thể nhận quà nha. Còn bây giờ em Như sẽ lên luôn cái set em Như đang mặc cho mọi người, không để mọi người tốn thời gian nữa, chia sẻ like nhiệt tình giùm em. Rồi lên cho em Như mã em đang mặc trên người là mã áo đây, là mã AK1 giúp em. Với giá gốc là 455.000, ngày hôm nay em sẽ sale cho cả nhà mình còn 219.000. Hiện tại thì chiếc áo này em sẽ có hai size cho cả nhà mình nha, hai size M với L. Với cái form này thì mọi người size S cũng thoải mái bông chen, tại vì áo mà cả nhà, áo thì mọi người không sợ rộng nha. Em Như đang là bình thường em Như mặc size S mà hiện tại em vẫn đang mặc size M đây. Thành ra mọi người cứ thoải mái cho em, S, M, L cứ bon chen. Còn size hiện tại em còn thì chỉ còn là size M với size L thôi. Với thiết kế kiểu như là tay bo chung như thế này, và nó sẽ loe phần nhẹ. Họa tiết như là những chất này là gọi là thêu thủ công hết cho cả nhà, rất là tỉ mỉ từng đường kim của mũi chỉ của nhà mát luôn. 219.000 với chiếc áo như thế này, em thật sự em nói mọi người nha, mặc lên rất là mát luôn đó cả nhà. Với cái chất liệu này mọi người nhìn cho em nè, phần bèo này mọi người xinh ha. Phần bèo này nó kiểu như là điểm xuyến thêm cho những chị, ví dụ như là mình gọi là vòng một của mình hơi khiêm tốn xíu, mình cứ mặc những cái phần bèo như thế này lên cực kỳ xinh luôn. Mà em thấy cái áo này rất là tiểu thư nha cả nhà nha, 219.000. Còn váy của nhà em với mã là VA1 VA1 này giá gốc là 395.000. Mọi người nghe kỹ mã và giá giúp em Như nha. Bây giờ em giảm cho mọi người, VA1 chiếc váy 395 em giảm còn bao nhiêu mọi người? 189.000 giúp em Như, 189.000 VA1 giúp em nhé. Và váy thì hiện tại em sẽ còn đủ size số S, M và L giúp em. Với cái chân váy hai bên em sẽ làm hai cái đắp như thế này nha mọi người, hai cái túi đắp. Rồi bây giờ là chị yêu nào mình đặt hàng cái sản phẩm này thì mình nhanh tay chốt đơn giùm em Như. Tại vì em nói luôn là sản phẩm ngày hôm nay là số lượng em không có nhiều, cho nên là em tranh thủ là em sẽ like nhanh cho cả nhà luôn. Với những hóa đơn mà em sẽ giảm 50.000 cho những hóa đơn mà của mình là 500.000 nha mọi người nha. Và em sẽ free ship cho những đơn hàng mà trên 300.000. Mọi người chỉ còn mua cho em 300 thôi. Đó, hóa đơn của mình là từ 300.000 trở lên thì em sẽ free ship cho cả nhà yêu luôn. Tính ra các chị mua cả set em đang mặc là vừa được giảm nè, mà vừa được free ship luôn á nha. Rồi, nhanh tay chốt đơn giùm em, mình có câu hỏi nào mình cứ đặt thoải mái giúp em Như nha. Mọi người nha, mình có thể và nhờ chưa biết size số của mình, cái có thể cho em xin chiều cao cân nặng, em tư vấn size cho cả nhà. Còn bây giờ thì các chị yêu mình tương tác, mình comment nhiệt tình, chia sẻ like giùm em Như. Và áo này là em sẽ có là một màu ha, một màu duy nhất thôi nha cả nhà. Mã AK1 này của em Như chỉ có một màu tông màu áo này thôi. Cái form áo mặc xinh quá cả nhà ơi.
mặt xinh lắm. Cái form này em nói thật sự với mọi người nha, cái kiểu đơn giản nhẹ nhàng với cái tông màu trắng và hoa gọi là thêu như thế này nè mọi là người. Em cứ mặc thấy... kiểu gì cũng xinh luôn mà 219 ngàn như thế này là quá dễ thương luôn. Và trong váy của em tính ra cái trong váy nó còn giá nó còn rẻ hơn cái áo em đang mặc nữa, có 189 ngàn à cả nhà. Trong váy này thì em như sẽ có size S, M và L, còn áo thì như chỉ có hai size M và L thôi nha. Cả set đồ như thế này em nghĩ là các chị mà mình dân phòng công sở hiện tại mình công việc của mình vẫn đang đi làm bình thường đúng không, thì mình chia sẻ lên làm đẹp mỗi ngày cả nhà ơi. Nên đó cứ mặc nhóm đồ các chị không cần phải mặc là mà ai có ai nhìn đâu mà mặc kiểu như thế vậy đâu, kiểu là bây giờ mình đi làm mới hạn chế ít 300. Người công sở đúng không, các chị không cần mọi người khác phải nhìn, các chị mặc đẹp cho ai nhìn nè, cho mình nhìn trước mọi người. Các chị phải mặc đẹp, các chị phải yêu thương mình trước, mình mặc mình đẹp, mình nhìn trước đã, còn ai nhìn hay không thì từ từ tính sau. Mà em chắc chắn khi mà các chị đã tự tin, khi mà các chị mặc đẹp thì mọi người sẽ hướng mắt về mình thôi, không cần phải biết là ai nhìn mình đâu cả nhà nha. Bây giờ lên đơn cho em liền là AK1 này, kèm giùm em số điện thoại nha. Dạ đúng rồi, 219 ngàn thôi cả nhà yêu ơi. Chị yêu nào chưa lên đơn được tranh thủ này giúp em nha. Trong váy chất liệu gì, cái trong váy của em á, cái kiểu như này là nó giống như là cái này gọi là cái gì ta, chất liệu này là gọi là gì à? Để em tự nhiên quên mất cái tên chất liệu ta. Cái chất liệu này là gì tự nhiên em quên mất cái tên mọi người. Cái này à, vải bố cô tông đúng không? Đúng rồi, chính xác, vải này là vải bố cô tông nha cả nhà ơi. Tại em nhớ cô tông mèo hôi nhớ từ bố, thiệt sự bố cô tông giúp em nha cả nhà. Chị Mai Thi hỏi em nè, chất vải này là vải bố cô tông, có nghĩa là mình mặc á, mình khi mà mình sờ vào á, nó sẽ xước xước cái tay mình rất là đã luôn nha mọi người, nhưng mà nó không hề bị xước, các chị không hề bị dễ xước. Cái vải này mình mặc lên rất là mát, cái này hình như là em may cho mình là bên trong có làm cái lót lót nữa, làm cái lót lót cho mình đã mặc lên thấm hút mồ hôi cực kỳ mát luôn. Và cái form váy này thì em thật sự nghĩ là nếu những chị nào mà mình hơi có bụng dưới giống em như một xíu, hay là mình đã gọi là mình đã sinh rồi nè, thì mình có bụng một xíu mình mặc những cái form váy như thế này cực kỳ xuất sắc luôn, tại vì nó che khuyết điểm rất là tốt luôn. 189 ngàn chất liệu này thôi nha mọi người ơi. Cái vải bố cô tông này mọi người mặc lên rất là gọi là xuất sắc. Em cảm ơn chị Hằng Nguyễn nha. Trong váy này bên em bên trong em sẽ có lớp lót nha cả nhà ơi. Em may một lớp mà bên trong nó sẽ có cái lớp lót kèm theo luôn, không có quần nha cả nhà. Chân váy này thì không có quần, tại vì form này là form chữ A, cũng không phải là form xòe. Với lại cái vải bố cô tông thì không có dễ bay bổng được, cái này là không thể nào bay được, mọi người yên tâm giùm em. Cái nào mà cần có lớp lót, cái nào cần quần thì nhà mát sẽ may thêm, còn cái nào chưa cần thiết thì nhà mát thì không may, tại vì may nhiều quá mọi người mặc nó nóng nó khó chịu thôi, chứ nó cũng không được lợi ích gì á cả nhà. Bây giờ chị nào lấy quần á thì nhanh tay lên cho em như là VA1, mình kèm cho em là số điện thoại nè. Đó, em thấy đơn của chị rồi này chị Thi ơi, VA1 của chị nè. Chị nào lấy áo lấy luôn cho em, tại vì hóa đơn ngày hôm nay mà trên 300 ngàn mà được miễn phí luôn á cả nhà, miễn phí ship luôn nha, chứ không nói miễn phí là không trả tiền nữa, chết em nhiêu luôn á. Rồi, AK1 là mã áo 219 ngàn giúp em nha. Mẫu này thì em chỉ có đúng màu trắng duy nhất thôi, tại vì em thấy là những cái họa tiết mà nhìn nó thêu như thế này nè thì mọi người mặc màu trắng nhìn nó tinh khôi, nó trẻ trung hơn. Em thấy là mọi người hay mua màu đen nhiều, nhưng mà em lại thấy màu trắng mọi người mặc lên nó trẻ hơn mà mọi người ơi. Với những cái form áo thì mọi người mặc nó đâu có bị lộ khuyết điểm đâu, mà đặc biệt cái áo form mà kiểu tay phồng và tay ống len nó bo nhẹ thế này thì thấy khuyết điểm ở đâu ra, trời ơi, nó lộ cái khuôn mặt xinh đẹp của các chị em nhà mình thôi, khuyết điểm đâu ra nữa. Mọi người yên tâm giúp em như liền, nên lái cho em cái màu trắng đi, mình lâu lâu mình chuyển đổi đi. Đó, màu trắng thì em mới phối với cái chân váy đen này được, chứ mà bây giờ em mặc cái màu đen với phối chân váy đen nguyên một cây đen, tự nhiên bộ đó thấy cuộc đời mình nó hơi u tối nha. Mình phải đổi cái phong cách, gọi là đổi cái màu sắc xíu. Mình mở cái tủ đồ mình ra mà thấy là hôm nay nhìn vào cái tràn ngập sức sống cả nhà ơi, chứ không cứ trắng đen hai màu là em thấy nó hơi buồn, cái tủ đồ của mình nó hơi buồn nha. Mình phải chăm chút thêm cho em nhiều màu sắc. Bây giờ là nhanh tay em sẽ chốt mẫu này thêm tầm 2 phút thôi cả nhà, rồi em sẽ trở ra em kiểm tra cái lượt chia sẻ của mình như thế nào. Nếu đủ 200 được rồi thì em như sẽ dành tặng cái phần quà đầu tiên đến cho các chị nhà mình luôn. Ngày hôm nay thì em sẽ có màu áo này mọi người ơi, một chiếc áo sơ mi như thế này nha mọi người nha. Đó, em sẽ có những hoa sơ mi họa tiết hoa như thế này rất là xinh luôn. Cái tông màu này ngọt quá mọi người ơi. Cái tông màu xanh bơ này em nói thật sự với mọi người là cực kỳ hot hit luôn á. Mặc lên cực kỳ tôn da tôn dáng, để em xem cái giá gốc là như thế nào. Giá gốc là 295 ngàn, đây là áo kiểu đắp chéo hoa họa tiết hoa. Đó, cái áo này là gọi là mẫu mới của nhà mát luôn, 295 ngàn mà đem ra tặng cho các chị yêu nhà mình luôn. Thực sự em chưa thấy ai tặng quà nhiều như nhà mát luôn á cả nhà ơi. Rồi, có tặng thêm cho mình một cái áo thun gân để em xem thử cái này. Cái áo này sờ vào cái vải mịn quá.
255.000 chiếc áo thun gân foam ôm tay lỡ như này, mọi người mặc lên foam nó ôm vào người và các chị ơi, mát lắm luôn á. Trời ơi, từng cái số vải của em á mọi người ơi, rất là tuyệt vời. 255.000 dành tặng cho mọi người cái phần quà ngày hôm nay. Rồi bây giờ này em sẽ báo lại mã áo với lại chân váy em đang mặc cho mọi người để mọi người chốt cho em này. Mọi em thấy mọi người đang lên đơn nè. Tình yêu Huỳnh này lấy VA1 size M có đơn này, chị Linh lấy VA1 này có đơn cho mình luôn nè. Rồi các chị yêu ơi, VA1 của em là mẫu chân váy này, một cái mẫu chân váy đen thần thánh phong chữ A, không thể nào bỏ lỡ giúp em. Ai mặc cũng được nha. Mà khi các chị nè, bắp chân hơi to, gọi là cái đùi mình hơi to giống em như một xíu, mặc lên cho em che hoàn toàn luôn, mà thấy cái chân mình nó thon và nó gọn và màu đen này cực kỳ check điểm, kiểu như là những chị đó không bị kén tuổi, 30-40 thoải mái cho em. Các chị tưởng tượng cho mình đi, các chị mặc đồ mà nó càng ngày nó càng trẻ, nó càng đẹp, các chị có thích không, các chị có sướng không nè, đúng không? Tại vì có nhiều chị nói trời ơi bữa nay mình trẻ quá, sợ là mọi người nói sao hôm nay trẻ vậy. Trời ơi, mình trẻ ra mà mọi người mình đẹp hơn là mình phải thích cái điều đó nha. Phải tự tin lên cho em, như mặc cái gì cũng vậy, thần thái của các chị mới là quan trọng. 219.000 là mã áo AK1 giúp em, còn VA1 là chân váy của em nha, 189.000. Các chị yêu ơi, áo là em còn 2 size M với L, nhưng mà em thấy như thấy là size S vẫn bon trang được cho em. Tại vì em như đang size S và em như vẫn đang mặc size M, mọi người thấy ok đúng không? Cho nên mọi người thoải mái lấy cho em nha. Còn VA1 của chân váy của em là còn đủ size 189 nha. Bây giờ em Như sẽ ra để kiểm tra cái lượt chia sẻ nó như thế nào. Tại vì là gọi là nó hơi lót hơi chậm xíu, cho nên mọi người phải tương tác nhiều nha mọi người ơi. Dạo này Facebook nó hơi bị bóp tương tác, vẫn chưa đủ mọi người mới cái 88 lượt chia sẻ. Mà cái gọi là cái số target của em tới 200 lần là còn thiếu bao nhiêu đây? 112 lượt chia sẻ nữa. Đó, còn thiếu 112 lượt chia sẻ. Thôi cho bây giờ là tầm 30 giây nữa em Như qua mẫu nha mọi người nha. 30 giây cuối cùng chốt giùm em cái set này liền cả nhà ơi. Hóa đơn trên 300.000 mọi người, được gọi là được miễn phí ship thì mọi người nên chốt cho em 189.000 cái chân váy này thôi. Bây giờ nè cả nhà ơi, 30 phút chốt đơn, em dành 30 phút để mọi người chốt cho em cái áo và cái váy này của em. Nhanh tay lên đơn liền, em thấy chị Gia Hân nè, em thấy tình yêu Úc Thanh luôn nha. Hello mọi người. Rồi bây giờ em Như chúng gọi là đứng nán lại cho mọi người thôi. Tại vì hàng sale thì em Như sẽ xin phép là không có đứng lâu. Nhưng hiện tại em đang nán lại để mọi người tranh thủ chốt. Em thấy mọi người vẫn đang lên đơn ha. AK1 áo giá 219, còn VA1 chân váy giá 189.000. Bây giờ em Như xin phép được qua mẫu nha cả nhà nha. Hello mọi người, chào các tình yêu nhà mát ha. Hôm nay thì em Trinh sẽ tiếp tục lên mẫu mới cho cả nhà mình. Đây, mọi người có thể nhìn thấy là một set đồ vô cùng xuất sắc mà Trinh đang diện trên người đây. Nếu mà mọi người thấy set này xinh thì có thể là comment lên cho Trinh thấy nha, là set này xinh quá hay là áo bao nhiêu tiền, quần bao nhiêu tiền, thì ngay lập tức Trinh sẽ giới thiệu cho mình ngay tại livestream ha. Trời ơi mọi người ơi, hôm nay là phải nói là rất là nhiều sản phẩm. Hồi nãy mọi người có thể thấy là chị Như đang lên cho mình nguyên một set đẹp rồi. Bây giờ đến Trinh thì Trinh sẽ lên cho mọi người là một cái áo kiểu và một cái quần phải nói là vô cùng xuất sắc ha. Mẫu này mà mọi người diện đi đâu cũng sang hết trơn. Rồi ok, nhưng mà trước khi mà Trinh giới thiệu mẫu này thì bây giờ mình kiểm tra thử lượt chia sẻ coi cả nhà mình được bao nhiêu lượt chia sẻ nha. Hiện tại là Trinh đang thấy là có 87 lượt chia sẻ. Mọi người có thể là chia sẻ cho em thêm một xíu nữa, lên đủ 100 lượt chia sẻ thì hôm nay mình sẽ tặng phần quà đầu tiên trong livestream này. Tình yêu nào đang ở livestream thì mình có thể là mình chia sẻ nè, một lần vào trang cá nhân nè, hoặc là một vài lần vào hội nhóm ở chế độ công khai để nhà mát có thể tặng quà cho mình ha, là một chiếc áo bông mùa hè siêu xinh với cái họa tiết như vậy thì rất là phù hợp với mùa hè này. Hiện tại giá gốc của em này là 295, và khi mà mình mua hàng tại livestream này, khi mà mình chơi mini game thì mình sẽ được tặng miễn phí phần quà này luôn. Nếu mà mọi người đang ở livestream thì mọi người có thể là chia sẻ nè, một lần là trang cá nhân nè, hoặc một vài lần vào hội nhóm, sau đó tag tên ba người bạn ha. Khi mà bình luận của các chị yêu comment là người hiện lên là người chia sẻ thì nó đã hợp lệ nè. Ví dụ như là chị Phương Mai em thấy tình yêu đã chia sẻ nè, rồi chị Phương Thúy Nguyễn đã chia sẻ nè, rồi chị Úc Thanh đã chia sẻ rồi. Cả nhà mình ơi, nếu mình đã chia sẻ rồi thì mình cùng tham gia mini game nha. Comment là tag tên ba người bạn ha đã chia sẻ cộng số điện thoại, sau đó là tag tên ba người bạn của mình cùng vào livestream. Rồi hiện tại em thấy là lượt chia sẻ của mình đang tăng lên, mọi người chia sẻ thêm một xíu nữa nha, đủ 100 lượt chia sẻ Trinh sẽ bắt đầu tặng cho cả nhà mình cái áo này luôn. Không biết là điện thoại của em nó có bị đứng hay không nha, để em coi thử coi. Rồi hiện tại là 112 rồi cả nhà mình. Thôi và hồi nãy giờ thì em thấy là lượt chia sẻ tăng lên rất là nhanh, nên là ngay bây giờ thì em sẽ tặng món quà này luôn cho mình nha. Rồi bây giờ mọi người có thể là mọi người bắt đầu comment lên để em lướt tên ha, lướt tên của cả nhà. Rồi cho mọi người là tầm khoảng là tầm
2 đến 3 phút ha. Mình comment là đã chia sẻ cổng số điện thoại và gắn thẻ ba người bạn của mình cùng vào livestream này. Hiện tại em thấy chị Huỳnh Tú Nhi nè, đúng hợp lệ rồi chị yêu ơi. Rồi mình chia sẻ cũng như là mình gắn thẻ bạn bè của mình cùng vào trong live nha. Trong lúc mà đợi chờ cả nhà mình comment lên để em có comment để em lướt nè, chứ bây giờ là ít quá ha. Thì bây giờ em sẽ là giới thiệu cái set đồ mà em Trinh đang mặc. Mọi người có thể thấy là đây là kết hợp một cái áo kiểu và một cái quần sò, phải nói vô cùng dễ thương và trẻ trung cho cái set đồ này. Set đồ của em với mã số là mã AT1 là mã áo em đang mặc. AT1 hôm nay của mình sẽ có mức với mã số là AK2 cả nhà mình ơi. AK2 hay em xin lỗi, em chỉ đọc lộn mã một xíu nè. Mọi người có thể nhìn thấy trên màn hình của em mã số là mã AK1. Đợi em một xíu, em sẽ lên mã và giá ở trên màn hình luôn nha. Hôm nay với mẫu áo siêu phẩm này, chất liệu vải của mình là Wanter. Không biết là em đứng xa mọi người có nhìn thấy không? Khi Trinh đến gần mọi người có thể thấy là những cái hàng tơ, những cái chất liệu vải tơ của mình nó óng ánh nhẹ một xíu nè. Lên cái áo của mình nó cực kỳ sang ha cả nhà mình ha. Rồi nhìn cho em chất liệu vải nè. Đầu tiên là rất là mê rồi. Khi mà mình mặc vải này lên thì mình cảm thấy là nó mềm và nó nhẹ vô cùng ha. Lên chất liệu vải da của mình nè, lên da của mình ha, mình cảm thấy cực kỳ mát và dễ chịu luôn. Mùa này thì mọi người nên chọn những chất liệu vải thoải mái như vậy để mang. Tại vì nếu mà nắng nóng mà mình mang chất liệu vải dày và khó chịu thì chắc chắn là không có thích rồi. Nên là bây giờ Trinh đang giới thiệu cho mình chất liệu vải là Wanter cao cấp. Thì khi lên form nè, nhìn có độ ống ánh nhẹ cực kỳ sang trọng. Và bên cạnh đó là khi mà mình mang lên người mình cảm thấy là mát và dễ chịu, thấm hút mồ hôi ha. Rồi đây, mặt sau của mình thì cũng là như vậy thôi cả nhà mình. Đây mọi người nhìn cho em thiết kế mặt sau nha. Rồi bây giờ mình nhìn tới thiết kế nè. Thiết kế của mình sẽ đặc biệt hơn một xíu. Cả nhà có thể thấy là ngay từ phần cổ xuống phần vòng 1 thì sẽ có khoét nhẹ ha, để tạo cảm giác là cho cái phần vòng 1 của mình nó hơi sexy nhẹ một xíu nè, hơi quyến rũ một xíu ha. Lên rất là tôn vòng 1 của mình luôn. Bên cạnh đó là mọi người có thể thấy là những cái đường dây rút nè, làm hiệu ứng cho phần vòng 1 của mình đẹp hơn rất là nhiều. Rồi tay của em sẽ là tay phòng. Tay phòng thì khi các chị mình mang lên á thì sẽ không thấy khuyết điểm bắp tay nha. Ví dụ phần bắp tay và phần cánh tay của mình có khuyết điểm thì mình yên tâm ha, mang lên là che được đi hết luôn. Đặc biệt là nếu mình cảm thấy là tay dài á mà nó hơi khó chịu, hơi nóng thì mình có thể là mình mở cúc và mình xắn tay áo lên cũng được. Chất liệu vải này là Wanter nên các chị sẽ thấy hơi có độ ống ánh nhẹ, nên là nhìn lên cái áo của mình rất là sang. Với mẫu áo AK2 của em thì em có 2 tông màu. Tông màu trên đang mặc là tông màu kem và mình có thêm một tông màu cơ bản và basic hơn, đó là tông màu đen. Hai tông màu này thì rất là dễ phối đồ, mình có thể phối với quần nè, chân váy hay là bất kỳ cái gì cũng được ha. Lên set một cái là thấy sang liền luôn cả nhà mình ơi. Rồi em thấy nè, mẫu này có size không em? Dạ mẫu này thì em sẽ có cho mình là 3 size nha. 3 size, size S, size M và size L. Thì cả nhà của mình cứ comment cho em là chiều cao, cân nặng ha. Và số đo vòng 1 cũng được để em Trinh tư vấn cho mình ngay tại livestream luôn về cái mẫu áo này. Rồi hôm nay mình có cái giá ưu đãi luôn. Mẫu này thì hôm nay nhà mát chỉ bán số lượng có ít thôi, nên là nếu cả nhà mình yêu thích mẫu này có thể tranh thủ lên đơn là AK2 cộng số điện thoại để giữ giá ưu đãi tại livestream ngày hôm nay. Giá gốc của mình là 455. Mọi người có thể thấy đây là một chất liệu rất cao cấp ha, lên cho mình một cái form hàng thiết kế, giá là 455. Nhưng mà duy nhất tại livestream này, khi cả nhà mình lên đơn hàng làm mã và số điện thoại thì em Trinh sẽ giảm cho mình ngay tại livestream với mức giá là 219.000 đồng. Trời ơi, phải nói một mức giá cực kỳ ưu đãi luôn cả nhà. Mọi người có thể comment ngay lập tức cho em nha, là AK2 cộng số điện thoại cộng màu luôn, yêu thích màu nào chọn màu đó, màu đen hoặc là màu kem trên đăng mặt ha. Trời ơi, phải nói là mẫu này lên rất sang mọi người. Rồi hiện tại em đang thấy các chị đang comment gắn thẻ bạn bè của mình vô. Mình nhớ là comment đã chia sẻ nha, gắn thẻ ba người bạn của mình vào livestream để mình được nhận quà trong live ngày hôm nay ha. Rồi cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Đợi em một xíu mà em giới thiệu xong cái quần xong rồi em sẽ tặng luôn cho mình cái phần quà ngày hôm nay nha cả nhà mình ơi. Rồi comment cho em mã áo là AK2 cộng số điện thoại có đơn hàng. AK2 của mình có 2 màu, màu kem và màu đen. Giá hôm nay tại livestream sẽ được sale còn 219.000 đồng thôi. Đây là mọi người đặt, tranh thủ đặt đơn nha. Hình như em thấy là tầm khoảng là 20 mấy cái màu đen thôi, còn màu kem thì còn ít hơn một xíu nữa ha. Đây là mọi người phải tranh thủ nha, chị nào đặt sau là chắc chắn không có đơn rồi đó. Tại vì mẫu này siêu hot luôn. Mẫu này thì lên cái chất liệu vải cũng như là với cái phần thiết kế rất lạ mắt ha. Rồi bây giờ em thấy là nãy giờ các chị hỏi là em quần rất là nhiều, quần có mấy màu, quần có size gì. Rồi ok, bây giờ Trinh sẽ giới thiệu cho mình cái mẫu quần luôn. Quần của mình với mã số là
QA1. QA1 của mình hôm nay mình có thể thấy là khi mà Trinh mang lên á, cái form quần short của mình ha, nhìn rất là dễ thương. Và mang lên nè, mọi người có thể thấy là có độ phồng nhẹ lên cái form eo của mình cực kỳ đẹp nè. Và đi xuống cái phần hông cũng vô cùng xuất sắc luôn. Với mẫu này mọi người đang tò mò chất liệu vải của nó là gì, tại vì nhìn thấy nó hơi lạ ha. Vải này của mình giống như là chất liệu vải là tafa, nhưng mà tafa của mình có những cái đường gân xốp ha, vải nhăn á mọi người. Cái dạng này giống gọi là giống như vải nhăn á, mọi người không biết vải này thì em nói nha, nó gần giống như tafa, nó có cái độ dày dặn như vậy. Và ở trên chất liệu vải thì nó sẽ hơi nhăn nhẹ một xíu ha, có những cái đường gợn nè, cho em nhìn rất là sang và cực kỳ lạ luôn. Mọi người sẽ ít bắt gặp chất liệu vải này ngoài thị trường, tại vì chỉ có hàng thiết kế mình mới lên cho các tình yêu cái chất liệu vải mà phải nói là cực kỳ xuất sắc như vậy thôi. Và với mẫu này thì em có 3 màu. Màu của mình có màu đen nè, màu tím nè và màu kem. Mọi người ơi, đây là những cái tông màu pastel, thực sự phải nói là nó rất là nhẹ nhàng và lên cái phong độ phải nói rất là sang ha. Màu đen Trinh đang mặc thì mọi người có thể phối với bất kỳ màu áo nào cũng được. Còn màu kem thì mình sẽ phối những cái tông màu áo đậm hơn một xíu. Đây màu tím này cũng vậy ha, tím này sẽ là tím nhạt thôi. Đây là nhìn nó rất là sang, ba màu này màu nào cũng đẹp hết trơn. Mọi người muốn cái set đồ của mình lạ mắt hơn thì có thể chọn màu tím nè. À đây, còn nếu mà mình muốn đơn giản nhìn nó nhã nhặn ha, mình có thể chọn cho em tông màu kem này. Và tông màu Trinh đang mặc thì còn khỏi phải nói rồi, rất là dễ phối đồ, rất là dễ mặc ha. Màu đen thì phối với cái gì cũng đẹp hết trơn. Rồi mẫu này thì em có cho mình là 3 size luôn nha người đẹp ơi, size S, size M và size L ha. Cả nhà mình nếu mà không biết mình mặc size gì thì mình có thể là comment chiều cao, cân nặng và số đo eo, Trinh sẽ tư vấn cho mình ngay tại live stream luôn nha. Rồi ok, mẫu này ha, với mã số của mình là QA1, hôm nay mình đang có giá tại live stream là 455.000, nhưng hôm nay riêng duy nhất trong cái live này thôi, 2 tiếng đồng hồ này thôi, nhà mát sẽ chốt đơn cho mình với mức giá là 219.000 đồng. Đây là mọi người nhanh tay comment theo đúng cú pháp dùm em là QA1 cộng số điện thoại cộng màu luôn, cộng số điện thoại nha. Hôm nay khi mà mình mua hóa đơn từ 500.000 thì sẽ có một mức giá rất là ưu đãi luôn mọi người ơi. Mua từ 500.000 em sẽ giảm cho mình ha, là 50.000 đồng. Rồi hóa đơn từ 500 giảm 50 rồi. Khi mà mình mua hóa đơn từ 300.000 nhà máy sẽ hỗ trợ miễn phí ship toàn quốc cho mình luôn nha. Rồi khi mà mình mua hàng ngày hôm nay thì tất cả các sản phẩm đều được giảm lên đến 70% rồi. Nên là mọi người phải nói là hôm nay có mức giá rất là yêu cho cả nhà mình khi đặt hàng tại livestream ha. Rồi và đặc biệt là có những mẫu váy chỉ từ 129.000 đồng. Nên là mọi người phải theo dõi livestream từ bây giờ đến cuối live để bắt gặp, để sale những cái mẫu cũng như là để săn được những cái mẫu xuất sắc ha, với giá là 129.000 tại live. Rồi nãy giờ em thấy mọi người comment rất là nhiều rồi, mọi người tiếp tục nha, là mọi người nhớ là mọi người comment là đã chia sẻ cộng số điện thoại và gắn thẻ ba người bạn để mình cùng nhận cái phần quà trong live ngày hôm nay. Hôm nay là live stream của mình có quà gì đây? Đây mọi người có thể thấy nha, một cái mẫu áo hoa ha, rất xinh và rất là hợp thời trang, cũng như là mẫu này mà mặc cái mùa này thì khỏi phải nói rồi, quá là xuất sắc ha. Nhiều chị hay thắc mắc là mẫu áo hoa đẹp như vậy mình phối với cái gì, mình có thể phối với chân váy nè, quần jean hay quần tây em thấy đều phù hợp, tại vì mẫu này rất là đơn giản và rất là dễ mặc, ai cũng có thể mặc được hết cho em luôn. Rồi em thấy rất là nhiều chị hả, quần xinh quá có dây kéo không? Dạ có nha chị đẹp Uyên Thi ơi, mẫu quần này của mình sẽ có dây kéo khóa và nút này là nút thật, dây kéo khóa cũng là dây kéo khóa thật cho mình luôn ha. Và hai bên sẽ có hai túi cho các chị đẹp, đây là mình mang lên ví dụ mình đi đâu đó mình có để đồ vô túi thì rất là tiện cho Trinh luôn. Mẫu này khi mà mình mặc lên chân á, nhìn cái form dáng chân của mình rất là dài. Cả nhà chỉ cần phối cho em là một đôi dép xanh đan dây như em đang mang nè, hay là một đôi giày bata thì nó cũng rất là dễ thương ha. Nói chung là cái này, cái quần này rất là dễ mặc và phối với cái áo này là nguyên một set tuyệt vời luôn. Cả nhà mình có thể chốt đơn trong livestream ngày hôm nay nguyên một set là một áo và một quần Trinh đang mặc nha. Áo của mình chỉ còn có 219.000 thôi và quần cũng còn có 219.000 à. Đây là mọi người chốt nguyên một set hôm nay. Riêng hôm nay khi mua hóa đơn từ 500.000 em sẽ giảm cho mọi người thêm 50.000 đồng nữa. Và đặc biệt hóa đơn từ 300 thì chắc chắn được miễn phí ship rồi ha. Rồi cả nhà mình không tốn tiền ship luôn, đã chia sẻ rồi, em cảm ơn chị Thanh Trúc fan cứng của nhà em nè. Rồi mọi người ơi, có thể gắn tên bạn bè của mình vào livestream, đủ 3 tình yêu thôi ha. Làm tí nữa là mình đã tham gia mini game hợp lệ và em có thể lướt tên rồi. Ví dụ như nha, ví dụ em may mắn ha, em chốt trúng tên một chị nào đó, lướt trúng tên ví dụ chị Hồng Diệp đi, nhưng mà khi mà em kiểm tra lại chị Hồng Diệp chưa có
chia sẻ, chưa có chia sẻ lên trang cá nhân, vậy là em hủy kết quả nha. Cả nhà mình nhớ là phải có chia sẻ lên trang cá nhân ở chế độ công khai để về tí nữa bên em có thể kiểm tra cho mình ha. Rồi tiếp theo em thấy nhiều chị đã chia sẻ rồi nè, chị Mèo Mập đã chia sẻ nè, chị Thanh Trúc đã chia sẻ nè, chị Phương Thúy Hình đã chia sẻ nè. Rồi còn một số tình yêu của mình chưa chia sẻ thì mình có thể chia sẻ liền và chia sẻ lẹ để em có thể là chuẩn bị tặng quà rồi đó mọi người. Chuẩn bị tặng quà cho mọi người cái phần quà ngày hôm nay rồi nè. Không biết là lượt chia sẻ của mình bao nhiêu rồi. Hồi nãy mình hứa là 100 mấy là mình tặng quà ha. Rồi bây giờ em thấy đủ rồi. Rồi ok bây giờ mọi người comment lên nha. Em đợi bình luận thêm một xíu nữa em sẽ bắt đầu lướt ha. Bắt đầu lướt tên nha. Không biết là có cái điện thoại nào nãy giờ của mình là để theo dõi comment không? Điện thoại của em bây giờ ít comment quá à mọi người ơi. Đợi một xíu nha, để em đợi mọi người comment lên, hay là mọi người comment lên đi. Comment đã chia sẻ cộng số điện thoại thôi cũng được. Nãy giờ mình đã gắn thẻ bạn bè rồi thì thôi ha. Rồi bây giờ mình comment đã chia sẻ cộng số điện thoại cho nhanh để Trinh tặng liền cho mọi người luôn. Chứ nãy giờ để mọi người đợi hơi lâu rồi. Cái màu áo này của mình là phải tìm được chủ trong ngày hôm nay nha. Phải tìm được một chị may mắn nhận được phần quà này. Rồi mọi người comment đã chia sẻ cộng số điện thoại giúp Trinh ha. Trời ơi cả nhà mình hôm nay là đồ đẹp lắm. Mọi người phải ở lại livestream với là quà này hôm nay phải tặng cho hết em mới tắt like nha. Mọi người phải ở lại like ha, đừng ra khỏi like. Ra khỏi like nhiều khi tên của mình là người may mắn cái tự nhiên mình không nhận được quà thì tiếc lắm. Mọi người đã tham gia mini game rồi thì phải ở lại livestream ngày hôm nay. Rồi ok các chị, em thấy rất là nhiều chị đã bình luận rồi, đã chia sẻ cộng số điện thoại, đã chia sẻ cộng số điện thoại giùm em nha. Comment nhiều nhiệt tình lên. Rồi tí nữa em kiểm tra. Ok chị Hằng Nguyễn em thấy chị yêu đã comment nè. Chị Phương Thúy Nguyễn nè, hồi nãy giờ em thấy chị Phương Thúy Nguyễn rất là nhiệt tình, chắc chắn là mình sẽ trúng mini game thôi. Rồi chị Út Hanh nè, chị Hồng Diệp nè, trời ơi tim quá trời tim luôn, cảm ơn người đẹp nha. Rồi ok cả nhà mình chuẩn bị em lướt tên nè mọi người ơi. Mọi người chia sẻ livestream giùm em nha. Tí nữa em Trinh mà kiểm tra không có ai chia sẻ không có đủ ha là em Trinh hủy phần quà đó mọi người. Phải nhớ là phải có chia sẻ nha. Rồi ok chuẩn bị, mình chuẩn bị lướt tên nè. Chắc là mình sẽ đến gần ha. Xong rồi mình lướt tên xong mình tặng quà luôn. Rồi view đang lên rồi cả nhà mình ơi. Thêm một xíu nữa đi rồi bắt đầu tặng quà luôn. Mọi người bắn tim bắn ơ cho em nha. Rồi chuẩn bị ha. Hay mình đưa vào đây đúng không? Rồi mình đưa vào đây ha. Mình lướt trực tiếp trên đây luôn cho cả nhà mình thấy. Rồi không biết mọi người thấy chưa? Cái điện thoại của em nè. Đó nó được chừng này comment là mọi người em lướt nhiêu đây thôi. Tại vì nãy giờ em hát ra hát vô nó bị mất đi ha. Rồi các chị tranh thủ nha, 10 giây cuối cùng cho các cả nhà của mình cùng comment ha. Là đã chia sẻ cộng số điện thoại, chúng tên ai đã chia sẻ em tặng quà ngay vào luôn trên livestream này của mình nha. Rồi ok, 5 4 3 2 và 1 ạ. Rồi chúng tên chị yêu. Trời ơi hồi nãy em nói là chị Hồng Diệp lỡ đâu may mắn. May mắn thiệt chị đẹp mình ơi. Rồi chị Hồng Diệp của mình ha đã là người chia sẻ nè. Em thấy ở trên đã xuất hiện người chia sẻ nè. Và mình đã gắn thẻ ba người bạn của mình vào rất là hợp lệ luôn. Ngoài ra còn tim cho em rất là nhiều nữa ha. Phần quà này phải nói là cực kỳ chính xác và xứng đáng luôn. Rồi ok em vào Facebook của chị Hồng Diệp em kiểm tra nha. Rồi đã là người chia sẻ cũng như đã có chia sẻ về trang cá nhân rồi ha. Như vậy là hợp lệ rồi, không cần gì hết. Rồi ok bây giờ mọi người có thể thấy là một cái mini game của mình rất là đơn giản. Chỉ cần mọi người có chia sẻ và có comment là đã chia sẻ cộng số điện thoại cũng như là gắn thẻ bạn bè của mình vào livestream thôi là nói chung là đã nhận được quà của mình rồi. Ok chị Hồng Diệp sẽ nhận được một cái món quà hôm nay của nhà mát, một cái áo hoa rất là xinh ha, rất là xuất sắc luôn của nhà mát nha. Rồi một phần quà này em cất đi ha cho chị Hồng Diệp đã. Rồi ok bây giờ quà của mình thì còn rất là nhiều nè mọi người có thể thấy, còn rất là nhiều món quà ở đây. Mọi người tiếp tục chia sẻ mini game cũng như là tiếp tục comment nha, là đã chia sẻ cộng số điện thoại thì tí nữa Trinh và chị Quỳnh sẽ tiếp tục tặng quà tiếp cho mình ha. Rồi ok bây giờ mọi người ơi, mọi người chốt đơn mẫu này với áo là AK2 cộng màu cộng số điện thoại hai màu đen và kem, còn mẫu quần là QA1 với ba màu ha, màu tím, màu kem và màu đen. Cộng số điện thoại là mình có đơn hàng trong livestream ngày hôm nay. Rồi bây giờ thì em sẽ nhờ chị Quỳnh qua mẫu tiếp theo cho cả nhà mình. Đây là mọi người tiếp tục theo dõi mini game với những siêu phẩm tiếp theo nha. Rồi mọi người hay nhầm tên em lắm mọi người. Em tên là Như nha. Rồi em ghim rồi, nói đùa thôi chứ mọi người. Tại vì bạn chị Trinh đúng không?
là bữa nay là mới ấy, cho nên là chị Trinh chưa có nhớ được kỹ ấy. Em còn các chị là phải nhớ em kỹ nha, tại vì nếu mà chị nào quên tên em một lát em không tặng quà đâu nha. Rồi bây giờ là em tiếp tục lên cho mọi người nè. Với mẫu đồng này thì em thấy là các chị mình đi làm văn phòng công sở thì nên sở hữu. Mà em thấy là phong cách của những chị nào mà đơn giản nhẹ nhàng sang trọng á, mình đi tiệc thì mình mặc cái đồng này vẫn ok la giúp em Như. Bây giờ là các chị ơi, mình tặng quà xong mình chơi game xong mình có thấy vui không các chị? Mình thấy vui mà mình cũng muốn vui nữa không? Gọi là niềm vui nhân đôi ha. Em Như vẫn còn những cái phần quà đằng sau này dành tặng cho các chị đây. Cái phần quà này em vẫn để đây để một lát nữa là em mọi người tương tác nhiều á, cái lượt view mà mình lên cao cao rồi em Như sẽ tiếp tục tặng quà. Với lại là hóa đơn của các chị em mình á mà trên 500 ngàn á thì em Như sẽ giảm thêm cho mình là 50 ngàn. Cũng như là hóa đơn mà trên 300 ngàn lượt miễn phí ship mọi người ơi. Từng cái cột mốc là từng cái khuyến mãi. Mọi người thấy không nè. Và trong cái live stream ngày hôm nay của em Như sẽ có những cái sản phẩm giảm đến 70%. Và có những mẫu váy chỉ từ là 129 ngàn một em thôi. Thành ra mọi người phải đợi là em một xíu. Bây giờ em xin phép lên cái mẫu đồng này xíu nha. Các chị yêu ơi, mọi người có nghe rõ em Như nói không nè? Nhìn xem cho em cái em đầm này, trời nhìn đơn giản nhẹ nhàng nhưng mà rất là thanh lịch ha các chị yêu nha. Rồi, lên cho các chị yêu mã này luôn. Lên cho em là DA1 giúp em, báo luôn cho các chị yêu nhà mình. Riêng mã DA1 này của em phải báo cho các chị cái size, em có tới 4 size lần cả nhà. S, M, L và XL. Thực sự đến với đầm nhà mát bữa giờ em like hình như là chưa có đầm XL. Mà ngày hôm nay với chất liệu là polyester cotton này. Cái chất liệu mà polyester cotton có lẽ là khi mà các chị nghe cái tên chất liệu vải thì mình hơi ngờ ngờ một xíu. Nó cũng kiểu như là cái vải nó xịn sò hơn cotton đó cả nhà. Polyester. Polyester giúp em. Cái vải mình sờ và rất là mát, gọi là rất là mịn, cực kỳ mát. Bên trong thì nó cái chất vải này nó dày dạn nhưng mà nó không hề bị nóng, tại vì bên trong đó mình cho em là có may cho mình một cái lớp lót lụa thêm luôn. Thành ra các chị mặc lên nó rất là thấm hút mồ hôi. Nhìn cho em cái tông màu kiểu là tông màu nu đó cả nhà, cực kỳ tay và cực kỳ sang cho em báo cái giá là các chị chốt đơn liền cho em DA1 này 4 size. Giá gốc các chị biết bao nhiêu không nè? 699.000. Có nghĩa là đầm này là 700.000, bình thường nếu mà bán là 699.000 em làm tròn 700 cho nó chẳng đúng không cả nhà. 699.000 em đầm này là giá gốc ngày hôm nay em Như giảm cho các chị. Chỉ còn bao nhiêu đây mọi người? Em nói chung là đầm này em sale tới 50% lận. 299.000 em đầm DA1 4 size. Em cứ như khuyên chân thành các chị yêu nào mà mình mặc size XL á. Đó nha các chị, tầm 60-62 cân đổ về á, mình chốt liền cho em như cái vải này. Cái đầm này nó sẽ có độ co giãn nhẹ cho các chị thế này. Ở cái phần eo này mọi người nhìn cho em nha, nó sẽ có một cái đai để mọi người thắt lại định hình được cái form eo, làm thêm cho hai cái con đĩa để mà các chị thắt vào nó không có bị mất đi cái form, kiểu như là nó không bị chệch choạc, nó không có chạy mất đi cái dây. Rất là ok luôn. Cái thiết kế vải kiểu như là cổ vuông nè mọi người. Với những cái thiết kế cổ vuông này mọi người không có sợ bị rộng đâu nha, tại vì nó ôm siết vào cái vòng một của mình rồi, mặc lên rất là sang, kiểu nó tôn da và cực kỳ tôn dáng luôn á cả nhà. Bây giờ chị yêu nào mà mình đặt cái mẫu này thì lên cho em Như là gì đây? DA1 giá là 299.000 giùm em. DA1 giá 299.000 giúp em Như nè. Này là polyester cotton á chị Thanh Lê ơi, cái này là polyester cotton chứ không phải nó là chất poly nhá. Nha người đẹp nha. Tại vì cái thường xuyên nhiều khi mà các mạng nó hơi lắc lắc là mọi người nghe em bị cắt ngã ngoài. Cái này là polyester cotton giúp em nha. Cái này là phải nói là cái chất vải á, nó sẽ gọi là khi mà các chị sờ vào nó rất là mướt. Cái này là em Như mặc trên người em Như cảm nhận nha mọi người nha, em Như cảm nhận thế nào thì em Như nói như vậy, có sao em Như nói vậy. Nó rất là mịn, rất là mướt. Còn tại vì vải thì nó có nhiều loại lắm cả nhà ơi. Ví dụ như cotton nó cũng có nhiều loại vải này, polyester cotton nó cũng có nhiều loại. Nhưng mà cái sản phẩm nào mà em mặc Như mặc trên người em cảm thấy nó mát, nó mướt hay như thế nào đó thì em nói với mọi người. Cái chất vải thì em vẫn thấy đấy mọi người nhìn nè. Nó rất là dày dặn đúng không này, nhưng mà mình mặc lên nó không có bị nóng. Tại vì bên trong là đã làm cho mình một cái lót lớp lụa kèm theo cho mình nè mọi người nha. Thành ra các chị mặc lên nó thấm hút mồ hôi, nó không có bị nóng. Hình như đa số những cái mẫu sản phẩm của nhà mát á, những cái chất liệu nào mới dày dặn đều là sẽ phối thêm, gọi là may thêm cho mình một cái làm cái lớp lót lụa nữa. Cho nên mọi người yên tâm giúp em Như nha. Thật sự nếu mà nói thì có nhiều loại vải lắm. Về vải thì em Như không có rành lắm mà các chị đâu. Các chị sẽ hơn em Như nhiều. Nhưng mà cái sản phẩm em Như đang mặc trực tiếp trên người, em Như cảm thấy nào, em Như đứng đây để mặc trải nghiệm và em truyền đạt với các chị yêu nhà mình. Còn khi các chị nhà mình, các chị mua sản phẩm về, mình được kiểm tra hàng trước khi nhận mà đúng không? Mình cứ lấy ra mình kiểm tra cho em Như chất lượng như thế nào, ok thì mình chốt. Còn nếu mà không đúng sản phẩm như trong livestream em đoán thì các chị có thể hoàn về cho em không sao hết. Mình mặc trực tiếp với người mình là người trải nghiệm. Nhà em là có feedback nhiều rồi, với lại thương hiệu mát là các chị cũng biết rồi đó. Hơn 15 năm trên thị trường và bây giờ là đang được bán tất
gọi là trải dài khắp toàn quốc các cửa hàng, cũng như là đang được bán trên các sàn thương mại rất là nhiều, đúng không cả nhà ơi? Thì em mong là với cái gọi là cái thương trường chiến trường như thế này và cái thương hiệu của nhà mát thì sẽ tạo được cái lòng tin với các chị yêu nhà mình. Sản phẩm ngày hôm nay em thấy là lên được có bao là 699 mà em giảm còn có 299.000 thôi, thì em mong là các chị sẽ nhận được một cái sản phẩm gọi là nó đặc biệt như thế này. Tại vì em thấy đi làm văn phòng công sở mà các chị mặc cái sản phẩm của cái đầm váy như thế này thì nó quá sang trọng rồi. Còn cái đầm này thì đi tiệc cũng đẹp mà đi chơi cũng được, tại vì cái tông màu này cũng nhã nhặn. Cái tông màu của em là tông màu bebe nunu của cả nhà nha. 299.000 và hiện và cái món vấn đề ở đây là em có tới 4 size XML và XL giùm em nha cả nhà nha. Cho nên mình đặt hàng mình nhanh chóng, em khuyên thật sự các chị nên lấy cho em mẫu này. Váy mẫu mặc bao nhiêu dạ? Váy em đang mặc là 299.000 nha chị Huyền Thương Ly. Em chỉ có đúng một cái tông màu duy nhất này thôi. Hình như là mẫu này em có đúng tông màu này thôi đúng không ta? Đúng rồi mọi người ơi, hình như mẫu này em có đúng cái tông màu này thôi, không có tông màu khác rồi nhá. Chị yêu nào mình đặt mẫu này thì mình nhanh tay giúp em. Cái phần tay này mọi người nó sẽ có độ phồng nhẹ như thế này nè. Đó, cái độ phồng nhẹ để mà những chị nào mà bắp tay hơi to, hơi thô một xíu, gọi là cái xương của mình hơi to á, thì mấy chị mặc vào nó sẽ rất là thon và rất là gọn, nó sẽ che đi được cái khuyết điểm. Còn cái phần đai này mọi người có thắt giúp em nha. Tại vì nhiều khi em đứng em di chuyển á thì em bị tuột á, mọi người thông cảm giúp em vô nha. Những cái đường ly như thế này cực kỳ xinh luôn. Giá có 299 người cái em đầm này em thật sự nó là quá xuất sắc luôn á cả nhà nha. Rồi bây giờ các chị yêu nào mình thích mình tranh thủ mình lên đơn, cái chất này các chị mặc lên rất là thích luôn. Bây giờ nè, em chào Trung Hiếu Phạm nha, hello mọi người, chia sẻ like giúp em Như. Mình muốn tiếp tục chơi game thì mình cho em xin nè 3 lượt chia sẻ vào hội nhóm, một lượt lên trang cá nhân ở chế độ công khai, xong mình vào đây mình comment cho em một cái gọi là, rồi mình tag thêm cho em 3 người bạn vào. Khi mà cái lượt tương tác, khi mà cái lượt chia sẻ của mọi người á cao lên thì em sẽ tiếp tục tặng phần quà cho các chị yêu nhà mình. Tại vì hiện tại thì em cũng thấy là chỉ có 185 thôi. Cho em xem sau lưng với Như ơi. Ok, tình yêu Yên Thi đây, xem sau lưng giùm em. Cái phần sau nó cũng y chang vậy. Tại vì cái váy của em á, vì nhiều khi á, em mặc size S, XS đó mọi người, là em mặc size S trừ á, thì nó sẽ hơi rộng hơn cái size E, size S. Thì cái đầm này các chị thấy không, động thì cũng không sao, tại vì đã có cái đai này rồi, mình thắt vào là ok giúp em. Phần sau nó sẽ có sẻ tà á cả nhà, sẻ ở phần dưới thì các chị đi đứng di chuyển rất là thuận tiện luôn, nó không có bị gọi là khó khăn giúp em Như nha. Rồi chị Yên Thi, em thấy là cái đầm này á chị nên lấy, tại vì ngày hôm nay có 299.000 à, mà các chị gọi là hóa đơn mà mình trên 300.000 thì em sẽ được miễn phí ship với các chị luôn. Còn các chị mua 500.000 hóa đơn trên 500 thì em giảm thêm 50.000 nữa được không nè. Có những sản phẩm em giảm tới 70% lần, và những chiếc váy chỉ từ 129.000 thôi, là những cái ưu đãi gọi là đại tiệc của ngày hôm nay, các chị phải ở lại để mà ăn tiệc với em Như nha. Còn bây giờ này em sẽ dành thêm cho mình 2 phút nữa để em chốt cho em cái đầm này DA1 giúp em liền mọi người ơi, đầm đẹp quá. Đúng rồi chị Yên Thư ơi, phải chốt liền cho em Như liền. 299.000 cái đầm này thôi cả nhà ơi, thật sự cái đầm này em thấy là nhiều khi các chị mặc còn đẹp hơn em Như, em đảm bảo các chị yêu nhà mình luôn. Các chị mặc sẽ đẹp hơn em Như, tại vì cái tông màu này với cái phom đầm này thì nó kiểu là rất là sang nè. Đó đúng không này cả nhà, đơn giản nhẹ nhàng nhưng mà rất là sang. Chị yêu nào mà mình kiểu như là mình muốn sự thanh lịch, mình đi chơi, mình đi tiệc, mình gặp gỡ bạn bè, mình cần một cái em đầm nhìn nó sang như thế này thì mình nên lấy cho em. Hoặc là có những chị mà mình đi làm văn phòng công sở, mình thích được gọi là đi diễn thời trang nhiều hơn là đi làm với cả nhà. Đó, mình nên mặc cho em cái đầm này, nhìn nó rất là ok mọi người. Đơn giản nhẹ nhàng nhưng mà cực kỳ xuất sắc nha. Rồi, bây giờ mọi người ơi, lên đơn cho em liền là mã DA1 kèm cho em số điện thoại nha. Thật sự tự nhiên không thấy comment của mọi người em cũng tụng mút thiệt các cả nha. Rồi, bây giờ là lên đơn comment cho em là DA1 nè. Rồi, mọi người ơi, em thấy đơn của chị Yên Thi rồi nè mọi người ơi. Thiệt sự phải tưng bừng, đúng rồi, phải tưng bừng lên nha cả nhà. Tự nhiên em đọc thấy không thấy ai comment đó, em như buồn ghê sợ luôn. Mới tặng cho mọi người một phần quà xong, bây giờ mọi người phải nhiệt tình lên với em, với tự nhiên có động lực cho em nào. Comment cho em nè. Bây giờ chắc là em sẽ dành thêm một phút nữa để em chơi game với mọi người. Comment cho em là đại tiệc đi mọi người ơi, đại tiệc săn sale của em đâu, đại tiệc sale của em đâu cả nhà. Comment cho em thêm rồi tag thêm 3 người bạn, chia sẻ like. Em sẽ tặng tiếp cho nãy, lúc nãy là tặng cho mình một cái áo kiểu đắp chéo rồi, và em sẽ tặng cho mình một cái áo thun gân nha mọi người nha. Một em áo thun gân ôm xiết người rất là đẹp luôn. Cái vải, cái này em nói thật với mọi người nha, cái áo thun gân ôm này em cảm thấy là cái vải rất là đẹp luôn á, sờ và rất là mịn. Em để gần mọi người nhìn này, cái phần quà tặng của em chất lượng chưa.
Trời ơi, gần 300 ngàn chiếc áo của em Như đó tặng cho mọi người luôn, mà mọi người lại như vậy. Mọi người siêu quá rồi, chết rồi, em phải làm sao cho mọi người. Mọi người phải năng động lên mọi người. Tới giờ này mọi người đang đói bụng sắp ăn cơm rồi nè đúng không? Rồi mọi người vừa ăn cơm mọi người xem livestream với em nha. Năng nổ lên mọi người ơi. Mọi người phải nhiệt tình lên giúp em. Nói trước khi mà em livestream với mọi người, em đứng đây em live á, thì em cảm thấy là em muốn là mọi người có thể mua được những cái sản phẩm nó chất lượng, cũng như là em đứng đây này, em muốn làm đẹp cho mọi người, em muốn chị nào cũng phải đẹp như vậy hết á. Chị yêu nào đến với Mát cũng phải đẹp, để mà các chị mặc đẹp rồi các chị yêu thương, các chị quay trở lại thì nhà Mát mới có những cái cơ hội để mà tiếp tục ra những cái sản phẩm đẹp hơn phục vụ cho các chị yêu nhà mình. Cũng như đứng đây là em dành tặng phần quà này để tương tác với mọi người á mọi người, cho nên em mong là các chị sẽ tương tác với em thật là nhiều. Còn chị nào lấy cái đầm này của em nữa thì DA1 giúp em nha, 299.000 này. Em có 4 size các chị yêu nhà mình ơi, SML VXL giúp em Như nha. Rồi nhanh tay chốt đơn giùm em sẽ kiểm tra lượt chia sẻ như thế nào rồi, tại vì nó bị ẩn comment nhiều khi em cũng không thấy được comment. Hiện tại là 207 lượt chia sẻ nè cả nhà. Rồi lấy luôn Như, ok em cảm ơn chị An Nhiên đã chia sẻ này, kèm số điện thoại đã chia sẻ rồi. Em cảm ơn chị Mèo Mập rất là nhiều nha. Rồi mọi người em thấy được cái comment rồi, ok chị Minh Trâm đợi em xíu, em chơi game, em đưa phổ biến cái game. Còn cái này chắc em quay nhanh luôn á, tại vì hàng này em cũng không có nhiều đâu cả nhà. DA1 giúp em. Rồi 30 giây cuối cùng chốt giùm em DA1 đi cả nhà yêu ơi. DA1 giá 299.000 và em có 4 size giới thiệu nhà mình. Với phông đầm này các chị đi làm, đi chơi, đi tiệc tùng gì cũng đẹp, cũng sang hết. Tông màu này mình mặc lên không có bị kén da kén dáng nhé cả nhà nha, cũng như là không có bị kén tuổi nè. Với những cái phông này thì các chị nào nó không quá ôm siết vào người thì các chị mặc lên nó không có bị lộ khuyết điểm. Vải của mình nó sẽ có độ đàn hồi và co giãn cho mình luôn, mình yên tâm giúp em. Chất vải rất là dày dặn luôn, mình mặc lên không hề bị nóng tại vì bên trong đã có lót lót. Bây giờ chị yêu nào mình vừa chơi game mình phải mua hàng nữa nha cả nhà ơi. Mình chơi game mình được tặng quà, các chị mua hàng các chị ủng hộ em nè, em có động lực các chị cũng được sản phẩm đẹp cho mình nữa. Rồi DA1 giúp em nha, kèm cho em là số điện thoại luôn, 299.000 em đầm này. Bây giờ mỗi lần em xem là em phải lướt lên lướt xuống để em xem được cái comment của cả nhà. Thành ra các chị mình đặt hàng mình nhanh tay mình comment nhiệt tình lên giúp em Như nha. Rồi DA1 cho chị Nguyễn Trang có đơn cho mình luôn nè. Rồi em thấy các chị yêu nhà mình nè, các chị ví dụ mình chơi game mình không cần để lại số điện thoại đâu, chỉ cần cho em là tăng thêm 3 người bạn nè. Ví dụ như chị Hân Gia, chị cờ cho em xin là đại chia sẻ hoặc là đại tiệc sale, rồi tăng thêm cho em 3 người bạn nữa là ok nha mọi người nha. Rồi bây giờ em Như sẽ đếm tầm 5 giây rồi em qua luôn cái mẫu mới nha. Còn về cái phần quà này em thấy là mọi người đang gọi là chưa, cái lượt chia sẻ của mình nó cũng chưa cao á. Nó nãy giờ mà từ đầu lái giờ cũng mới có 216 lượt chia sẻ cả nhà. Kéo lên cho em là đủ 300 lượt chia sẻ thì em mới tặng quà tiếp nha. Đúng 300 lượt chia sẻ nha mọi người ơi, em mới tiếp tục tặng quà. Còn bây giờ em sẽ chuẩn bị em qua mẫu luôn, tại vì các mọi người ơi có 299.000 à. Em đứng lâu quá, thiệt sự cái đầm này em đứng lâu quá em bán 299.000 cũng tiếc lắm, rớt nước mắt luôn hết cả nhà. 699 sale còn 299.000 mà DA1 giúp em và em có 4 size. Bây giờ em Như sẽ qua mẫu tiếp cho các chị yêu nhà mình nha. Rồi hello các chị, em Trinh quay lại với mình với một cái set đồ tiếp theo đây cả nhà mình ơi. Hồi nãy cái đầm của chị Như phải nói rất là đẹp rồi, thì bây giờ mình qua cái set đồ này. Trời ơi xuất sắc ghê chưa. Cái áo của mình sẽ là một áo thun bà màu trắng nè, đơn giản, kết hợp cho em là một cái chân váy caro màu đỏ ha, kết hợp màu trắng. Phải nói là khi em mặc cái set này lên thì em cảm thấy giống như là mình hơi cổ điển một xíu, giống như là hơi giống những tiểu thư ở thập niên chín mấy cả nhà mình. Có một nét cổ điển nhẹ nhưng mà nó bên cạnh đó vẫn hơi hiện đại ha, kết hợp trong cái set đồ của mình lên nhìn rất là duyên dáng luôn. Mọi người ơi, bây giờ thì em sẽ bắt đầu giới thiệu cho cả nhà mình cái mẫu áo đầu tiên này nha. Áo của mình với mã số là AT1. AT1 hôm nay của mình có mức giá siêu siêu ưu đãi trong livestream này luôn. Đây là cả nhà mình thấy đẹp, thấy xinh thì mình phải chia sẻ like liền ha. Trời ơi, nãy giờ các chị chia sẻ like cũng như là gắn thẻ bạn bè rất là nhiệt tình, em cảm ơn các chị đẹp của mình. Còn bây giờ thì mình cùng săn hàng với em Trinh nha. Mẫu này thì số lượng của em còn rất là ít thôi, nên là 342 tình yêu đang ở livestream. Nếu mình thấy mẫu này xinh thì phải lên đơn liền, tại vì hôm nay với cái mẫu áo AT1 của em sẽ bán với mức giá cực kỳ ưu đãi cho cả nhà. Mẫu này thì mình sẽ có cho em là đây 2 tông màu.
hai tông màu của mình là một màu trắng và một màu cà. Cái màu này là tông kem mà hơi pha cho em là cam cam, giống như là cam sữa đó cả nhà. Mình cũng có thể là comment là trắng hoặc là cam, AT1 cộng trắng hoặc là AT1 cộng cam, cộng số điện thoại là mình có đơn hàng. Hôm nay em báo giá một cái là cả nhà mình giật mình ha. Giá của mình bình thường giá gốc là 355.000 cho hàng thun gân cao cấp cho em có độ mềm mại và dày dặn vừa phải ha. Bây giờ mình được bán, được mua trên livestream với mức giá là 169.000 thôi. Đây là khi mà mình mang vô mình cảm thấy là trời ơi, cái áo này 169.000 thì quá là rẻ đi. Tại vì các chị biết sao không, chất liệu vải thun gân của mình á, nó sẽ chia ra rất là nhiều loại. Có loại thì nó vừa dày, nó vừa cứng, nhưng mà cái loại trên đang mặc trên người thì em cảm thấy là cái chất liệu vải này nè, khi mình mặc lên có độ mềm mại thoải mái ha, và thấm hút mồ hôi dễ chịu cực kỳ, nó cũng mát nữa cả nhà, nên là rất là phù hợp với cái thời tiết nắng nóng bây giờ nha mọi người ơi. Rồi, với màu áo của mình không cơ đơn giản chỉ là cái màu áo thun bình thường ha, không phải áo thun tay ngắn bình thường, mà mình lên cho cả nhà mình là cái phần cổ nè. Cổ của em thì các chị có thể thấy ha, cổ là mình có thiết kế nơ. Cái nơ này thì mình có thể mở ra, nhưng mà bên em đang cột cho mình thiết kế như vậy luôn, cột sẵn luôn. Mình mua về mình sẽ thấy là được cột sẵn như vậy, hoặc là các chị có thể tùy theo cái sự sáng tạo của mình, mình cột cái hình nơ khác cũng được ha. Rồi ok, nhìn cho em cái cổ ha, rất là xuất sắc luôn. Và đây mình đi đến gần để cho các cả nhà mình thấy được độ co giãn nè. Bây giờ mặc cái gì mọi người cũng thích là có độ co giãn, tại vì độ co giãn thì khi mà mang lên á, nó thoải mái, nó dễ chịu, chứ nó không có bị bí, không có bị bó cơ thể của mình lại. Và đặc biệt mà chị nào á, mà mình mang lên mà mình sợ thừa độ khuyết điểm thì yên tâm nha, chất liệu vải thun này của em nó rất là dày dặn mọi người. Rồi mẫu này thì em có 3 size, với cái mẫu AT1 mà Trinh đang mặc trên người thì có 3 size S, size M và size L. Đây là tình yêu nào á, mà mình muốn tư vấn size nào thì cũng có thể comment là chiều cao cân nặng, em sẽ tư vấn cho cả nhà mình ngay tại livestream này luôn nha. Rồi mẫu áo này thì khi mà mình mặc lên mình cảm thấy nó dễ chịu cực kỳ ha, giá chỉ có 169.000 thôi cho một cái mẫu áo thun cao cấp, chất liệu vải thun gân mềm chứ không phải là thun gân dày và cứng, đó là mọi người có thể yên tâm nha. Mặc lên không có sợ bị lộ hở, tuy là em Trinh đang mặc màu trắng ha. Rồi mình có hai màu, còn màu này thì tông màu cam sữa nó ngọt ngào hơn một xíu. Mọi người có thể thấy là hai tông màu, nhìn trên cam của nhà má thì nó rất là rõ nha mọi người nha. Nhìn cái tông màu sắc đó, khi mà em nhìn soi qua điện thoại thì em thấy là rất là chân thật luôn, giống hợp cái giống màu thật ở ngoài luôn. Và khi mà mọi người nhận hàng có khi còn đẹp hơn nữa, nhiều khi do đường truyền mạng á, cả nhà mình nhìn không rõ. Đây mọi người có thể thấy hai tông màu cho em ha, xuất sắc cực kỳ luôn. Rồi em thấy nè, có size không chị yêu? Có size nha tình yêu ơi, em có size cho mình là 3 size S, size M và size L ha. Nói chung là tầm khoảng chắc là 60 mấy, 62 đến 65 kg đổ về là mình mặc được cho trên cái mẫu áo AT1 này. Và AT1 hôm nay giá bao nhiêu? Chỉ có 169.000 thôi. Bình thường mọi người mua cái áo này là 355 đó, nhưng mà duy nhất Trinh bán tại livestream này chỉ có 169 cho cả nhà thôi. Là mình comment là AT1 cộng số điện thoại nha. Rồi bây giờ nãy giờ em thấy là rất là nhiều chị hỏi em là chân váy đẹp quá, chân váy có size không? Rồi ok, chân váy sẽ có size cho cả nhà mình luôn là 3 size S, size M và size L. Em đang mang trên người là size S nha mọi người ơi. Mẫu áo, mẫu chân váy của mình với mã số là VA2. VA2 của mình sẽ có hai tông màu là tông màu xanh và tông màu đỏ. Hai tông màu của mình thì kết hợp ha, là caro đỏ trắng và caro xanh trắng nè mọi người. Có thể thấy là hai tông màu rất là dễ phối đồ, và khi mà mình mặc lên á, nhìn cái hai tông màu này ha, nhìn rất là sang luôn, nhìn kiểu dễ thương vô cùng ha cả nhà. Ví dụ như là chị nào mình thích nổi bật hơn một xíu mình chọn cho Trinh cái tông màu đỏ, còn chị nào mà mình thích trầm trầm hơn một xíu là thanh lịch hơn, mình chọn cho Trinh là cái tông màu xanh nha. Rồi mẫu hôm nay của mình là VA2. VA2 của mình giá gốc sẽ là 495. Và hôm nay mình mua trên livestream, hôm nay em giảm hơn nữa 50% luôn mọi người. Hơn 50% với cái mẫu này. Giá chỉ còn có 239.000 thôi. Trời ơi, một mức giá rất là ưu đãi. Có nhiều chị đang hỏi em là vải này vải gì, sao nhìn form nó đứng như vậy. Vải này của mình gọi là vải bố. Khi mà mọi người mang ngay nghe tới bố thì mọi người có cảm tưởng là nó sẽ cứng nè, nó sẽ dày và nóng. Cho mọi người yên tâm nha, với hàng thiết kế của MAC thì mọi người sẽ thấy là chất liệu vải này nó có độ mềm, nhưng mà lên form thì cực kỳ đứng cho em luôn, rất là đứng form. Form của mình là chuẩn form dáng chân váy xòe ha mọi người ha. Giá của mình sẽ là 239 của mình
239.000 ngay tại livestream nha. Rồi giá gốc là đến 495 đó cả nhà. Hôm nay mọi người thấy em giảm ưu đãi không? Hơn 50%, hình như là lên tới 60% với cái mẫu chân váy này luôn. Rồi ok mọi người ơi, mọi người hả? Nãy giờ là kêu tặng quà tiếp đi hả? Rồi muốn tặng quà tiếp thì mình chia sẻ livestream tiếp dùm Trinh nha. Hình như là em thấy là chưa được 300 lượt chia sẻ. Đủ 300 lượt chia sẻ là Trinh sẽ tặng quà liền cho cả nhà mình với cái mẫu áo thun ha. Rất là thoải mái tự nhiên này. Nè mọi người nhìn thấy cho em chất liệu vải nè, giống nhau, hai chất liệu vải mà Trinh đang mặc ha, và cái mẫu áo mà bên nhà mát tặng cũng là giống nhau nha mọi người. Chất liệu vải thun gân cao cấp, đây là mọi người yên tâm, hàng tặng của nhà mát vẫn rất là chất lượng, vẫn rất là cao cấp cho cả nhà mình. Mọi người chia sẻ cho em một lần lên trang cá nhân và ba lần vào hội nhóm là hoàn toàn xứng đáng để nhận được cái phần quà này nha. Rồi mọi người ơi, comment tiếp là đã chia sẻ cộng số điện thoại. Ok, em thấy đơn nè, VA2 đỏ nè. Mọi người ơi, thật sự rất là buồn tại vì em không có thấy bình luận ha. Rồi AT1 màu hồng nhạt, rồi màu này là màu cam sữa. Cam sữa hồng nhạt gì cũng được, mọi người muốn comment sao cũng được, miễn sao em hiểu sẽ chốt đơn ha. Rồi giá áo là 169 và chân váy của mình là 239.000 tại livestream. Nhiều khi báo giá mà mình hết hồn, báo giá mà mình không tin, tại vì cái chất liệu vải nó đẹp lắm. Em cao 1m62 thì cả nhà mình có thể thấy là dài qua đầu gối nha. Cái form này là form chân váy midi ha, nó rất là dễ mặc, che được khuyết điểm đầu gối bắp chân cho mình luôn. Là chị nào mình có khuyết điểm về phần dưới phần chân của mình thì mình yên tâm nha, mặc cái mẫu này lên sẽ che khuyết điểm là gọn dáng rất là tốt và lên form ha, vô cùng xuất sắc luôn. Kết hợp cho em một cái áo đơn giản thôi cũng đẹp. Về nhà cả nhà mình có thể phối với áo sơ mi nè, áo kiểu riêng cũng được, hoặc áo thun trơn thôi nó cũng đẹp nữa. Nói chung là chỉ cần mặc cái này lên một cái là mình thấy đẹp rồi ha. Rồi áo nè, đọc lại một lần nữa rồi em sẽ chuẩn bị qua mẫu. Tại vì số lượng của mẫu này trên lên của mình rất là ít, áo thì còn khoảng là mười mấy cái, còn chân váy thì em còn khoảng 20 mấy cái, chia đều cho hai màu thôi. Và mỗi màu của mình có 3 size ha, size S, size M và size L, nên cả nhà mình cứ yên tâm, không biết mặc size nào để lại số điện thoại và mã bên em sẽ tư vấn sau cho mình ha, hỗ trợ tư vấn sau cho mình là size, số, chiều cao, cân nặng nha. Rồi ok, bây giờ nè, nhắc lại một lần nữa mã mình lên cho em theo đúng cú pháp nè. Mã của em nha, AT1 là áo có hai màu, màu trắng và màu cam sữa, mọi người comment hồng hay cam gì cũng được hết trơn. Rồi, mẫu chân váy của mình là VA2. VA2 của mình có hai màu, màu đỏ và màu xanh. VA2 cộng số điện thoại có đơn hàng 239.000, còn áo là 169.000, chỉ chốt tại livestream thôi. Nếu mà mọi người tí nữa em kết thúc live xong rồi cả nhà mình nhắn tin hỏi là Trinh ơi giá này còn 169, còn 239 không, là không có nha, chỉ có tại livestream này thôi cả nhà mình. Rồi ok mọi người, lên mẫu và chốt đơn dùm em nha. Còn bây giờ thì chắc là nhờ chị Như qua tiếp mẫu cho mình ha. Lần này em đọc đúng tên rồi đúng không? Dài. Rồi bây giờ em Như qua tiếp cho mọi người một cái set đồ nha. Cái set này nhìn nó kiểu nó hơi vintage một xíu nha các chị yêu nhà mình ơi. Không biết là các chị nhà mình muốn được tặng quà chưa nè. Chứ em Như là cũng nao nương, gọi là nao nước nôn nao muốn tặng quà cho các chị lắm rồi nè. Đó, à em thấy chị vẫn đang tương tác rất là nhiều nè. Em thấy chị Diễm TN đặt là VA2 đỏ nè, có đơn cho chị yêu nhà mình nha. Đó, mình đặt hàng mình chỉ cần cho em Như xin là đầy đủ cú pháp, mã kèm số điện thoại giùm em nha. Áo em đã nhận hàng, đẹp lắm mà. Trời ơi, em cảm ơn chị Nhã Vi rất là nhiều nha, xuất sắc luôn. Đó, chỉ cần nghe được những cái lời khen như thế này thôi là đủ sung sướng rồi cả nhà. Rồi, tình yêu viết Đặng ơi, AT1 chưa có số điện thoại nè, cho em Như xin số điện thoại nha. Mình đặt hàng mình cho em xin số phone để mình có thể gọi là gọi điện tâm tình xin địa chỉ để mà giao hàng cho các chị yêu nhà mình ha. Còn bây giờ thì em Như chuyển qua cho mình một cái set đồ em Như đang mặc trên người đây. Trời, cái set đồ này em thật sự quá xuất sắc luôn. Với chiếc áo của em, cái kiểu như là nó nhúng như thế này nè các chị yêu nhà mình. Mặc lên form rất là xinh luôn nha. Nó che khuyết điểm cực kỳ, cái dáng này y chang như là kiểu dáng nó hơi baby doll form dưới mọi người. Nó hơi xòe cái form dưới như thế này nè. Thì chị nào mình có khuyết điểm ở dưới bụng của mình là nên lấy cho em cái mẫu này mặc lên cực kỳ cưng. Em sẽ có 3 tông màu cho mẫu này, là màu trắng nó mặc, một lát nữa em sẽ xô màu ra luôn, màu trắng, màu kem với lại màu đen. Còn quần của em mặc thì em cũng sẽ có tới 4 màu. Cái vải của em là kiểu vải lụa cả nhà. Vải lụa này mặc lên rất là mịn luôn ấy. Cái này là kiểu như là lụa mịn luôn các nhỉ. Mềm mịn mướt, và đặc biệt cái vải cooler, cái quần này nó không có bị nhăn. Form quần kiểu như là lưng cao nha cả nhà nha. Form quần lưng cao và ống suông ống rộng như này nè, là một cái form quần cực kỳ hách dáng. Em Như đang cao có 1m6 à, mà em mặc cái quần này y chang 1m7, 1m8. Mình nói thật sự, mặc lên kiểu hách dáng. Các chị mang cho em thêm đôi guốc tầm 5-7 phân gì đó thôi là đủ đẹp nha. Bây giờ các chị yêu nhà mình ơi, lên cho em mã này liền là gì đây?
AK3 giúp em nha cả nhà nha. Mà AK3 giá là 159.000, trời ơi, xuất sắc chứ mọi người. Cái áo của em có 159.000, giá gốc là 325.000. Còn chiếc quần của em sale luôn cho mọi người, VA2 từ bao nhiêu đây mọi người, em giải cho mọi người là chỉ còn là 299.000 cái quần này. 299.000 cái quần này, xuất sắc chưa, lên luôn cho em cả set rồi được free ship luôn các chị. Form này em nói thật sự với mọi người nha. Đây cái form quần này được em vén vén cái áo lên mọi người, nhìn cho em nè. Cái form quần lưng quần siêu cao như thế này nè cả nhà nha. Dây khóa kéo hoặc là sẽ ở là đằng sau giúp em. Hai bên quần có túi, với những cái form quần như thế này các chị phối cho em nè, sơ mi cũng đẹp nè. Phối áo kiểu nè, đóng thùng gì cũng sang xịn mình hết. Hoặc là phối cho em cả một cái set như thế này cũng đẹp nữa. Em nói thật sự quá sang. AK3 giúp em, bây giờ em show màu ra cho mọi người luôn nha. Áo em sẽ có 3 tông màu áo nè, em chốt cho em cái này trước. Áo em mặc đủ size không? Áo này em mặc đủ size SML nha chị Nhã Vy ơi. Thì sự cái áo còn có 159.000, chị yêu lấy liền cho em mặc nha. SML em có 3 size. Em như sẽ có 3 tông màu cho các chị nhà mình. Màu kem, màu trắng với màu đen. Em thật sự em muốn các chị phải đặt hàng nghiền là liền và ngay giúp em liền. Tại vì đẹp quá mọi người ơi, mọi người có thấy được cái áo em đang like hay không? Có 159.000 chiếc áo như thế này thôi mà mọi người bỏ lỡ thì đáng tiếc quá. Form áo quá xuất sắc luôn nè các chị. Cái phần nhúng như thế này nè, nó che khuyết điểm cực kỳ tốt mà phong dưới nó xòe ra nữa. Thì em thấy là thật sự một cái áo quá thần thánh luôn. Vào cái mùa gọi là mùa hè như thế này, các chị mặc những cái form áo kiểu này cực kỳ mát mẻ luôn. Mà nó bị gọi là tôn da, che khuyết điểm rất là tốt. Và đặc biệt là không có kén nha mọi người ơi, không có kén form dáng nào hết trơn á. 159.000 mẫu cao bao nhiêu vậy à? Em cao có 1m59 à? Chị Duan nha, ngày nào em like em cũng thấy chị vô coi hết á, giờ mà chưa biết. Vậy mà bữa nay còn hỏi chiều cao bao nhiêu nữa. Lại là bữa trước là không nghe em nói rồi đúng không? Em cao 1m6 thôi, bữa nay em vẫn thấy chị Duan vào và là chia sẻ like này, cảm ơn chị rất là nhiều nha. Đó, áo này em nhận được hàng rồi, mặc siêu đẹp luôn nha shop. Xuất sắc luôn chị Linh Huệ ơi, cảm ơn chị rất là nhiều luôn. Áo của em nên lấy cho em ít nhất 2 tông màu đi các chị. Ví dụ như các chị nào mình thích an toàn thì lấy màu trắng màu đen đúng không? Em làm thêm cho mình một cái màu kem nữa. Cái màu này nha mọi người ơi, mặc lên nó rất là gọi là tây, kiểu như là sáng da. Nhìn nó trẻ trung, nhìn nó xinh lắm cả nhà. 159.000 khuyên chân thành nên lấy cho em như hai áo. Với mẫu này các chị phối cho em kiểu phong quần ống xuống này, mình mặc lên nó sẽ phá cách hơn một xíu, nhìn nó lạ hơn một xíu đúng không này. Mình có thể phối cho em quần jean ống ôm, hoặc là mình phối cho em chân váy. Mình đi làm văn phòng công sở vẫn xuất sắc luôn nha mọi người ơi. Form áo này mọi người mặc á, cái phần này, cái phần nách gọi là cái phần vai của mình đó, nó sẽ may vòng như thế này nè mọi người, rất là cưng luôn. Còn với form quần bây giờ em sẽ để cho mọi người xem cái form quần luôn và máy màu luôn. Cảm ơn các chị rất là nhiều nha. Áo của em là 159.000 thôi, AK3 3 size SM và L giúp em. Em thấy đơn của chị Tuyết này, lấy mã AK3 này, có đơn cho chị Nguyễn Tuyết luôn. Thank you chị đẹp nha. Rồi nhanh tay chốt đơn giùm em. Đây để em show cái mẫu quần, để em để cái áo này qua một bên cho các chị yêu nhà mình nha. Đó, áo thì 3 màu rồi các chị, trắng đen và kem gì của em. 3 tông màu cực kỳ basic, cực kỳ cơ bản cho các chị yêu nhà mình. Còn với tông màu quần của em, trời ơi, màu quần này mọi người, cái chất vải nè, các chị nhìn và các chị sẽ mê. Vải này là vải lụa mọi người. Cái chất vải rất là cưng luôn á, mềm mịn. Mà đặc biệt cái vải này các chị mặc lên nó mát và nó không có bị nhăn nha. Em như sẽ có 4 tông màu cho cái màu này. Màu em nó mặc là màu kem. Màu này là màu cam đất này cả nhà. Tông màu xanh và một tông màu ghi cả nhà. Quần này chỉ có 299.000 thôi. Với chiếc quần mà lụa như thế này này cả nhà, thì các chị yêu nhà mình á, đi mua vải hay là các chị đi may thì cũng không bao giờ có cái giá này. Em nói thật sự luôn, không bao giờ có được cái giá này các chị. Cái giá gốc của em của cái quần này đã 495.000, là hàng này là bình thường là rẻ rồi á, mà ngày hôm nay là sale chỉ còn là 299.000 thôi. Và quần em cũng có size SML giúp em nha. Ok nè, em chốt đơn chị Trang mà AK3 màu kem này. Ok tình yêu, cảm ơn chị rất là nhiều. Các chị ơi, mình đã lấy áo rồi, đừng bỏ lỡ cái quần. Thật sự cái quần siêu thần thánh. Với những cái phong quần này nha, các chị hỏi em là m50 mặc được không Như, m55 mặc được không Như, m57 mặc được không em ơi. Em báo các chị luôn, với cái phong quần ống suông mà kiểu như thế này, các chị 1m48 trở lên là mặc thoải mái giùm em. Thì các chị dưới 1m48 đúng không, nó hơi dài một xíu, mình có thể cắt mình lên like giúp em được không nè. Thì chứ không mà nói là ai mình mặc cũng được là không có, cái này là sai sự thật. Có những chị ví dụ như mình hơi thấp người, mình hơi nhỏ con một xíu, mình mặc những cái phong quần này, các chị nó phù hợp nha, nó không có bị kén. Các chị mặc ống lê ống mơm thì nó hơi kén xíu, cái phong quần ống suông này là một cái siêu ống quần mà gọi là thần thánh, ai mình mặc cũng được. 299.000, chốt đơn liền cho em ít nhất 2 tông màu liền. Đây, màu nu này các chị, em đang mặc màu cam đất,
màu xanh này mà hai cái tông màu em thấy rất là lạ. Màu xanh với là màu ghi là hai tông màu cực kỳ lạ của nhà mát luôn. Đó, nhà mát lên được cái chất vải và lên cái phơn quần màu này này rất là lạ luôn. Các chị mà mua là độc quyền luôn. 299.000 lấy liền cho em Như nha. Rồi em cảm ơn các chị này, em thấy đơn của mình á, nhưng mà em thấy đơn của các chị mà chưa kịp đọc là nó bị ẩn rồi. Mình đặt hàng cứ cho em xin mã kèm màu kèm số điện thoại giùm em là có đơn. Em đầy đủ size số hết. Bây giờ em kiểm tra cái lượt chia sẻ là 263 thôi cả nhà ơi. Các chị chia sẻ cho em đủ nè. Quần dây kéo đằng sau, đúng rồi chị yêu ơi. Quần dây kéo khóa đằng sau giúp em để em quay xem ở cái áo nó che mất đằng sau. Đây. Form đằng sau đây giúp em. Mọi người nha, dây khóa kéo đằng sau thì các chị biết sao không? Với những cái form quần lưng cao này nè. Mình làm dây khóa kéo thì lên form nó mới đẹp, nó mới chuẩn. Chứ mà làm lưng thun thì nhìn cái form nó không có đẹp bằng. Cái này là phải nói thật sự đúng không cả nhà? Lên form quần lưng thun thì các chị sẽ dễ mặc hơn. Nhưng mà cái form quần lên nó không có chuẩn, không có đẹp bằng. Cái này các chị mặc quần dây kéo và nhà mát đã canh theo size số mình rồi. Mình yên tâm giúp em Như nha. Lên form quần quá đẹp luôn cả nhà ơi. 299.000 QA2 giúp em Như nha. Chị Tuyến Phạm nha. Chị Tuyến Phạm nên lái cho em đi, còn 299.000 à. Rồi em thấy tình yêu của nhờ đơn của chị Dạ Trần AK3 này, màu kem size L này. Màu nào cũng ngọt luôn á. Chị Mèo Mập đã đặt hàng chưa? Đó, đặt hàng ngay và liền cho em nha. Rồi em thấy đơn của chị Gia U Ngọc Thẩm lấy AK màu trắng nè. Rồi các chị lấy cái áo này quá trời luôn nè mọi người ơi. Màu áo này em thấy các chị đang lên đơn quá trời luôn. Tại vì em thấy là mẫu này cực kỳ xinh luôn á. Có 159.000 ở cả nhà. Với màu áo kiểu như thế này em nói thật sự với các chị là không đi đâu mua được với cái giá này đâu. Phần đằng sau em có một cái dây để mà gọi là cái cúc cài ở trên như thế này nha. Cái cổ nó bèo bèo, nó nhúng nhúng, nhìn xinh ơi là xinh. Và cái áo này cực kỳ hách dáng, mặt nó không có bị lộ khuyết điểm. 159.000 giúp em Như. Ba tông màu trắng đen và kem giúp em. Đó, ba cái màu này quá basic cho các chị yêu nhà mình luôn ha. Đây, màu kem của em nè, xinh ha mọi người. Đủ size S, M và L luôn nha cả nhà ơi. Đặt hàng nhanh tay giúp em liền. Đúng rồi, em cảm ơn chị nha. Các chị yêu nhà mình. Quần quần này nhà chị quần này mang được không mẹ? Cái quần này em nói thật sự các chị nên mua, tại vì quá đẹp. Tại em dễ thương với đồ đẹp quá nên like là coi liền nè. Em cảm ơn chị Du Anh nhiều nha. Trời dễ thương quá à, nghe mà thương dễ sợ luôn á. Rồi trời, em Như mà nghe mấy cái lời khen là cái yếu mềm đó mọi người. Em hay bị yếu lòng lắm. Ai mà ngọt ngọt với em xíu là em yếu lòng liền à. Rồi AK3 giúp em nha, đem xô lại cái màu. Nếu mà em nói thật sự những chị nào mình có những cái form quần xung mà chưa có hai tông màu này thì mình bổ sung liền cho em vào cái tủ đồ. Các chị thấy hai cái tông màu này lạ không? Hình như là em thấy là chị có nhà mát lên được cái tông màu này, cái kiểu cái tông màu ghi á các chị phối cho em kiểu như là màu đen, màu trắng, màu kem gì nó cũng hợp với nó. Cái tông màu này cũng dễ phối đồ, nó giống như là màu đen nha cả nhà. Màu đen, màu nu vậy đó. Có tông màu xanh này nè cả nhà. Màu xanh này mọi người nhìn nè, nó xanh này kiểu như là nó rêu rêu mà nó rêu nhẹ nhẹ các chị. Mặc lên phối với màu trắng cũng đẹp nha, màu đen cũng đẹp cho em. Những cái tông màu em đang lên cho các chị yêu nhà mình là cực kỳ dễ phối đồ. 299.000 cái form quần này mọi người nhìn cho em. Cho em để mà bình thường như thế này là kiểu như là quần này nó dài tới nách em luôn á các chị. Hiểu không nè? Mà em mặc lên trên người là các chị thấy không? Rất là hách dáng luôn. Đúng không? 299.000 lên cho em là QA2 giúp em Như liền nha. QA2 kèm cho em số điện thoại là có đơn em Như xin máng vào đây. Tại vì cầm nhiều quá mọi người ơi. Thiệt sự cầm quá trời, thành ra không có xô được màu cho các chị yêu nhà mình. Màu ghi, màu cam đất, màu nu với lại tông màu xanh em đang mặc trên người, giá 299.000 một em quần. Và giá gốc của em này thì khỏi phải nói, 400 mấy một em rồi các chị ơi. Áo là 159.000, để em xem được cái comment. Rồi em thấy đơn của chị Bùi này, lấy AK3 màu đen nè. Rồi các chị lấy màu áo này quá trời nè. Mà như số lượng áo em không còn nhiều nha cả nhà ơi. Số lượng áo của em Như không còn nhiều. Chị nào lấy áo nhanh tay đặt hàng liền cho em. Tại vì em nói thật sự với các chị mà hàng này là gọi là, nếu mà đủ size hoặc là còn nhiều là em không có lên giá sale. Em không lên giá sale. Em hiện tại em Như lên giá sale cho mình, mình tranh thủ mới đặt liền. Mình tranh thủ mình đặt liền có 159.000 thôi. Các chị mua cho em đi, 300.000 hóa đơn trên 300.000 mình được miễn phí ship rồi. Mà trên 500.000 thì em còn thêm giảm thêm cho mình là 50.000 nữa. Đúng không? Và có những sản phẩm mà em sale tới 70%, cũng có những chiếc váy mà em giảm còn có 129.000 thôi. Bây giờ này em sẽ kiểm tra là em xin em thấy là mọi người vẫn đang lên đơn. Vải này là vải lụa các chị ơi. Quần này của em là chất vải lụa mọi người nha. Chị Hương Ngô đây mà nhìn cho em nè. Chất vải lụa mềm nha, mềm mịn và mặt rất là mát. Và đặc biệt là cái vải này không có bị nhăn nha cả nhà nha. Form quần này là có túi luôn nè mọi người. Xuất sắc chưa? QA2 này giúp em. Tông màu này em thật sự mặc lên rất là tay, rất là sang. Có 299.000, các chị chờ đợi cái gì nữa nè mọi người. Mọi người nói cho em tại sao mọi người chưa lên đơn. Tại vì mọi người thấy đẹp quá, nhiều màu đẹp quá mà không biết lấy màu nào đúng không? Nếu mà
em đã nói rồi, an toàn. Mình thích sự gọi là an toàn hơn, cứ lấy cho em tông màu be. Còn không mình lấy cho em màu cam đất, là hai cái tông màu này nó sẽ dễ quen thuộc với các chị nhiều hơn. Còn không nữa là cái tông màu rêu với cái tông màu ghi của em á, là hai cái tông màu lạ, các chị mình thích thì mình có thể lấy cho em luôn nha. 299.000 nè. Em thấy là ví dụ cái tông màu nuôi với tông màu cam đất này các chị có nhiều rồi, có thể chuyển qua cho em tông màu ghi hoặc là tông màu xanh rêu cũng được nha các chị yêu nha. Đây, form dây khó kéo đằng sau mọi người nhìn cái vải của em này, cầm lên rất là chắc tay. Em bán cho mọi người có 299.000 thôi và đủ size S, M và L giúp em nhé. Rồi em thấy đơn của các chị đang lấy quần nè. Chị Emily này lấy QA2 này, màu B này, có đơn cho chị luôn. 299.000 nha. Chị Trang này lấy áo là AK3 màu trắng nè. Chất liệu là vải lụa nha các chị yêu nha. Rồi nhanh tay chốt đơn giùm em liền nè. Các chị yêu ơi, chị Thanh Thảo lấy AK3 màu kem, chị Trang Bi lấy AK3 màu trắng nè. Ui cái áo này xuất sắc luôn á. Chị Bùi lấy AK3 màu đen luôn nè. Chị Bùi Thúy Hằng lấy AK3 màu đen luôn nè. Các chị yêu ơi, lấy nguyên set luôn nha. Như ơi cưng quá đó. Chị Mèo Mập nè, nãy giờ em đợi cái comment của chị không có ai luôn á. Em thấy chị khen quá trời, bây giờ em mới thấy chị lên đơn. Mà lên đơn là phải lấy lựa, là lấy liền cho em một set. Xuất sắc luôn. Cảm ơn chị Mèo Mập rất là nhiều nha. Rồi bây giờ có chị yêu nào mình lấy cái chiếc áo của em nữa không nè. Ba màu AK3 trắng, AK3 đen và AK3 kem, 159.000 giùm em. Giá gốc là 325.000 giúp em. Có đầy đủ size S, M và L. 30 giây cuối cùng chốt đơn cho em nhé. Tại vì em định là qua mẫu rồi. Em định qua mẫu rồi nhưng mà em thấy các chị vẫn đang lên đơn cái chiếc áo thần thánh này, cho nên em nán lại thêm. Nhưng mà em thấy là nếu mà em càng đứng lên cái chị sợ nó hết hàng thôi, chúng có dễ trơn mọi người. Cho nên 30 giây thôi nha mọi người ơi, thêm 30 giây nữa thôi. 159.000 các chị ơi, bỏ lỡ là tiếc lắm nè. Quần này đẹp lắm, em mua rồi. Cảm ơn các chị rất là nhiều nha, xuất sắc luôn. Em bỏ áo vào quần, chị xem giá quần. Tại vì cái chị biết sao, bây giờ em mà đứng đây em bỏ nó hơi thô nha. Em đứng đây em bỏ nó hơi thô để em vén cái áo lên cho chị xem cái form quần. Còn không thì em sẽ cầm cái quần để mình xem. Đây, để em vén thử lên xem sao nha. Hơi nhiều chi tiết, hơi cồng kềnh. Không biết vậy nó có đẹp không, tại vì phải bỏ vào nó mới đẹp á mọi người. Em làm như vậy thì nó hơi thô. Đây, mọi người xem cái form quần của em như này. Cái này là các chị nhìn cho em cái bảng đai nha. Cái bảng này mọi người ơi, cái đai bảng này của em là may rất là ok, tầm 3 đến 4 phân. Các chị mặc lên nó sẽ định hình được cái form eo của mình, nó xếp vào người, cảm giác rất là nhỏ. Cái người mình nó eo của mình nó thon, nó gọn hơn. Còn may cao trên rốn, các chị mặc là siêu hách dáng giúp em như 1m50, 1m48 trở lên là đặt hàng giúp em nha. Mọi người nha, form đằng sau là giấy khó kéo giùm em. Đây, em sẽ cầm một cái form quần lên. Ví dụ như tông màu ghi này của em này cả nhà. Đây cái form quần này này nha các chị yêu nha. Tại vì nhiều khi em vén là em thấy nó hơi thô một xíu. Đây nha chị Tuyến Phạm nha. Em nói thật sự cái quần này mình, chị Tuyến Phạm ơi đặt thử cho em đi. Nếu mà chị yêu nào mình chưa mua hàng của nhà mát thì ngày hôm nay thấy em như livestream, các chị có đặt đi, mình tin em như một lần đi các chị. Mình mua hàng của nhà mát, mình được kiểm tra hàng trước khi nhận. Nếu đúng sản phẩm trên like, nếu ok chất lượng xịn sò, các chị nhận hàng cho em không sao, mình được kiểm tra hàng mà. Bên em kiểm tra hàng thoải mái, bắt buộc các chị kiểm tra luôn. Các chị nhìn cho em này, chất lượng từ trong ra ngoài. Tại vì sao bên trong túi quần của em may cái chất liệu vẫn là lụa cùng màu luôn mọi người. Tại vì có nhiều khi người ta may bên trong này chất lượng nó sẽ khác, nhìn nó không có đẹp. Còn đây là em may từ trong ra ngoài rất là xịn sò luôn. Và form này các chị ơi, đằng sau sẽ là dây khó kéo, mọi người cầm hô là mọi người thấy cái form quần rất là xịn sò rồi ha. Em Như xin 30 giây để mà em chốt cái này nữa là em qua nha mọi người. Tại vì em thấy các chị đang lên đơn và hơi thắc mắc về cái set này. Tại vì những cái set đồ này là một cái set cơ bản, ai mình mặc cũng được, nó không có bị kén, cho nên các chị đang quan tâm nó hơi nhiều một xíu. Cho em Như xin 30 giây thôi. Đây các chị ơi, các chị nhìn cho em này, cái túi của mình nó ít lộ ra luôn á nha mọi người. Kiểu như là không giống, không có túi luôn á. Nhưng mà đây là may rất là gọi là tinh tế luôn. Xuất sắc chưa nè, chốt đơn cho em được chưa nè. 299.000. Thiệt sự em đứng đây em nói với mọi người là hàng sale không chỗ nào mà đứng tư vấn gọi là một như em Như luôn á. Mà đây giờ em đứng em tư vấn các chị rất là nhiệt tình. Tại vì sao? Tại vì em muốn là các chị hiểu rõ về cái sản phẩm hơn. Các chị thật sự yên tâm chốt đơn cho em. Em muốn là mọi người, tại vì ví dụ em Như mua hàng cũng vậy, em muốn là em phải am hiểu với cái sản phẩm đó. Em muốn mọi người phải tư vấn cho em làm sao em yên tâm nhất. Tại vì 299.000 cũng là tiền mà đúng không các chị? Đúng không? Em muốn là mọi người bỏ ra cái số tiền đó nói là xứng đáng. Cho nên em đứng nay em tư vấn như vậy cho mọi người, không phải là em kỳ kèo gì hết. Mà em mong là các chị khi nhận sản phẩm về, các chị sẽ yên tâm. Để mà các chị mặc lên nó đẹp, nó xuất sắc, quay lại yêu thương em Như, ủng hộ tiếp mua hàng của nhà mát được không? Rồi, lên đơn cho em QA2 kèm số điện thoại giùm em. Rồi, QA2 299.000, còn chị yêu nào đặt nữa hay không? Không thì em lo, em qua mẫu nha. Em đưa em xô lại màu một xíu rồi em qua luôn nè. QA2 tông màu của em, tông màu kem, tông màu xanh,
Tông màu ri với tông màu cam đất cho em. Bộ 299 ngàn sữa nó 499 luôn á thiệt sự. 299 ngàn cho em nha, ba size S, M và L. Đây, tổng cộng 4 tông màu giúp em Như. Còn áo là AK3 159 ngàn cũng 3 size S, M, L. Tổng cộng 3 tông màu trắng, đen và kem. Được chưa các chị yêu nhà mình ơi? Em Như xin phép qua mẫu nha. Qua mẫu nha cả nhà. Rồi qua luôn, còn chị nào mà đặt hàng mình cứ lên đơn sớm cho em Như là được. Có mà có số điện thoại là có được. Rồi em Như xin phép qua mẫu luôn nha cả chị ha. Rồi bây giờ em Vinh quay lại tiếp với like của mình ha. Một cái mẫu đầm đi các chị. Hồi nãy giờ mình coi set cũng nhiều rồi, thì bây giờ mình qua một cái mẫu đầm liền. Nhưng mà trước khi em thấy là có nhiều chị mình đang ở Lazada, thì các chị mình không biết cách đặt hàng. Cả nhà ơi, bây giờ mình có thể là nhìn vào góc và góc trái màn hình giùm em Trinh nha. Mình sẽ thấy là một cái giỏ hàng. Ở trên nó có số 10 mọi người. Bên em đã bỏ sản phẩm vào giỏ hàng rồi. Cả nhà mình chỉ cần nhấp vào giỏ hàng nè. Mình thấy cái set đồ mà hồi nãy chị Như đã mặc á là sẽ là với mẫu áo nè. Mọi người có thể thấy là áo và quần đã có xuất hiện ở trong giỏ hàng rồi. Là sản phẩm số, quần là sản phẩm số 5 á mọi người ơi. Mọi người có thể bỏ vào giỏ hàng ha. Còn áo của mình hình như là sản phẩm số chưa có trong giỏ hàng. Hoặc là cả nhà có thể là nhắn tin cho nhà mát nha. Mình nhắn tin cho nhà mát để nhà mát có thể là hướng dẫn cho mình. Còn tất cả những sản phẩm ở trong giỏ hàng mình chỉ cần bỏ vào, sau đó là áp voucher khuyến mãi của shop thôi, thì mình sẽ được giảm giá và sau đó là mình đi đến thanh toán tiền ha. Rất là đơn giản. Nhiều khi mua hàng trên Lazada mình chỉ cần nhìn thấy vào cái giỏ hàng, bỏ sản phẩm vào giỏ hàng là ok rồi. Rồi ok, đây là cách mua hàng bên Lazada cũng như là Shopee của nhà mát nha. Rồi còn bây giờ thì em sẽ là like mẫu sản phẩm mới của mình ha, ở trên là Facebook đây, mọi người nhìn thấy cho em mẫu đầm mới mà Trinh đang mặc đây cả nhà mình. Mẫu này á thì em thấy là cái mẫu này nhà em bán rất là chạy, nhưng mà hôm nay do số lượng còn ít, với mẫu DA2 này số lượng còn vài cái thôi, đây là hôm nay nhà mát sẽ bán giá cực kỳ sốc cho cả nhà mình luôn. Đây là các chị mình ơi, nếu mình đang thấy mẫu này xinh thì có thể là comment cho Trinh một vài comment ha. Cảm ơn chị An Nhiên đã hạ tim nè. Rồi bây giờ mình nhìn qua cái mẫu đầm này đi. Hồi nãy là áo và quần, hồi nãy là sốc hết rồi, nên là mình qua mẫu rồi ha. Em vẫn đang tiếp tục nhận đơn, nhưng mà chị nào mình muốn lên hàng, mình muốn lên đơn liền thì mình nhớ là comment đúng theo thông tin là mã và số điện thoại mình mới có đơn được. Còn bây giờ thì em qua mẫu mới cho mình với mã số là DA2 nha. DA2 của mình là một cái đầm siêu phẩm luôn cả nhà. Trời ơi, chất liệu vải ha. Cái lúc mà Trinh mặc lên cái mẫu này, Trinh thấy là đầu tiên á là cái chất liệu vải đưa vô cơ thể của mình á, mặc lên da của mình thấy nó rất là mềm. Em mới hỏi là chất liệu vải này là chất liệu gì mà sao nó đứng form và nó vẫn rất là mềm như vậy. Thì các chị trả lời là đây là chất liệu vải cốt tông lụa cả nhà. Hàng cốt tông lụa lên nè, mọi người thấy chuẩn form không? Form của mình sẽ là form dáng xòe, nhưng mà khi mà mình mặc lên á, Trinh cảm thấy rất là mềm và không cảm thấy khó chịu. Đặc biệt chất liệu vải này có độ đàn hồi và co giãn nhẹ cho các chị nha. Chứ nó không có phải là chất liệu vải không có độ co giãn ha. Không có độ co giãn các chị sẽ cảm thấy khó chịu. Nhưng mà riêng em thấy cái vải này mặc lên nó rất là thoải mái. Bên cạnh đó là thiết kế, nó đơn giản ha các chị. Nhìn cho em nè, đơn giản nhưng mà sang vô cùng. Mẫu này á thì mình sẽ nhìn thấy cho em phần cổ ha. Cổ của mình bình thường sẽ là cổ vuông, nhưng mà ở dưới đây thì mình có thiết kế thêm cổ lục giác nữa. Nên là các chị sẽ thấy là cái form cổ của mình khi mà mang lên nhìn cái vòng một rất là đẹp và khoe được cái phần cần cổ cho em nè. Nhìn cái phần xương quai xanh ở đây nha, khoe ra ha, rất là xuất sắc luôn. Phần tay của mình thì nó sẽ tinh tế hơn. Tay của em thì em sẽ thiết kế cho mình thêm cái lớp vải lưới nữa, nên là khi các chị mình mặc lên nó sẽ có độ phồng. Và cái này không phải là kính luôn, không phải phải may là chất liệu vải cốt tông lụa mà kính luôn ha, mà mình sẽ để lại độ duyên dáng cho phần tay của mình, là kết hợp chất vải lưới cho em Trinh nha. Rồi mẫu này thì mình có hai tông màu. Tông màu đen mà em đang mặc thì phải nói rất là gọn dáng rồi. Mà còn mình có một tông màu nữa, đó là tông màu kem. Trời ơi, hai tông màu, màu nào cũng xinh, màu nào cũng đẹp xỉu hết các chị mình ơi. Mẫu này ha, hiện tại em đang lên cho mình giá ưu đãi luôn cả nhà. Bình thường á là mọi người mua cái này là 595 ngàn, nói chung là gần 600 ngàn ha. Một cái mẫu đầm mà gần 600 ngàn thì mọi người biết là từ chất liệu vải cho tới đường may và cái thiết kế nó sắc sảo cũng như là nó cao cấp đẳng cấp cỡ nào rồi. Nhưng mà hôm nay trên line này Trinh sẽ bán cho cả nhà mình với mức giá sale ưu đãi luôn là 289 ngàn. Mọi người thấy không, 289 ngàn thôi cho một cái mẫu đầm siêu phẩm này. Mọi người thấy, trời ơi mọi người ơi, cái mẫu này phải rất rất
rất đẹp luôn cả nhà. Thiết hết mẫu này mọi người comment cho em là DA2 cộng số điện thoại có đơn hàng nha. DA2 của mình hôm nay chỉ có 289.000 thôi. Cái mẫu này em đến gần cho mọi người coi nè, hai tông màu đen và kem. Đó mọi người thấy không? Chất liệu vải đẹp, phải nói là vô cùng xuất sắc thì em mới dám đưa gần cho mình tại livestream. Còn nếu mà không đẹp nha, chất liệu vải mà mỏng ha mà xấu thì Trinh không bao giờ dám tự tin đưa gần trên live cho mình đâu. Mọi người yên tâm, mua hàng của nhà mát mọi người được kiểm tra hàng trước khi nhận. Nếu mà khi mà mình kiểm tra ra giống như trên live Trinh đang mặc nè, đẹp ha, rồi đường kim mũi chỉ chuẩn nè, không có bất kỳ một lỗi nào, mọi người lấy hàng. Còn nếu mà có bất kỳ một sai sót nào, mọi người gửi hàng trả về không sao hết nha cả nhà mình nha. Hôm nay đặc biệt là khi mà mình mua hàng với hóa đơn từ 300 bên em hỗ trợ miễn phí ship luôn cho mình. Còn chị nào mua hàng từ 500.000 thì em sẽ giảm cho mình 50.000 ha mọi người ha, vào miễn phí ship luôn. Điều đó là đương nhiên rồi. Và tất cả những sản phẩm hôm nay mọi người có thể thấy là đang sale từ 70% nên rất là ưu đãi. Và tí nữa em cũng sẽ lên một vài sản phẩm với giá chỉ từ 129.000 thôi. Đây là mọi người phải ở trong live nha. Có live chân váy dập ly không má? Dạ hôm nay thì má không có live chân váy dập ly nha chị đẹp của mình ơi. Rồi em thấy là AK3 cộng size S rồi, ok người đẹp của mình nè. Các chị mình ơi, nếu mình đang là chốt sản phẩm thì mình cứ lên mã và số điện thoại có đơn nha. Rồi ok chị Yến Trần Lê Hoàng em thấy đơn của người đẹp nè. Rồi chị Tú Độ em thấy đơn ha. Lên áo sơ mi hả? Để em coi là hôm nay có sơ mi không, rồi em lên cho người đẹp của em nha. Ở lại livestream đợi em một xíu ha. Mọi người ơi, hôm nay là em thấy mọi người tham gia livestream rất là đông. Không biết là cả nhà của mình có muốn tặng quà không? Hôm nay là cái những cái áo ở đây, không biết là mọi người có thắc mắc không, là nãy giờ tại sao nhà mát lại treo ở đây từ đầu live đến giờ, là để tặng quà cho cả nhà đó. Nên là mọi người cứ chia sẻ livestream cũng như là bình luận đã chia sẻ cộng số điện thoại thì em sẽ lên tặng quà cho mình ha. Những cái sản phẩm tiếp theo, những cái sản phẩm ở đây em đang treo ở đây, những cái mẫu áo rất là xinh của nhà mát nha. Rồi ok DA2 size M, ok chị Thảo nè, em thấy đơn của người đẹp rồi ha. Nhiều khi nó bị ẩn comment á, Trinh không có đọc được, thì mọi người nhớ là mọi người cứ để lại mã và số điện thoại có đơn. Rồi nãy giờ thì em thấy là đen hết size L rồi mọi người. Màu đen em hết size L, màu đen em còn hai size, size S và size M nha mọi người ơi. Còn màu kem thì em còn đủ size, size S, size M, size L ha. Rồi chị Linh ơi, chị Linh bên Lazada nè, chị Linh inbox cho shop nha, để shop chỉ cho mình cách đặt hàng ha cả nhà. Rồi mẫu này size S, size M, size L, màu đen em hết size L, màu đen em còn hai size là S và M thôi. Màu kem em còn đủ size S, M và L nè mọi người ơi. Nhanh tay chốt tại livestream để mình được mua với mức giá là 289.000. Mẫu này em có size, có số hàng, thiết kế cao cấp cho cả nhà mình nha. Đây là mình tranh thủ đặt hàng tại livestream là DA2 cộng số điện thoại ha, 289 thôi, phải nói là quá là rẻ. Mọi người biết không, cái đồng này bình thường bán 595.000 đó cả nhà mình ơi. Chất liệu vải nè, mê cực kỳ luôn, mọi người thấy không? Để gần like nè, mọi người thấy có cái độ co giãn và đàn hồi không? Nhiều chị mình thấy cái form này nó đứng quá, nó đẹp quá rồi, nó vô form thì cứ nghĩ là chất liệu vải này không có độ co giãn. Nhưng mà yên tâm, em trên mặt lên em trên thấy có độ co giãn, nó mềm mịn và nó thoải mái, thì em đang nói cho các chị biết ha. Rồi nếu mà các chị mình mua hàng qua livestream á thì nhiều khi mình sẽ không cảm nhận được hết cái sản phẩm, thì mình yên tâm, khi mà mình lấy hàng mình có thể kiểm tra hàng. Nếu mà không đẹp nè, không ưng và không thoải mái giống Trinh nói trên live thì cả nhà mình có thể là trả hàng về không sao hết, tại vì hàng nhà mát là hàng uy tín, chất lượng cao, nên là mọi người được kiểm tra hàng thoải mái ha. Rồi mẫu này giá của mình là 289.000 nha cả nhà mình ơi. Rồi DA2 đen nè. Rồi có quần là có like quần jean không? Dạ hôm nay thì má không có like quần jean nha người đẹp của em ơi. Dạ chị Trúc ơi, hôm nay má không có like quần jean nha. Rồi em thấy đơn của các chị, mình comment cho em là DA2 cộng số điện thoại là có đơn hàng. Rồi nãy giờ bị ẩn nhiều quá. Dạ ok chị Lam Như, Trinh thấy đơn của người đẹp luôn. Rồi DA2 chị Gia U Ngọc Thắm. Dạ rồi, cảm ơn chị Nhàn đã chia sẻ like nè. Nếu mà các người đẹp của mình muốn tiếp tục nhận quà thì bây giờ mình chia sẻ livestream một lần lên trang cá nhân, 3 lần vào hội nhóm ở chế độ công khai nha. Sau đó bình luận là đã chia sẻ cộng số điện thoại và nhớ là gắn thẻ bạn bè của mình, 3 người bạn của mình cùng vào livestream để bên em có thể là
bên em hỗ trợ tương tác cũng như là chơi game và tặng quà nhiệt tình cho mọi người. Hôm nay ở đây còn rất là nhiều phần quà, thì chắc chắn là những cái em này sẽ có chủ nhân cho ngày hôm nay hết, là bên em sẽ tặng hết cho mọi người được không? Là mọi người phải chia sẻ like nha. Rồi ok, DA2 cộng số điện thoại. Em thấy đơn của chị Nhi nè, em thấy đơn của chị Thắm nè, em thấy đơn của chị Hồng Ánh nè, chị Nhã Huyên nè. Rồi mọi người nhớ giùm em nha, cái mẫu này em có số lượng ít lắm. Tại nếu mà bình thường hàng còn đủ size, đủ số, đủ màu á, thì bên em sẽ không bán cho cả nhà mình với mức giá sale là 289 đồng, mà mình sẽ bán giá gốc là 595 ngàn. Nhưng mà riêng ngày hôm nay ha, là do số lượng mỗi size còn quá là ít đi. Mọi người có thể thấy là lúc mà em mới vô thôi, một phút đầu thôi, là size L của em màu đen này nó đã hết rồi. Và bây giờ màu đen mình chỉ còn hai size là S và M thôi. Còn màu kem thì mình còn M, M, L nha mọi người nha. Đây là mọi người phải tranh thủ liền, đặt hàng liền cho em là DA2 cộng số điện thoại là mình có đơn hàng. Nãy giờ nhiều quá mà trước đơn không kịp ha. Rồi các chị đợi em một xíu nè, em phải đi ra em đi vô lại thì mới thấy bình luận được. Rồi em thấy đơn của chị Hồng Ánh, em thấy đơn của chị Mỹ Huyên, em thấy đơn của chị Cathy Nguyễn, rồi em thấy đơn của các chị đẹp của mình nha. Rồi DA2 cộng số điện thoại có đơn hàng cho Trinh ngay tại livestream này. Hôm nay riêng tại live này thôi mình mới có giá là 289 ngàn. Và hôm nay khi mà mọi người mua đơn hàng từ 300 ngàn thì bên em sẽ hỗ trợ miễn phí ship luôn, miễn phí ship toàn quốc cho cả nhà mình luôn. Còn chị yêu nào mà mình mua hóa đơn từ 500 thì sẽ được giảm thêm 50 ngàn nữa và mình được miễn phí ship luôn nha cả nhà ơi. Rồi bây giờ thì mình cứ ở lại tiếp livestream đi, tại vì đằng sau live của mình còn rất rất nhiều sản phẩm nữa nên là mọi người phải tranh thủ ở lại live nha. Rồi ok, DA2 cộng số điện thoại có đơn hàng. Còn bây giờ thì em sẽ chuẩn bị qua mẫu mới. Chị đẹp nào mình muốn tiếp tục đặt đơn này thì mọi người tranh thủ lên tại livestream cho em DA2 cộng số điện thoại là có đơn ha. Rồi ok, bây giờ thì chị Như sẽ chắc là sẽ lên cho mình tiếp một cái set đồ xuất sắc nữa. Đây là mọi người ở lại livestream giúp em ha. Dạ rồi, đây các chị yêu ơi, bây giờ là chắc là em Như sẽ tiếp tục tặng quà đi ha. Nãy giờ là mọi người đặt hàng rồi, bây giờ em Như muốn tặng quà cho mọi người. Em Như có một cái nhu cầu muốn tặng quà thì không biết là các chị có nhu cầu được nhận quà hay không đây. Em Như xin phép được tặng cho mình một cái áo thun nha mọi người ơi, một áo thun gân form ôm tay lỡ như thế này. Đó, em Như tặng cái tông màu cam đất này đi, em thấy cái bông màu này cưng quá. Mẫu này thì 255 ngàn đúng không? Em Như sẽ tặng cho các chị yêu nhà mình. Bây giờ nè, 3 phút để mình tặng quà nha. Em Như xin 3 phút cho các chị yêu nhà mình. Nếu mà chị nào chưa muốn chơi game thì đợi em xíu em lên cho mình cái set đồ em đang mặc. Còn bây giờ thì cho em Như xin 3 phút để em tặng quà cho các chị nhà mình. Một chiếc áo thun gân sẽ thuộc về người nào đây? Chỉ duy nhất tại livestream này, một livestream duy nhất, một livestream duy nhất nha. Rồi, lên cho em là gì đây cả nhà ơi? Chia sẻ cho em 3 lần hội nhóm, một lần ở trang cá nhân chế độ công khai. Sau đó vào livestream tắt tên 3 người bạn vào giúp em Như nha. Bây giờ mình có thể comment cho em là comment mã gì đây cho nó hay hay đi các chị yêu ơi. Comment mã gì đây ta mọi người ơi. Comment cho em là mã hoan hỷ đi. Đó, mình comment là hoan hỷ nha. Hoan hỷ tặng cho mình cái phần quà này. Rồi comment cho em thêm 3 người bạn vào nha. Hoan hỷ tan thêm 3 người bạn vào, chia sẻ like giúp em Như nào. Chơi game 3 phút rồi em Như dành tặng phần quà này nha. Đúng 3 phút em Như tặng quà rồi, rồi em Như sẽ like luôn cái set này. Đây, cái set này mọi người nhìn là sẽ mọi người sẽ mê. Với chiếc áo chất gọi là thun mà gọi là nó sẽ là thun mà phối lưới các nhà, phun thun lưới như thế này nè, mặc lên rất là cưng. Mình mặc những cái mẫu này thì nó mát rồi, mà điểm nhấn là những cái đường mà nó xếp như thế này nè, gân gân lên đó cả nhà, rất là dễ thương. Tông màu trắng với cái cổ của mình này, chỗ này nó sẽ gọi là mang chỗ mình nhờ, nó sẽ có cái phần bo để mọi người có thể điều chỉnh được, nó không có bị tuột. Còn chân váy kiểu là chân váy lụa bèo qua một bên màu xanh bơ rất là ngọt luôn. Em phối cho mình cả cái set này, nó nhìn nó hơi nhẹ nhàng, nó hơi tiểu thư một xíu nhưng mà không có bánh bèo nha. Chị Linh Coco ở bên Lazada app voucher vào nha. À đúng rồi, chị Linh Coco ở bên ngoài nhắc bài cho em, chị ở bên ngoài nhắc bài cho em. Cho nên em phải đọc để mà em nói với chị Linh nè. Chị Linh ơi, chị Linh Coco ơi, em tại vì em đang like trên bên Lazada nữa nha các chị yêu nhà mình nha, cho nên cho em nhắn gửi đôi lời đến chị Linh là chị áp nhớ dùng là áp dụng cái voucher, nếu mà chị có áp voucher áp dụng vào thì được sẽ giảm giá trực tiếp ở trên cái sản phẩm đó luôn nha chị Linh ơi, nghe rõ em Như nha. Rồi bây giờ này các chị yêu nhà mình ơi, chia sẻ like comment giùm em là hoan hỷ nhá, tăng 3 người bạn vào giúp em Như. Rồi mình nhớ chia sẻ nha, để em tặng luôn cái áo này 3 phút rồi mọi người. 3 phút tặng quà, 3 phút tặng áo nha. Rồi là mình sẽ chơi game rồi là lên đồ tiếp. Đó, em thấy các chị đang comment rất là nhiệt tình, nhưng mà em sẽ kiểm tra lượt chia sẻ. Thực sự em, mọi người ơi, phải chia sẻ giùm em Như liền. Chia sẻ giùm em Như liền nha cả nhà ơi, thiệt sự.
Em chơi game mọi người phải tương tác lên giúp em. 277 lượt chia sẻ. Trong khi đầu like tới giờ em Như nó là đủ 300 lượt em mới tặng quà, nhưng mà lúc nãy là chưa đủ 300 lượt em Như vẫn tặng. Nhưng mà bây giờ mong là mọi người đúng giùm em cái dislike đi mọi người ơi. Ở bên ngoài là dí em vô trong này, em dí là mọi người nha. Nếu mà em không lên được 300 lượt chia sẻ, cái phần quà này là em phải tự tặng cho các chị yêu nhà mình đó mọi người. Phải đúng 300 lượt chia sẻ em Như mới được tặng quà, trong khi em muốn được tặng lắm luôn á. Rồi comment cho em đi mọi người, chia sẻ. Hiện tại là hơn 400 chị đang xem like của em, view đang lên, chia sẻ nhiệt tình lắm em. Mỗi chị cho em xin một lượt chia sẻ thôi là đủ. Bây giờ mỗi chị chỉ cần cho em xin một lượt chia sẻ thôi là đủ rồi mọi người ơi. 300 thôi mà, bây giờ là 200 mấy rồi đúng không? Rồi nhanh tay giùm em Như đi nào. Mình chơi game nhanh tay rồi mình tiếp tục săn đồ. Tại vì em thấy là các chị ơi còn nhiều đồ đẹp lắm. Lúc đầu là em thấy các chị hỏi em có đầm caro hay không, em ngó nghiêng nghiêng là em thấy có đầm caro đó nha. Mà đầm caro là các chị biết rồi đó, mặc lên là xuất sắc luôn. Rồi rồi tầm 1 phút 30 giây nữa nha các chị ơi. 1 phút 30 giây em Như sẽ đếm ngược 5 4 3 2 1 rồi em tặng đó. Bình thường chị nào xem live stream của em Như là biết cái cách chơi game của em Như. Em đếm 5 4 3 2 1, cái giây thứ nhất, cái giây thứ một của em rơi đúng và các chị nào comment hiện lên là em chị đó trúng thưởng, công bằng được chưa? Cho nên là không cần phải là gọi là lướt hay gì hết đó. Em Như đọc 5 4 3 2 1, chị yêu nào rơi đúng cái số 1 của em, nó có cái điểm dừng á mọi người, là trúng thưởng. Cho nên phải comment nhiệt tình lên là trúng liền ở cả nhà. Rồi chia sẻ like giúp em nha. Em chào chị Cẩm Vân nè, chị AT2 màu trắng nè. Ok chị Huỳnh Hương Thanh ơi, cho em xin số điện thoại, bổ sung giùm em cái số điện thoại là mình sẽ có đơn hàng nha. Còn bây giờ 1 phút cuối cùng giùm em Như nhá. 1 phút cuối cùng mình chia sẻ like giúp em, đủ 300 lượt giúp em Như đi nào mọi người. Thương em nào, mọi người thương em yêu em là mọi người chia sẻ ủng hộ cho em nhá, để em được tặng quà. Tại vì đúng 300 lượt là em chỉ, em không biết là mọi người chia sẻ bao nhiêu, mọi người chỉ cần cho em xin nhích nhẹ thêm một lần chia sẻ nữa là đủ. 299 rồi đó. Rồi rồi chuẩn bị tặng quà này cả nhà ơi, chuẩn bị tặng quà nha. 10 giây cuối cùng, 10 giây cuối cùng, chị nào chưa comment, chưa chia sẻ gì là chưa tan bạn bè vào tan giùm em liền. Bây giờ em phải thoát ra rồi em vào lại, tại vì thoát ra vào lại thì nó mới có comment đó mọi người, thì em mới thấy được comment. Em đứng cứ để ở ngoài này, em đúng giây 5 4 3 2 1 xong em nhấn vào là comment nào hiện lên là em sẽ chọn chị đó luôn nha. Rồi em đếm ngược nhé, 5 4 3 2 1, hết giờ, nhấn vào xem chị nào hiện lên đây. Rồi đây cả nhà ơi, chị Trần Thanh Trúc mọi người cũng thấy mà đúng không? Nếu mọi người đang xem live là mọi người cũng thấy. Không thấy luôn hả? À chị Thanh Trúc đã nhận quà rồi hả? Ôi ôi vậy là em xin đếm lại. À em chúc mừng chị Thanh Trúc, nhưng mà chị Thanh Trúc ơi chị nhận quà rồi, em xin phép nhường cái phần quà là tặng này là cho chị khác nha. Nhưng mà không sao hết, một lát nữa em còn những cái chương trình hấp dẫn ưu đãi nữa thì mình sẽ tiếp tục săn giúp em Như. Còn bây giờ em xin đếm lại nha. Em xin đếm lại nha mọi người ơi. Em thoát ra rồi em đếm lại nè. Rồi 5 4 3 2 1, hết giờ. Rồi em thấy comment của chị Nhã Vi đây. Của chị Nhã Vi là chị hiện lên luôn á. Chị thả tim quá trời luôn nè. Đây thả mặt cười quá trời nè mọi người. Hoan Hỷ. Rồi có Tan nè, Cao Hồi Phương, Thảo Phạm nè, Hấp Hấp nè. Có là người chia sẻ nè. Rồi chúc mừng chị Nhã Vi nha. Cảm ơn chị Nhã Vi rất là nhiều. Rồi bên hệ thống sẽ kiểm tra lại xem thử là, ủa sao ta chưa thấy là những chị Nhã Vi đã được nhận quà chưa. Nếu mà chưa là mình tặng quà, còn nếu mà đã nhận rồi thì em xin phép là nhường lại. Kiểm tra giúp em là chưa nhận đúng không? Dạ rồi ok, chị Nhã Vi là chưa nhận quà nha. Em xin dành tặng lại về cho chị Nhã Vi. Rồi chị Trần Thanh Trúc bảo là chưa mà em, chị ơi kìa. Ủa vậy hả chị Trần Thanh Trúc nhận rồi, bên hệ thống người ta ghi nhận lại ấy, chị Trần Thanh Trúc ơi thật sự. Rồi không sao hết mọi người, để ngày hôm sau chị Trần Thanh Trúc nha, hôm sau em còn like nữa mà, hôm sau em like em tiếp tục chơi game, mình tiếp tục. Nếu mà chị bữa sau mà chị nào cứ tương tác nhiệt tình là em sẽ tặng luôn, không cần phải chơi game được không này chị Thanh Trúc. Ok like chưa? Đó em dành lại công bằng cho các chị yêu nhà mình. Không sao hết, không có gì là phải buồn hết. Cái phần quà mini game này ngày nào em like em cũng tặng hết trơn. Mà mỗi lần like là em tặng tới mấy phần lận, em phải tặng một phần đâu. Một lát nữa em còn tặng thêm một chiếc áo thun nữa, màu kem này cho các chị nữa. Còn một chiếc cuối cùng nữa. Cho nên cứ ở lại với em. Chị nào tương tác nhiều, một lát nữa chị nào tương tác nhiều em tặng luôn. Được không? Khỏi khỏi vẫn phải chơi game. Còn bây giờ là em được chưa này chị Thanh Trúc ha?
để cho chị em mình vui vẻ. À, chứ không em sợ các chị buồn lắm. Thật sự mình chơi game để các chị vui mà. Rồi bây giờ này các chị yêu nhà mình ơi, cho em Như xin phép lên cái set đồ này luôn. Em chúc mừng chị Nhã Vi để được tặng quà. Chị comment lên giúp em nếu mà chị còn ở trong live nhé. Còn bây giờ cho em xin lên cái set em đang mặc cho người. Một chiếc áo kiểu rất là xinh, mã là AT2 giúp em. Giá gốc là bao nhiêu đây giúp em nha? Ủa cái mẫu này là mã gì đây chị? Ủa, ok. Rồi AT2 lúc nãy em chưa thấy, em chưa lên mà em thấy có chị đặt rồi, em tưởng nó là em nhầm mã luôn. AT2 của em giá 139.000. Giá gốc là 295.000 chiếc áo này của em nhá. Còn chân váy là VA3 239.000 chân váy này, vải lụa luôn, rất mặc rất là đẹp. Cái này vải váy này là em Như sẽ có hai lớp cho mình. Nó sẽ có hai lớp để bên trong thêm một cái lớp lót nữa mọi người, lớp lót lụa màu trắng như này nè. Thì nó không có quần nha. Cái này thì không có quần nha mọi người nha. Chị yêu nào á, mình đặt hàng mình tranh thủ mình đặt hàng mình gửi lại là cho em là mã kèm giùm em số điện thoại. Em sẽ có hai tông màu cho cái mẫu áo này, là tông màu trắng màu đen, hai tông màu quá basic rồi các chị yêu nhà mình ha. Với form áo thì mọi người nhìn nè, một cái áo kiểu như thế này mà em bán có 139.000 thôi. Xuất sắc luôn. Cái phần tay nó sẽ phồng rất là tự nhiên, tại vì nó xếp như thế này nè. Phần vai của mình nó may cái phần viền á mọi người, nó rất là, cái miếng này nó dày dày nè, thành ra khi mà các chị mặc lên cái độ phồng nó rất là ok, nó tự nhiên á, nó không quá to, nó cũng không quá gọi là cái phồng không quá nhiều á, mọi người mặc lên rất là dễ thương. 139.000 là AT2 giúp em Như nè. Bây giờ nè các chị ơi, ok chị Nhã Vi nhá, AT2 mà màu trắng này cho chị Diễm NTN có đơn cho chị yêu nhà mình luôn. Rồi các chị yêu ơi, chị em thấy các chị có sơ mi trắng không ạ? Sơ mi trắng thì ngày hôm nay em không có rồi các chị yêu ơi, không có rồi các chị nha. Đợi em để bữa sau em lên thử có sơ mi trắng không em tặng cho mọi người. À em lên cho mọi người. Rồi bây giờ lên cho em là chân váy là VA3 kèm cho em số điện thoại luôn nè. VA3 kèm cho em số điện thoại nha mọi người ơi. Rồi áo này của em không phải mọi người ơi, cái này là thật sự là trong những bài, tại sao mọi người hỏi em là tại sao là cái giá nó lại thấp như vậy. Có nhiều chị thắc mắc là mát thương hiệu của mình tại sao trong cái livestream mà áo là giảm sâu đến như vậy. Cũng cái này cũng phải chia sẻ cho em xin 30 giây để em tâm sự với mọi người như thế này. Trong cái thời điểm này em biết là ai cũng khó khăn hết, nhà mát cũng hiểu được cái tâm tình với mọi người á, cho nên là cũng hỗ trợ, gọi là muốn mọi người có thể săn được những mẫu đồ này. Thật sự em bán cái giá này em cũng buồn rớt nước mắt luôn á các chị yêu nhà mình ơi. Nhưng mà em đứng đây em bán cái giá sale cho mọi người là tại vì sao? Hỗ trợ mọi người trong cái mùa này, đúng không? Nếu mà không có cái thời điểm này, không có cái mùa này thì nhà mát sẽ không bao giờ bán cái giá này. Tại vì bán cái giá này thì tụi em đâu có được cái gì đâu, đúng không cả nhà ơi? Chỉ là mong là mọi người ở nhà, mọi người không có đi đến được cửa hàng này, mọi người không có xem livestream, không có đến được cửa hàng, mọi người không có mua offline được, thì mọi người ở nhà, mọi người xem livestream, mọi người mua hàng online cũng có thể vui vẻ, mình cũng có thể là giữ gìn sức khỏe, cũng đảm bảo cho mình nè, cũng như là mình có thể săn được những cái món đồ từ nhà thương hiệu mát đó mọi người, chất lượng. Nhưng mà ngày hôm nay với những cái giá ưu đãi này là mong chia sẻ với mọi người một phần nào đó, cho nên là em mong là mọi người hãy hiểu cho nhau, đúng không? Mọi người chúng ta thông cảm cho nhau một xíu là mọi người chỉ còn hiểu nhau là được cả nhà ơi, đúng không nè? Mọi người không đừng gọi là yêu nhau cũng phải, mọi người yêu nhau cũng phải hiểu nhau. Cho nên cái chị khi mà mình mua hàng ở đây, chị em mình tâm tình em phải nói thật sự như vậy, tại vì không là cái chị nói là tại sao là cái ngày hôm nay cái giá là nó thấp vậy, bình thường cái chị mua giá như thế nào, bây giờ như thế vậy, thì em phải nói cho mọi người hiểu giúp em như thế nha. Em rất là mọi người là nhà mát rất là hiểu, gọi là tâm sự chia sẻ với mọi người, cho nên mọi người cũng phải yêu thương lại giúp em Như nha. AT2 giúp em được chưa? Cái giá gốc 295.000, bình thường em bán 295.000 chứ em mắc gì em phải đứng đây em like em nói mệt muốn xỉu mà em bán 139.000 chi, đúng không cả nhà? Em sale cho mọi người nè, mau lâu lâu mới được sale, cái trong cái thời điểm này mới có, chứ không có thời điểm này thì không bao giờ có giúp em Như nha. AT2 hai tông màu trắng và đen giúp em. Với màu áo này mọi người mặc rất là mát, nó không có bị nóng nha, em đảm bảo luôn. Nhưng mà không có hề bị mỏng đấy các chị, tại vì những cái đường này như thế này nè, những cái đường mà nó gân lên á là nó đã che hết trơn rồi, nó không có bị mỏng kiểu là bí hiểm á mọi người. Cái mẫu này rất là cưng, 139.000 giúp em nhá. Em đang sale mẫu này và số lượng không còn nhiều giúp em nhá. Ba size S, M và L giúp em. Còn chân váy này của em cũng vậy, em sẽ có 3 size S, M và L VA3 của em luôn. Giá gốc của em là 355.000, ngày hôm nay em sale cho mọi người chỉ còn là 239.000 thôi. 239.000 mình đặt hàng, mình kiểm tra hàng trước khi nhận, ưng ý mình nhận liền cho em nhá. Rồi nhanh tay chốt đơn giúp em Như nè. Dạ mẫu em nó mặc là size S đó chị Mai Thi ơi, mẫu em nó mặc là size S, những sản phẩm em đều mặc size S hết, tại vì size của em là em 44 cân,
thì em sẽ đa số em sẽ mặc size S. Eo của em thì 63, 64, nhiều khi em mặc nó hơi rộng thì em chỉ cần chít eo thêm thôi. Đó, thì cái này là cái số đo của em á mọi người. Rồi em thấy cái chị đang lên nè, xét như mặt xinh, em cảm ơn chị Phương Thí Nguyễn rất là nhiều nha, cảm ơn chị rất là nhiều. Em chúc đơn chị Mai Thi lấy AT 2 màu đen size S cho chị yêu nhà mình nhá. Em thấy đơn của chị Nguyễn Lê Bích Trâm lấy AT 2 nè, em chốt đơn cho mình luôn. Các chị ơi, cái chân váy của em là 239.000, cái vải này là chân váy này kiểu chân váy lụa, em sẽ có 3, à để em xem nè, có mấy tông màu cho mình nè, em có 2 tông màu để em lấy màu cho mình luôn. Chân váy này em Như sẽ có 2 tông màu, một tông màu xanh bơ với lại một cái tông màu vàng giúp em Như nhá. Đây mọi người, cái tông màu vàng này của mình nó kiểu như là màu vàng này kiểu như là màu vàng tối mọi người, chứ không phải là màu vàng tươi nha. Màu vàng này mọi người mặc lên nó không có bị kén da. Ví dụ mọi người phối cái màu vàng này với cái màu trắng nó cũng xinh nè, thì nhìn nó sẽ nổi bật hơn á mọi người. Nhưng mà nó không có quá chói, nó không có quá tươi, mọi người yên tâm giúp em Như nha. Còn với cái tông màu bơ thì nhìn nó nhẹ nhàng hơn, nó sẽ ngọt ngào hơn. Nếu chị nào muốn nhẹ nhàng ngọt ngào thì lấy cho em cái tông màu xanh bơ này. Còn nếu mà muốn tươi hơn mà muốn trẻ trung năng động hơn, mình lấy cho em cái tông màu vàng này giúp em nha. Phần bèo rất là cưng và kiểu như là đắp chéo như thế này nè mọi người. Mọi người nhìn giúp em này, nhà mát rất là ok luôn. Tại vì mọi người biết sao, đắp chéo nhưng mà may hết qua bên này rồi mới đắp lại, chứ không phải là kêu may nửa vời thôi. Đó, mọi người xuất sắc chưa? May hết qua một bên rồi mới đắp lại, thành ra mọi người đi á, mọi người có bay cái tà lên cũng không có sợ bị lộ bên trong nhá. 239.000 giúp em có đầy đủ size S, M và L giúp em nhá. Mình đặt hàng mình cho em Như xin mã kèm màu kèm số điện thoại giùm em nè. Rồi 2 phút cuối cùng cho em xin cái sản phẩm này. Màu vàng đẹp quá, đúng rồi, màu vàng này rất là trẻ của mọi người, tươi nhưng mà kiểu như là tươi gọi là tươi tắn năng động trẻ trung, chứ không có bị kén da nha. Tại vì cái màu vàng này là mọi người không phải là màu vàng tươi, màu vàng chói giúp em. Rồi em thấy đơn của chị Thanh Thảo đấy, AT 2 size S nè, có đơn cho chị luôn. Rồi em thấy đơn của chị Bùi Thúy Hằng AT 2 màu trắng này, chị Du Linh này lấy AT 2 nè, có đơn cho mình luôn. Còn chân váy của em là VA 3 giúp em nhá, 239.000. Rồi 30 giây em Như xin qua mẫu luôn nha mọi người ơi. Chị yêu nào mà đặt hàng mình tranh thủ mình đặt hàng để lại giùm em đúng cú pháp mã kèm màu kèm size kèm số điện thoại giùm em. Còn về sai số ví dụ mình chưa biết mình cứ để lại cho em thông tin, em sẽ tư vấn size. Còn nếu các chị muốn tư vấn kỹ hơn thì em xin phép nhờ các bạn ở đằng sau để mà các bạn có bộ phận chăm sóc tư vấn size cho mình nữa, mình yên tâm giúp em. Rồi em nói lại cái màu rồi lại cái giá giúp em, rồi em qua mẫu luôn nhé. AT 2 139.000, hai tông màu trắng và đen với mẫu áo của em đang mặc này. Còn chân váy của em là mã VA 3 239.000, hai tông màu xanh bơ với một tông màu vàng giúp em Như nha. Có đầy đủ size S, M và L giúp em. Bây giờ em Như xin phép qua mẫu luôn nha các chị yêu nhà mình ơi. Còn phần quà cho nên các chị vẫn cứ tương tác và chia sẻ like giúp em nha. Rồi hello các chị, xin quay lại với mình một cái mẫu đầm ha. Vật bí luôn, hôm nay mẫu đầm này tại livestream sẽ có giá cực kỳ ưu đãi cho các chị em mình. Là các chị mình ơi, bây giờ mình ở lại mình tiếp tục mình chấm lên nha. Và bây giờ các chị mình muốn em bán mẫu đầm này với giá bao nhiêu ha? Hay là em cho các chị đoán ngay tại livestream này là hôm nay Trinh sẽ bán mẫu này với giá bao nhiêu tiền nha. Mình đoán thử coi là có giống như là cái ý định mà Trinh giá hôm nay Trinh bán mẫu đầm này tại livestream không. Rồi mẫu này của mình với mã số là, để một xíu, DA3. Rồi, hôm nay nhiều mã quá mọi người. Nhìn lên cái bảng mà hôm nay mình phải livestream thì rất là nhiều luôn. Đây là sau mã này thì còn vô số mẫu nữa, nên là mọi người phải ở lại like nha. Rồi, DA3 hôm nay của em sẽ có giá giảm. Và một cái giá mà chưa bao giờ có tại nhà mát luôn, hôm nay cả nhà mình sẽ được mua tại livestream ha. Nên là mọi người có thể là đoán thử coi là cái mẫu áo mẫu đầm DA3 hôm nay Trinh đang mặc là bao nhiêu tiền. Em bật mí nha, giá gốc của mình là 695.000, gần 700.000 đó cả nhà. Và hôm nay thì mọi người đoán thử là hôm nay mẫu đầm mà Trinh đang mặc thì giá bao nhiêu ha. Rồi mọi người có thể thấy là với cái mẫu này, với form thiết kế của mình, phần cổ rất là đặc biệt. Cả nhà nãy giờ là chắc là nhìn là chỉ tập trung vào phần cổ thôi. Cổ của mình gọi là phong cổ vuông, cổ điển, thì nó sẽ có cái phần vai hơi chồm ra một xíu, chứ không hẳn là một cái phần dây cổ thôi ha, không phải là một cái phần dây cơ bản thôi, mà cái phần cổ này nó sẽ hơi chồm ra cái phần vai của mình, tạo cảm giác là khi các chị mặc lên nó vẫn tạo cảm giác là nó thoải mái, nó thanh lịch, nó không có bị hở quá. Với lại là sẽ là che được cái phần khuyết điểm bắp tay. Nếu mà các chị sợ mặc sát nách vì cái tay của nó chỉ một bảng dây nhỏ thôi, thì bây giờ mình nhìn cái đầm này hơi chồm ra tạo cảm giác thanh lịch hơn ha. Rồi và cái phần bắp tay của mình sẽ được che đi một phần nào đó, nên các chị khi mà mình mặc lên á sẽ cảm thấy là vô cùng thoải mái luôn. Bên cạnh đó là nhìn trên cái phần cổ nè,
cổ của mình có thấy đặc biệt không? Phần cổ này khi mà mình mặc lên sẽ rất là tôn cái phần vòng một của mình, làm cho cái phần vòng một của mình hơi lấp ló nhẹ sau cái phần áo này ha các chị mình ha. Tạo cảm giác là rất là xuất sắc luôn, hơi sexy nhẹ một xíu nha. Mẫu đầm này thì nhìn ở dưới cho em, nhìn cái phần thiết kế giống như là thiết kế đồng hồ cát ha. Ôm vào phần eo và phần hông của mình sẽ được phồng ra một xíu, là đẩy cái phần hông lên, và bên cạnh đó là làm cho cái phần vòng ba của mình rất đẹp luôn các chị ơi. Mẫu này thì em trinh mặc cao 1m62, là mặc dài qua gối nha cả nhà mình nha. Và mẫu này thì em có cho mình là đến 3 tông màu ha. Tông màu trinh đang mặc là tông màu hồng. Hôm nay thì các chị mình đang là đoán mẫu này là bao nhiêu tiền, chưa kịp đoán nữa là nhà mát đã ghim giá cho mình rồi. 199 hả? Trời ơi, ai mà đoán chuẩn quá vậy. Chị Mỹ Linh đoán 159. À, chị mới vô cho chị hỏi áo AT2 có mỏng nhìn thấy không em. AT2 của mình hả? Chị cho em coi lại cáo AT2 nha. Rồi đợi em xíu nha chị Đẹp Ngọc Bích ơi, đợi em xíu em dơ lại cho mình coi. Rồi qua mẫu khác cho cả nhà rồi đây. Rồi đợi em xíu em lên lại AT2 cho mình ha, em dơ lại cái chất liệu vải AT2 cho cả nhà mình coi nha. Rồi 159 hả? Rồi 199. Rồi ok, giá chính xác của mình trong livestream ngày hôm nay là 199.000 với mẫu DA3 nha cả nhà mình nha. Rồi hồi nãy là có chị hỏi em là mẫu AT2 đúng không? AT2 hồi nãy chị Như mặc cho mình thì mình có thể thấy nha. Chất và liệu vải này em đưa đến gần. Vải này thì mình gọi là cái vải mà nó hơi nhăn nhăn một xíu ha các chị mình ha. Và trên có những cái đường đây, những cái đường nổi của mình thì mình yên tâm là mặc vô. Ví dụ như là cái lớp này nó có mỏng một xíu thì đây, những cái đường nhăn này nó đã che được hết rồi cho mình rồi. Những cái đường viền này nào mà người mặc lên đảm bảo không thấy gì hết nha cả nhà mình nha. Đây là dạng như là dạng chất liệu vải của mình nó hơi mỏng nha. Nhưng mà khi mà cái hồi nãy chị Như mặc lên màu trắng thì cả nhà mình cũng có thể thấy là không có bị lộ hở nội y ha. Mọi người yên tâm cho em, chất liệu vải này nó rất là thoải mái, với là khi mà mình mặc lên á nó rất là tinh tế cho em nha. Rồi mẫu này là AT2 nha cả nhà. Rồi chị nào thích AT2 thì cũng có thể comment. Em nghe nói hồi nãy là cái mẫu đó sắp hết rồi. Là các chị đẹp nào mà thích AT2 thì mình phải tranh thủ đặt liền. Rồi ok, bây giờ mọi người nhìn cho em nè. Mẫu này của em trên đang mặc là DA3. DA3 của mình giá gốc nha. Thật sự nhà mát bán giá gốc cho mình là 695.000, nhưng mà hôm nay tại livestream của mình sẽ được mua với giá là 199. Thì tại sao bây giờ các chị không lên đơn? Nãy giờ em thấy là quá nhiều đơn rồi. Rồi các chị mình ơi, chị nào chưa lên đơn mình còn đang phân vân thì em trinh nghĩ là các chị phải lên đơn liền. Tại vì mẫu này nhà mát bán cho mình giá rất ưu đãi luôn các chị. 199.000 cho một cái mẫu đầm thiết kế ha. Nhiều chị hỏi em nãy giờ là mẫu này có size không? Chất liệu vải gì? Vải của mình là hàng cốt tông các chị, chuẩn cốt tông mịn ha, rất là xuất sắc luôn cho em. Sờ lên chiếc vải nè, thoải mái vô cùng. Và đặc biệt mẫu này em có 3 size, size S, size M và size L nha. Người đẹp nào không biết mình mặc size gì cứ comment lên cho Trinh để Trinh tư vấn like, Trinh tư vấn size cho mình ngay tại livestream luôn cũng được ha. Hôm nay mát không like vé. Dạ đúng rồi, hôm nay mát không like vé nha chị Tuyền ơi. Hôm nay nhà em không like vé ạ, like vé ạ. Chị lấy mẫu áo đầu AT1, ok chị đẹp của em luôn. Rồi ok chị Du Linh nha. Rồi em thấy đơn của chị Huỳnh Hương Thanh nè. Em thấy đơn của chị Hồng Thắm. Em thấy đơn của chị Nhã Uyên. Rồi em thấy đơn của chị Trúc Phạm. Dạ mẫu này em có 3 size, size S và size M và size L nha cả nhà. Rồi cứ dưới cho em là chập tầm khoảng là 60-62kg đổ về là mình có size ha. Rồi mọi người ơi, mẫu này em có 3 màu cho mình nè. Hồi nãy giờ là Trinh đang mặc màu hồng, và có 2 màu nữa là tông màu kem và tông màu đen. Màu này thì mẫu này thì màu nào lên form lên dáng cũng tôn da hết. Mọi người yên tâm, mặc lên nó không có bị đen da đâu. Đặc biệt là cái tông màu này nè, tông màu kem của mình nhìn rất là sang và nhã nhặn ha. Màu này ở ngoài nhìn sang vô cùng. Đây, em ướm thử lên người cho cả nhà mình coi nhé. Mọi người nhìn cho em cái màu này ha. Nhìn lên da rất là xuất sắc. Còn màu đen của mình là đơn giản rồi, ai mặc cũng được. Tông da nào mình lên cái màu này cũng sang, cũng đẹp hết trơn. Rất là dễ mặc cho em. Màu đen sọc caro màu trắng ha. Còn màu em trên đang mặc là màu hồng rất ngọt nghèo. Chị nào yêu thích màu hồng bánh bèo thì có thể lên đơn liền cho em mẫu này với màu hồng luôn nha. Rồi ok, giá của mình hôm nay là 199.000, chỉ có tại livestream thôi. Mọi người đang thắc mắc là tại sao hôm nay mẫu đầm này mát lại bán rẻ đến vậy. Tại vì mỗi mẫu như vậy á, mỗi size như vậy em còn quá là ít ha. Ví dụ như là size S em còn khoảng mấy cái à, size M cũng vậy và size L cũng vậy. Chắc chắn là mình không thể nào mà bán số lượng lớn để mà bỏ ra ngoài cửa hàng được. Tại vì cửa hàng nào cũng phải có thì chia đều rất là nhiều
Mát có hơn 20 cửa hàng mà cả nhà mình. Đây là mọi người phải nhớ là mỗi mẫu như vậy Mát cần số lượng rất là nhiều ha để phân phối ra. Nhưng mà riêng những mẫu này thì số lượng còn quá là ít nên là em sẽ bán tri ân khách hàng tại livestream luôn. Đây là mọi người không cần phải lo về chất lượng nha. Hàng nhà em giá gốc 695 thì chất lượng của nó phải hơn 695. Nhưng mà khi mọi người nhận được mẫu này, hôm nay mình mua tại livestream chỉ có 199, phải nói là một mức giá cực kỳ hấp dẫn. Đây là cả nhà mình nhớ phải chia sẻ livestream nha. Rồi ok, chị nào chưa có số điện thoại để lại thêm dùm em Trinh làm mã và số điện thoại ha. Người đẹp nào thấy số điện thoại bổ sung liền dùm em nha. Chị Ngọc Thắm của mình nè, DA3 ok em thấy đơn ha. Rồi chị Phương Nguyên em thấy đơn hàng của mình nè. Rồi chị Mèo Mọc thiếu số điện thoại rồi tình yêu ơi, để lại cho Trinh thêm số điện thoại nữa nha. DA3 cộng số điện thoại có đơn hàng màu hồng, màu kem và màu đen. Chị yêu nào chưa chia sẻ, chưa có số điện thoại nhớ bổ sung dùm em. Tại vì hôm nay giá này chỉ có tại live này thôi cả nhà ơi. À rồi ok mọi người ha, hôm nay có chương trình gì nữa không? Hôm nay thì rất là nhiều chương trình. Mọi người mua đơn hàng từ 300.000 bên em đã hỗ trợ miễn phí ship cho mình rồi, không tính tiền ship rồi. Còn với hóa đơn từ 500.000 bên em sẽ vừa miễn phí ship và vừa giảm thêm cho mình 50.000 nữa nha. Đó là tình yêu nào mình muốn mua hàng ở tại livestream này được giảm giá luôn thì mình nhớ là cố gắng mình mua đơn hàng trên 300 đi để bên em miễn phí ship cho mình ha. Còn trên 500 là giảm thêm cho mình 50.000 nữa mọi người ơi. Rồi ok, em thấy đơn của chị Thắm nè, em thấy đơn của chị Thanh Thanh. Rồi rồi ok mọi người nha, em thấy rất là nhiều đơn rồi. Ok chị Nắng nè, mọi người em thấy mỗi tên nè, ví dụ như là nhà em rep comment lại của mọi người thì em mới thấy thôi, chứ bình thường mà mọi người comment lên gì em không thấy gì hết. Lên mẫu hoa đi hả? Mẫu hoa, à mẫu này là mẫu tặng, hôm nay mẫu này nhà em tặng cho cả nhà mình á. À bán luôn hả? Hôm nay mình bán luôn ha. Giảm 30% cho các chị tại livestream luôn. Rồi ok, để em một xíu nha. Rồi mẫu này hôm nay mình bán luôn, cho em xin cái giá luôn tại live nè. Giá của mình tại livestream là 295. Và riêng với mẫu này mã giảm 30% tính dùm em luôn đi. Rồi 295 giảm 30% luôn cho khách tại livestream luôn. Đáng lẽ mẫu này tặng nhưng mà mọi người muốn mua thì em sẽ bán cho mọi người luôn nha. Rồi ok, bây giờ mọi người comment cho em là mã ha, là mẫu mã tặng luôn đi ha. Tặng cộng số điện thoại luôn đi để mình mua mẫu này với giá ưu đãi luôn. Mẫu này mình có cho em là hai tông màu, một kem và một trắng. 295 giảm 30% ngay tại livestream. Mọi người có thể comment là tặng cộng đen hoặc là tặng cộng trắng, đây thêm một màu nữa là màu xanh nữa đây. Trời ơi, rất là nhiều màu ha, ba tông màu cho mình lựa chọn luôn. Màu xanh nè, màu đen nè và màu kem ha cả nhà, ba tông màu. Comment cho em Trinh là tặng cộng màu cộng số điện thoại nha. 295 giảm cho mình 30% là còn bao nhiêu ta? 206.500 đồng. Rồi bán luôn cho các chị là 206.000 ha mọi người ha, còn 500 đồng chi nữa ha. Rồi 206.000 tại livestream này luôn với mã sản phẩm là tặng cộng màu cộng số điện thoại. Còn tí nữa mọi người muốn mà An Trinh tặng tiếp mẫu này thì mọi người có thể chia sẻ livestream là một lần lên trang cá nhân và ba lần vào hội nhóm ở chế độ công khai nha. Mình chia sẻ sau đó bình luận là đã chia sẻ cộng số điện thoại và gắn thẻ ba người bạn của mình cùng vào livestream này thì Trinh sẽ tặng luôn cho mọi người cái mẫu này với giá là 0 đồng tại livestream luôn được không? Rồi cả nhà mình ơi, tiếp tục chia sẻ like lên mẫu hoa. Rồi ngoài mẫu này thì chắc là mình sẽ có mẫu hoa nữa, là các chị cứ ở lại livestream đợi bên em nha. Bên em sẽ lên rất là nhiều mẫu trong live ngày hôm nay. Còn chị yêu nào yêu thích mẫu đầm này với giá là 199.000 một mẫu, em mẫu đầm với cái form là form đồng hồ cát lên rất là tôn dáng của mình, lên vòng eo, vòng vòng 1 nè và vòng 3 đều rất là đẹp ha. Đẩy hông và nâng mông của mình lên thì các chị có thể thấy là em này đang được bán với mức giá 199.000. Mọi người comment theo đúng cú pháp là mã DA3 cộng màu cộng số điện thoại có đơn hàng. DA3 cộng màu hồng, DA3 cộng màu kem và DA3 cộng màu đen cộng số điện thoại nha. Rồi ok, bây giờ thì em sẽ chuẩn bị qua mẫu mới. Đây là mọi người ơi, tranh thủ nha, nhớ cho em mẫu này giá gốc của mình là 695 và hôm nay chỉ duy nhất em bán tại cái line này thôi. Mẫu này đầy đủ 3 size, size S, size M và size L ha. Rồi cả nhà mình muốn tư vấn size số thì có thể là comment ở bên dưới để em tư vấn size số cho mình luôn. Còn bây giờ thì em sẽ chuẩn bị qua mẫu nè. Rồi cảm ơn các chị mình đang thả tim và nhớ tiếp tục chia sẻ like để nhà máy có thể tặng quà cho mình nha. Rồi đây các chị ơi, em sẽ ngoan cho mình một em đầm đó,
phong giá này kiểu nó hơi vintage nè, em đang phố nó hơi vintage nha. Cái mẫu này em thấy mặc như này mà kiểu đi chụp hình nè, các chị đi chụp hình ở ngoài cảnh hay là mình đi biển nha, mình chụp hình cái kiểu vintage như thế này cũng rất là cưng. Bây giờ nè các chị ơi, em sẽ like nhanh nha. Mỗi sản phẩm này em chắc là em sẽ like tầm mỗi sản phẩm tầm 5 phút thôi. Like nhanh với các chị thôi chứ em không thể nào mà like lâu được nữa. Cho nên em cố gắng em sẽ đọc mã với lại đọc giá. Các chị chú ý nghe kỹ giúp em để mình đặt hàng đúng cú pháp nha. Bây giờ lên cho em liền cái mẫu này nè. Hôm nay lên nhiều mẫu lắm mọi người, để cứ đợi đợi em một xíu nha. Các chị em thấy mọi người đang lên đơn á. Chị nào mình đang thấy em Như vào rồi, mình cho em Như xin cái comment nha. Lên cho em đầm này là lên cho em là mã DA4 giúp em. Một cái mẫu đầm này thì em thấy rất là cưng, em sẽ có hai tông màu cho các chị nhà mình luôn. DA4 này là một em đầm với chất liệu của nó là cái vải lụa mềm ở cả nhà, mặc rất là mát luôn nha. Đó, rực môi, cái màu này mặc cưng quá các chị ơi. Màu này mình mặc lên nó không bị kén da này. Thành ra em phối luôn cái nón cói với lại cái túi có này, kiểu như là đi trang như em đang đi biển vậy đó mọi người. Thật sự em rất muốn đi biển nha. Nhưng mà thời điểm này thì không có đi được. Rồi, bây giờ là các chị yêu ơi, lên cho em liền DA4 đi. Có 299.000 thôi. Cái giá gốc của em là, để em xem, hai giá gốc là 695.000. Giá gốc 695.000 mà hiện tại sale cho các chị chỉ còn là 299.000. Và em nói luôn, số lượng em còn rất rất là ít, mỗi size nó còn lẻ ở máy chip thôi, cho nên em mới lên cái giá sale. Đó, chứ không là cũng không có lên giá sale 299.000 như thế này, gọi là sale sập sàn luôn á các chị. 299 DA4 này em Như sẽ có hai tông màu. Ui, hai cái màu này nhìn nó cũng kiểu rất là mê nha mọi người. Tông màu tím mà của em, màu tím nè, tím nhạt nha. Màu tím này của em là màu tím nhạt. Điểm nhấn của em đầm này là kiểu xoắn ở vòng 1 chỗ này. Xoắn vòng 1 thứ nhất là nó sẽ cảm giác các chị mặc lên á, nó tạo cái điểm nhấn thêm, nhìn nó thu hút, với lại nó sẽ che được cái nhiều khuyết điểm đó. Ví dụ là vòng bụng này, hay là các chị nào mình vòng 1 mình hơi khiêm tốn mặc lên cảm giác nó cũng sẽ được đầy đặn hơn. Và cái phần cổ này mọi người ơi, cổ là cổ V, nó sẽ ôm siết vào cái vòng 1 của mình rồi, chứ nên ra nó không có bị hở, cho nên mình yên tâm giúp em nha. Rồi bây giờ là màu tím L còn 2 chiếc. Đó, em nói rồi, bây giờ số lượng không có nhiều. Màu tím này chị nào mặc size L, khoảng tầm 54 cho đến 58 cân, lấy liền cho em màu tím. Màu tím của em nha mọi người, cái màu tím này kiểu màu tím nhạt, mặc rất là cưng, chứ không phải là kiểu màu tím đậm. Này là tím mộng mơ nha. Mặc vào mọi người chỉ cần mặc vào là bao anh chàng phải mộng mơ thôi. Đó, em cam đoan với các chị yêu nhà mình luôn. 299.000. Em mà bán 100 mấy là em bỏ tiền em ra em bù lại cho các chị luôn á. Rồi, 3 size F, M và L, hai tông màu kem em đang mặc và một tông màu tím em đang cầm nhá. Có độ đủ nhưng mà màu tím hiện tại em chỉ còn hai cái là size L thôi. Còn chị nào mà thích thì mình là có thể lấy cho em luôn hai màu. Đó, em nói thật sự cái đầm này 299, cái vải rất là mềm này mọi người. Mềm mà nhá. Và em ở phần eo em có dây chung này, thì nó sẽ có độ co giãn và ôm theo mọi người, nó không có bị gọi là rộng hay là bị chật gì hết. Với lại những cái form kiểu nó nhúng nhúng, nó xếp xếp như này, nó xoắn á các chị, nó sẽ che được khuyết điểm rất là tốt. Đơn giản nhẹ nhàng basic thế này, nhưng mà các chị càng đơn giản càng nhẹ nhàng các chị mặc rất là lâu, các chị để ý cho em. Chứ mà họa tiết cầu kỳ hay là nhiều cái mà điểm nhấn quá thì dễ trôi dạt theo thời gian lắm. Cùng với những cái form đầm kiểu như thế này, mình đi làm mình mặc cũng được, mình đi học nè mình mặc cũng được, mình đi chơi mình đi dạo mình mặc cũng được các chị ơi. Còn gì bằng nè, 299.000 mã DA4 giúp em Như. Mình đặt hàng mình cho em Như xin mã kèm màu kèm số điện thoại liền nè. Rồi bây giờ các chị ơi, cái áo sơ mi hả, hiện tại thì hôm nay em không có lên áo sơ mi rồi, em có nhiều lên kiểu đầm sơ mi rồi thôi đó, chứ áo kiểu thôi chứ cũng không có áo sơ mi rồi. Sơ mi hình như like trước em có lên đó mọi người. Còn bây giờ là mình tranh thủ giúp em nha, cái này em chốt thêm 2 phút nữa thôi các chị ơi. Một lát nữa em sẽ tặng thêm một cái chiếc áo nữa nha mọi người ơi. Chắc là sau mẫu này một lát nữa em kiểm tra lại cái lượt chia sẻ của mình để em kiểm thôi coi thử là bây giờ là bao nhiêu rồi, em tặng phần quà tiếp cho các chị nhà mình nha. Cho nên mọi người vẫn tiếp tục chia sẻ like giúp em, hiện tại là 310 lượt chia sẻ. Các chị chia sẻ lên cho em là 350 lượt chia sẻ nha. Đủ 350 lượt chia sẻ em tiếp tục tặng cho các chị yêu một cái phần áo nữa nha. Em dành tặng tiếp một cái phần áo nữa nha cả nhà nha. Cuối like của em sẽ có một cái đại tiệc sale là có váy chị từ 129.000 thôi. Đó, em giảm tới 70% lận cho nên mình cố gắng ở lại xem like giúp em nha. Còn bây giờ này các chị DA4 này, chị nào đặt hàng lên đơn sớm cho em luôn. Hai tông màu tím và một tông màu kem em đang mặc. Trời ơi, mẫu này mặc xinh lắm các chị.
Các bác chị nhìn cho em nè, em sẽ đứng đây và không nói gì nhiều nữa luôn á. Cưng quá mọi người ơi, 299.000 từ 695 mà giảm còn có 299.000 nè. Mình nhanh tay mình đặt liền cho em Như nè. Dạ đúng rồi, cái đầm này hiện tại thì em sẽ có đủ size ML, nhưng mà đối với cái tông màu tím đấy của em thì em còn có hai chiếc L thôi. 47kg cao 1m55 mặc size mấy được? Sếp ơi, 47kg nếu mà eo của mình không, cái này cũng không cần eo đâu, 47kg mặc size M giúp em. Nhầm size S giúp em nha. Dưới 48kg mặc size S. Nè, size S là từ 43 cho đến 48kg, size M còn từ 48 cho đến 54kg, size L từ 54 cho đến 58kg là mặc size giúp em. Đó, em đang nói về size số. Tại vì riêng mẫu này thì cái phần eo của mình em sẽ có bao chung, cho nên mình cũng không cần thiết là phải đo eo cho em đâu nha. Em sẽ tư vấn theo từng mẫu. Còn chị Hồng Hạnh cứ lấy cho em size S là mặc ok, cái mẫu này đẹp luôn nha. Còn không là nếu mà chị mặc size, nếu mà ví dụ như là eo của chị mà trên 66, chị muốn mặc nó thoải mái hơn thì có thể lấy cho em size M cũng được. Còn nếu mà chị muốn cho nó vừa luôn á thì chị lấy cho em size S. Còn mình muốn thoải mái, mình mặc cho nó dễ chịu hơn, mình có thể là chốt cho em size M cũng được nha chị Hồng Hạnh nha. Rồi bây giờ này các chị yêu ơi, em sẽ chuẩn bị qua mẫu luôn nha. DA4 này giá là 299.000 giúp em nha mọi người nha. 299.000 ba size, cái phần tay nó cũng là phần nhúng như thế này và có dây để mình thắt nơ lại giúp em. Cái đầm này nhìn, cái màu tím này nhìn ngọt quá các chị ơi. Cưng ghê luôn, màu tím này kiểu đang cực kỳ hot luôn á mọi người. 299 mã DA4 giúp em. Bây giờ em Như xin phép qua mẫu nha. Chị yêu nào mình đặt hàng mình tranh thủ mình lên đơn sớm giúp em Như nè. Rồi mọi người ơi, em Như qua mẫu nha. Rồi, hello mọi người, quay lại ha. Một cái set đồ bao xinh cho cả nhà mình luôn. Trời ơi, một cái áo ha mọi người. Lúc mà em mặc lên trời ơi, cảm thấy là xuất sắc luôn, phải nói là mình tim mình đập thình thịch tại vì cái mẫu này nó quá đẹp đi. Và đặc biệt là lên cái tông màu này mọi người nhìn cảm thấy là ưng cực kỳ ha. Tông màu này giống như là tông màu đỏ rượu mọi người, rất là sang luôn. Lên một cái tông màu mà nhìn rất là tôn tông da của mình ha. Chị nào có nước da mình hơi ngâm một xíu nè. Da sáng thì em không nói rồi, da sáng thì chắc chắn mặc màu nào cũng đẹp rồi, không có sợ bị kiến da kiến dáng. Nhưng mà với những chị nào có nước da ngâm và mình muốn là nâng bực cái tông da của mình lên luôn thì mình chọn ngay cho em cái màu áo này nha. Trời ơi, lên phải nói rất là sáng nha cả nhà mình. Màu áo này là một cái màu áo kiểu cho em. Nhiều chị mình sẽ thấy là với chất liệu vải này không biết nó có mỏng không, thì yên tâm cho em nha, với chất liệu vải tơ xước em trên đang mặc trên người thì nhà em làm thêm cho mình một cái lớp áo dây ở trong nữa, kèm thêm một cái áo lót cho mình nữa ha các chị ha. Rồi mẫu này của mình với mã số là AK4. AK4 của mình chất liệu vải là tơ xước nha cả nhà. Rồi Trinh đến gần like cho cả nhà mình xem luôn. Tơ xước của mình ha, chất liệu vải nè, nó rất là mềm, có độ bóng nhẹ, ống ánh nhẹ một xíu. Và khi mà lên chất liệu vải nha, nhìn cái áo của mình sang vô cùng ha cả nhà mình ha. Rồi bên trong nè, lót cho em thêm một lớp áo lụa dây nữa, nên mọi người sẽ cảm thấy là trời ơi, chất liệu vải nè lên rất là đã, rất là xuất sắc luôn. Rồi phần dưới của em ha, kết hợp cho mình một cái mẫu chân váy. Chân váy của mình với mã là VA4 luôn. Và hôm nay hai mẫu này em đang sale cho mình, nguyên một set đang có giá sale rất là ưu đãi cho cả nhà nha. Đầu tiên ha, áo của mình giá gốc là 495. Đây là hàng cao cấp với chất liệu vải tơ xước cao cấp. Hôm nay chưa sẽ bán tại live với mức giá là 299.000 thôi. Mọi người, 299.000 cho một em áo nè. Áo bên ngoài chất liệu vải tơ xước cao cấp, áo bên trong là áo dây lụa cho em nha. Rồi 299.000 trong livestream ngày hôm nay. Cả nhà mình muốn đặt giá ưu đãi này để lại cho em là VK4 cộng số điện thoại có đơn AK4 nha cả nhà mình. AK4 cộng số điện thoại có đơn hàng ha. Rồi bây giờ mình nhìn thiết kế nè. Thiết kế của mình ở cái phần cổ sẽ có buộc nơ. Và buộc nơ này của mình á thì khi mà mình mang vô mình có thể là buộc tùy chỉnh theo sức sáng tạo của mình. Mình thấy buộc kiểu gì cũng được hết. Bây giờ mình buộc nơ cũng được, mà mình buộc hình khăn quàng hay cái gì cũng được ha. Nhưng mà chính thấy là cột nơ là xinh nhất rồi. Đây, cột cái nơ này lại và tháo ra tháo vô được. Và trên cái đường của mình thì sẽ có là một hàng nút. Nút nhà em may cho mình là cái tông nút tệp với cái màu áo luôn, nhìn nó rất là sang. Và tay của mình sẽ là tay có cái độ phồng, nên là mọi người yên tâm nha, mặc cái tay này lên nhìn rất là tiểu thư, hơi cổ điển một xíu. Và đặc biệt là chị nào có khuyết điểm thì mình yên tâm cho em luôn, mặc lên ha, nhìn không thấy khuyết điểm phần bắp tay cho em nha. Mẫu này với mã số là AK4 cả nhà mình ơi. Một
299.000 đồng. Nhiều khi có nói nhẹ lộn giá trăm mấy cả nhà. Nhưng mà cái áo này bình thường giá gốc đã là 495 rồi, mà hôm nay mình bán chỉ có 299 thôi, nên là mọi người phải tranh thủ ha. Áo có những màu nào? Dạ áo này chị em chỉ có màu đỏ thôi người đẹp của mình. Áo có một màu đỏ thôi. Rồi ok em thấy DA4 nè, mã cộng số điện thoại. Ok em thấy đơn ha. Mọi người comment mã và số điện thoại theo đúng cú pháp thì mình sẽ có đơn hàng nha. Mẫu này comment liền giúp em là mã sản phẩm là AK4 cộng số điện thoại ha. 295.000, có một cái màu đỏ sang chảnh này thôi. Màu đỏ này phải nói là đẹp xuất sắc luôn, vừa tôn nước da nè, vừa nổi bật cho em nè. Và mang lên ha, trời ơi nhìn cái màu đỏ này mê lắm. Mọi người nhìn ở ngoài like nha, mọi người mê hơn nữa. Với lại là chị nào mà mình khi mà mình đặt hàng á, mình kiểm tra hàng thì mình sẽ thấy là cái màu đỏ này ở ngoài đẹp vô cùng. Mọi người cứ kiểm tra, nếu mà không đẹp như trên like ha, không nổi, không xuất sắc như trên like, mọi người có thể là trả hàng về cho em luôn. Đảm bảo ở ngoài like đẹp hơn rất là nhiều. Đây, đến gần cho mọi người coi cái tông sắc đỏ nha. Và cái nơ này mọi người có thể tự cột cho em ha, cột kiểu gì cũng được hết, cột sao mình thấy đẹp được rồi. Màu áo này thì có 3 size, size S, size M và size L. Hàng của nhà máy là hàng thiết kế cao cấp thì sẽ luôn luôn có size cho cả nhà mình, chứ không phải là ví dụ như là hàng free size. Free size thì ví dụ như là người ta hay tư vấn là dưới 60kg mang vừa. Làm sao mà một chị 40kg và một chị 60kg mà mang chung một size được, đúng không? Đó là hàng bình thường rồi. Còn với nhà máy thì đây là hàng thiết kế mỗi form áo, tuy là hàng rộng hay là hàng vừa người ôm form thì nhà em vẫn có đủ size là 3 size, size S, size M và size L. Nên những chị nào mà từ 40 đến 60 thì mình cứ yên tâm, nhà em vẫn chia nhỏ khoảng size để thiết kế cái size vừa vặn với người của mình nha. Mình đặt hàng mình cứ để lại mã và số điện thoại. Còn vấn đề mà tư vấn chiều cao, cân nặng và mặc size nào thì bên em sẽ tư vấn sau cho cả nhà ha. Rồi bây giờ mình qua chân váy nha. Nãy giờ các chị hỏi là chân váy có size không, có mấy màu. Chân váy của em thì sẽ có hai màu, mình sẽ có 3 size luôn, size S, size M và size L. Hiện tại Trinh đang mặc trên người là size S nha cả nhà mình nha. Số đo vòng eo của em là tầm 60 đến 62, ăn no là 62 ha. Thì em đang mặc là chuẩn là size S của nhà mát luôn, không rộng quá, không chật quá, rất là vừa vặn thoải mái. Rồi, mẫu này em có hai màu là màu đỏ. Nếu mà mình phối cái màu đỏ này vô đây nguyên một set đỏ luôn thì chắc nó hơi kỳ một xíu, tại vì hai tông màu đỏ này nó cũng không có giống nhau lắm. Nhưng mà với cái tông đỏ này của em thấy ở ngoài là nó là giống như là tông đỏ đô mọi người. Cái tông đỏ này rất là sang và rất là dễ phối. Mình có thể là phối với những cái màu áo sáng màu hơn như là màu trắng nè, màu kem ha, những cái màu sáng sáng một xíu thì rất là hợp với cái tông đỏ này. Mẫu chân váy này em có hai màu là màu đỏ và màu trắng. Có nhiều chị hỏi là ở trong có quần không? Ở trong nhà em không may quần, nhưng mà nhà em may lớp lót cho mình nha. Chất liệu vải này căn bản nó đã dày dặn và nó không có lộ hở rồi. Nhưng mà khi mà bên trong nhà mát lên thiết kế thì vẫn sẽ có lớp lót bên trong cho mình, nên các chị yên tâm mặc vô rất là thoải mái ha. Mẫu này em có 3 size, size S, size M và size L. Rồi giá của mình là 299.000, giá gốc là 455 và giá giảm tại livestream là 299. Mọi người để lại đơn hàng cho em là VA4 cộng số điện thoại. Hôm nay Trinh sẽ lên qua nhanh mẫu một xíu ha, tại vì trong live của mình còn rất là nhiều mẫu phía sau nữa, chuẩn bị lên mẫu mới cho cả nhà nè. Rồi mọi người ơi, comment liền cho em theo đúng cú pháp nha. Mẫu áo là AK4 và mẫu chân váy là VA4 cộng số điện thoại. 299.000 đồng giá cho áo và chân váy ngày hôm nay ha. Rồi lên đơn liền để có đơn nè. Còn bây giờ thì em sẽ qua mẫu liền nha mọi người ơi. Mọi người ở lại like nha, tại vì còn rất là nhiều mẫu tiếp theo á. Mọi người đợi em một xíu nha. Dạ rồi, lại là em Như đây. Lúc nãy em Như mặc cái đầm mà kiểu baby doll như thế này nè các chị, tự nhiên em thấy thoải mái dễ sợ luôn. Kiểu mình không phải là đầm ôm body hay là trời ơi, xuất sắc. Rồi mọi người, lên cái mẫu này thì em thấy là các chị nhà mình bầu bí mình bon chen thoải mái giúp em Như nha. Bây giờ các chị đặt hàng liền cho em mẫu này là gì đây? DA5 đúng không nè? DA5 của em với mẫu này thì em Như sẽ có hai tông màu cho các chị như mình luôn. Một tông màu hồng nha, kiểu này là màu hồng với các chị, màu hồng tím tím nha. Đó, mình vào đèn nhiều khi các chị thấy nó hơi hồng một xíu, em xoay dòng các chị nhìn nè. Đó, cái form này kiểu form baby doll các chị yêu nha. Bầu bí là bon chen thoải mái cũng được, hoặc là những chị nào mình thích những cái form mà kiểu như là đơn giản nhẹ nhàng thoải mái này, mình đi làm hay là đi dạo đi chơi mình cũng có thể mặc, thì mình lấy luôn cho em Như cái đầm này. Giá gốc quyền bao nhiêu? 595.000. Ngày hôm nay em dạo
chứ mình còn bao nhiêu, 289.000 cái mẫu này thôi. Và cái này thì gọi là vẫn có size cho các chị yêu nhà mình luôn, S, M và L, 289. DA5, em Như sẽ có hai tông màu cho các chị yêu nhà mình. Để vào em xem thử có chị nào mình hai hello gì không để em chào lại các chị, chứ nhiều khi là vào các chị chào mà không thấy gì đâu hết trơn. Áo đỏ mấy màu chị ào, áo đỏ lúc nãy hả, có hai màu đúng không ta? À, một màu duy nhất thôi nha, một màu duy nhất thôi giúp em nha. Rồi bây giờ là chị yêu nào mình đang thấy em like thì mình tranh thủ nè, mình cho em xin cái comment nha các chị yêu nha mình ơi. Bây giờ là chắc là các chị đã ăn trưa rồi đúng không mọi người? Em like từ lúc mà mọi người nấu cơm, cơm chín xong rồi ăn cơm trưa mà bên em vẫn chưa like xong. Có nghĩa là ngày hôm nay em like một cái live stream rất là nhiều sản phẩm cho các chị yêu nhà mình và những cái ưu đãi, cho nên là các chị ăn uống no nê xong rồi mình xem like cho em thêm nha. Em còn vài sản phẩm nữa nha mọi người ơi, em còn vài sản phẩm nữa thôi, mình xem xong là mình ngủ nghỉ trưa luôn á mọi người, vừa đủ thời gian đúng không? Chứ em như nãy giờ em cũng chưa ăn trưa gì hết trơn á mọi người ơi. Em nghĩ là bây giờ mọi người đã ăn xong hết rồi đó. Rồi cho em Như xin cái comment nha. Rồi chị Mèo Mập vẫn còn ở trong live nè, hú hà nữa chứ, hay hú hà quá hà. Rồi em thấy chị nè Hát Vân nha, chào chị. Rồi em Như lên mẫu này giúp em nha, DA5 giúp em 289.000. Em Như có hai màu này cả nhà. Em Như là sẽ có là màu trắng nha, với là một tông màu tím của em, màu hồng tím. Và cái chất vải này của em là kiểu như là vải xốp á cả nhà. Cái vải nó sẽ cái vải nó xốp lên á, mặc lên rất là cưng. Cái vải này đang cực kỳ hot hit luôn, mà nó sẽ có những cái bèo tầng như thế này. Cái bèo tầng nó điểm nhấn thêm cho cái đầm này, nó nhìn nó xinh xinh hơn, nó dễ thương hơn, nó cưng hơn nha các chị yêu nhà mình nha. Chị yêu nào mình đặt cái này là lên đơn liền giùm em, lấy luôn cho em. Ví dụ cái tông màu trắng này các chị mặc nó kiểu nó sẽ baby hơn, nó nhờ dễ thương hơn. Còn cái tông màu hồng tím này cô em các chị mặc lên nó sẽ gọi là nó sẽ có nhìn nó mát hơn nè, hoặc là nhìn cái màu nó sẽ lạ hơn. Nhưng mà với tông màu này nó không hề bị kén da, cho nên các chị yêu nhà mình cứ yên tâm giúp em yêu nha. Rồi nhanh tay giúp em nè cả nhà ơi, DA5 giúp em, trời ơi xuất sắc luôn, cái mẫu này nhìn cưng quá các chị. Em Như thì khoảng tầm 1m58 g 1m9 gần, rồi chung là xém xíu nữa là em được 1m6. Đó là kiểu như em Như là hơi nhỏ con nè, cũng hơi thấp người nè. Em thấy mặc những cái phông đồng này lên nó nhìn nó rất là cưng á các chị. Những chị nào mà nhỏ nhỏ con á, lúc nào cảm giác á nhìn nó sẽ cưng hơn. Bây giờ em Như sẽ like nhanh nha mọi người ơi, tranh thủ chốt liền cho em. DA5 kèm màu kèm số điện thoại, S, M là em đều có size. Phần sau này mọi người và phần trước của em là tay kiểu bo thun như thế này nha, nó sẽ có độ phồng nhẹ nên mọi người yên tâm giúp em nha. Chị nào bắt tay to bắt tay thôi là mình đều được che hết. Và với phông đồng này bao nhiêu khuyết điểm là được che hết cho cả nhà mình luôn. Rồi, 1 phút nữa em qua luôn nè cả nhà ơi, tại vì những mẫu này em không có thể nào like nhanh nha. Ăn uống ngủ nghỉ cùng mát luôn. Rồi em cảm ơn chị Phương Thúy Nguyễn nha, chắc là ăn cơm rồi đúng không. Em chào chị Phương Mai nè. Rồi màu trắng nhìn sang quá hợp với tôi nè, đúng rồi chị Mèo Mập lâu chút luôn giùm em. Hồi nãy em nhớ là chị có đặt rồi, bây giờ chị đặt thêm rồi chị được miễn phí ship luôn rồi đó. Mà nếu mà hóa đơn trên 500 em giảm thêm 50.000 nữa, xuất sắc chưa. Trời ơi, chưa bao giờ thấy nhà mát mà gọi là chơi lớn như vậy luôn á mọi người. Rồi DA5 đúng rồi, cái đầm này em có size cho mình yên tâm. Bình thường em Như mặc size S mà các chị nhìn cho em này, em mặc cái đầm này vô nhìn vẫn cưng đúng không vậy nha, kiểu nó không có bị kén á. Đây em xoay nè mọi người, thành ra chị nào mà đang gọi là đang mang thai đây, cái em bé mình bầu bí mình bon chen thoải mái giúp em nha. Mình có màu xong mình mặc xong nó vẫn đẹp, sau khi mình sinh xong em bé mình mặc bình thường giống em vẫn ok luôn đúng không. 289.000 giúp em Như. Bây giờ chị yêu nào mình đặt hàng mình nhanh tay giúp em, em sẽ phổ biến lại chơi cái lượt chơi game của mình, rồi em sẽ qua mẫu luôn cho các chị yêu nhà mình nha. Các chị nào mình đang chơi mình muốn chơi game mà tặng quà nữa thì cho em xin là chia sẻ giúp em là vào các hội nhóm và trang cá nhân ở chế độ công khai, xong mình vào đây mình comment cho em là mã gọi là vui vẻ đi, mình comment cho em là vui vẻ đi, vui vẻ và tag thêm cho em 3 người bạn vào nha. Đủ lượt chia sẻ em sẽ tiếp tục tặng chiếc áo này luôn. Hiện tại là bây giờ là có bao nhiêu lượt chia sẻ rồi nè cả nhà ơi, để em xem thử nha. 312 lượt chia sẻ, mình lên cho em là 350 lượt chia sẻ là em tặng luôn cái chiếc áo này cho các chị nhiều nhà mình nha. Còn bây giờ em Như sẽ qua mẫu tiếp cho các chị nhà mình luôn. Bây giờ em qua mẫu nhanh á, chị yêu nào đặt cái này thì nhanh tay để lại cho em là DA5 nha cả chị nhiều nha. Rồi em xin quay lại với mình một cái set đồ tiếp theo ha. Các chị ơi, hồi nãy giờ thì em thấy là rất là nhiều chị bên Lazada đang hỏi cách đặt hàng. Mọi người vẫn đang còn hoang mang về cái cách đặt hàng bên Lazada. Cả nhà có thể thấy là ở dưới giỏ hàng của mình nhìn bên góc trái màn hình ha, mình sẽ thấy một giỏ hàng có số 13. Đó, mọi người nhấn vào cái giỏ hàng, sau đó là chọn sản phẩm mình muốn đặt. Sản phẩm ở trên live ngày hôm nay thì đều có trong giỏ hàng rồi. Cả nhà của mình có thể bỏ vô dùm em Trinh. Sau đó là mình lấy
lấy vào và cái voucher của shop mình ép vào rồi mình thanh toán thì sẽ được giảm thêm tiền nha mọi người ơi. Rồi bên Lazada cả nhà mình nếu mà còn không biết cách đặt hàng nữa thì mình có thể là để lại nhắn tin cho shop ha, để shop chỉ cho mình cái cách đặt hàng nha các chị yêu của em nha. Rồi rồi còn bây giờ thì em sẽ lên cho mình cái set đồ này. Trời ơi, set này đẹp hú hồn luôn mọi người ơi. Một cái set đồ mà khi mặc lên cảm thấy rất là trẻ trung. Về cái phần áo của mình ha, là cái tông áo tay dài, áo body tay dài nè, ôm dáng của mình lên cái dáng rất là xuất sắc. Và đặc biệt phần tay này của em không giống những phần áo bình thường. Mọi người có thể thấy là tay cách điệu ha. Tay ở trên phần vai của mình có cái sự thiết kế nè, mọi người nhìn cho em nè. Nó sẽ có điểm nhấn ở phần vai và đi xuống bên vai này thì sẽ hơi lệch xuống một xíu. Và cái mẫu này được kéo nhẹ xuống một xíu cái phần vai của mình nha. Mọi người mang lên thì sẽ kéo xuống hoặc là kéo lên cho em đều được ha. Nhưng mà em thấy là kéo xuống một xíu thì nó sẽ đúng hơn đó. Rồi kéo xuống một xíu nè, khoe được cái phần xương quai xanh của mình. Nhưng bên cạnh đó nó vẫn rất là thanh lịch, không có hở gì hết. Mọi người có thể mặc đi làm, đi học, đi chơi, đi đâu cũng được hết, rất là thoải mái cho em. Với mẫu áo này của mình là mẫu áo AK5. AK5 của em sẽ có 3 tông màu. AK5 của mình có 3 tông màu. Màu Trinh đang mặc là màu hồng nè. Màu tiếp theo cho em là màu xanh vỏ đậu ha. Trời ơi, cái màu xanh này đang rất là hot nha cả nhà mình nha. Xanh matcha, xanh vỏ đậu đó. Rồi bây giờ còn cái màu này là màu xanh dương. Mọi người comment là xanh dương, xanh vỏ đậu hoặc là màu hồng. Cộng số điện thoại. AK5 hôm nay mình có giá ưu đãi luôn tại livestream ha. Bình thường là 325. Hôm nay Trinh bán tại livestream cho cả nhà mình là 199.000. Chất liệu vải có độ co giãn cực kỳ thoải mái luôn ha cả nhà mình. Trời ơi, AK5 chỉ có 199 thôi. Nên là các chị mình đang ở livestream, mình ưng màu nào mình đặt liền cho em trên màu đó luôn. Tại vì số lượng có hạn ha. Em có 3 size, size S, size M và size L nha cả nhà. Chất liệu vải nè, co giãn thoải mái cho Trinh nè. Mọi người thấy không, cứ dưới là tầm 62-65kg là mình mặc vừa. Tại vì mẫu áo này em có 3 size. Em Trinh đang mặc size S ha, size S, size M và size L nha. Rồi bây giờ các chị vẫn còn đang là gắn thẻ bạn bè của mình vào livestream. Rồi ok, mọi người muốn tiếp tục chia, muốn tiếp tục tặng quà thì mình chia sẻ like dùm em nha. Một lần lên trang cá nhân, 3 lần vào hội nhóm ở chế độ công khai thì mọi người sẽ được tặng những cái mẫu áo ở trong live này hôm nay ha. Đủ 350 lượt chia sẻ em sẽ tặng áo cho mọi người nha. Rồi tiếp tục chia sẻ like giúp em, rồi bình luận đã chia sẻ hoặc là gắn thẻ ba người bạn của mình vào livestream ha. Rồi còn mẫu này là AK5. AK5 của mình có 3 màu, hôm nay giá là 199.000 đồng. Em sẽ qua nhanh thôi. Đây là mọi người thì nếu mà thấy thích thì mọi người để lại mã và số điện thoại và màu giúp em luôn nha. Size S, size M, size L dưới tầm khoảng 62-65kg là mình có đơn hàng. Rồi ok, AK5 nha. Rồi em đến gần cho mọi người một lần nữa coi chất liệu vải nè. Đây, mình coi cho em nè, chất liệu vải này là thun gân mọi người ơi. Nó rất là mềm, rất là mát và rất là thoải mái ha. Rồi 3 tông màu, màu hồng, màu xanh vỏ đậu và màu xanh dương. Rồi, bây giờ em qua cho mình chân váy nha. Chân váy của mình trong livestream ngày hôm nay thì chỉ có một màu duy nhất thôi. Một cái tông màu xám, viền của em là sọc vàng vàng một xíu nè, mọi người thấy không? Cái tông nào mà màu này lên khi mình mặc lên rất là trẻ trung. Và đặc biệt là với cái dáng váy A như vậy và phần ngắn ở trên phần đầu gối thì sẽ là đem lại cho mình cái đôi chân rất là dài, nhìn dài miên man luôn. Em cao 1m62, nhưng mà chân của em không phải là chân quá dài. Nhưng mà khi mà mình mặc cái phần chân váy này lên thì mình cảm thấy là nó hết cái đôi chân của mình lên, nhìn rất là đẹp ha các chị ha. Rồi mẫu chân váy này em có một màu trong live ngày hôm nay là một màu xám thôi cả nhà mình ơi. Rồi comment cho em là VA5 cộng số điện thoại là có đơn. Hôm nay chân váy nhà em sale cho mình với mức giá cực kỳ ưu đãi luôn. Bình thường mọi người sẽ được mua với giá là 455, nhưng mà riêng tại livestream này em bán duy nhất thôi. Duy nhất tại live này thôi nha mọi người nha. Nhớ cho em ha. Và là do vì mỗi size em còn quá là ít thôi, nên là em sẽ bán cho mọi người với mức giá là 129.000 đồng. 129.000 đồng ngay tại livestream. Cả nhà mình comment cho em là VA5 cộng số điện thoại có đơn ha. Mẫu này các chị hay hỏi em á là ở trong có quần hay không. Tại vì mình hay mua chân váy, mình hay nói chung là cứ muốn lên ở trong có quần cho nó thoải mái và nó tiện. Thì ở trong nhà má sẽ có may chân váy cho mình, có may quần ở trong cho mình nha. Nên là mình đi lui đi tới, mình đi đâu đó mình sẽ cảm thấy rất là thoải mái ha. Mình không có sợ, mình đứng lên ngồi xuống mình không có bị ngại ha các chị. Rồi ok, mẫu này comment giúp em là
VA5 cộng số điện thoại có đơn hàng 129.000 đồng thôi. Mọi người lên đơn liền nha. Rồi em đọc lại mã áo và mã chân váy một lần nữa rồi em sẽ qua nhanh nè. Mã áo của mình là AK5, 3 màu, màu xanh dương, màu xanh vỏ đậu và màu hồng. Rồi chân váy của mình có một màu tông xám này thôi. Đến gần cho mọi người coi cái loại scaro của em đang mặc ha, xám kết hợp với là màu vàng đây. Mọi người nhìn cho em nha. Và đây là thiết kế dây kéo kiểu dây kéo hộp của mình là ở phía sau ha cả nhà mình. Và mẫu chân váy này có quần phía trong. Mọi người comment cho em là VA5 cộng số điện thoại 129.000, áo 199.000, chỉ chốt tại livestream với giá này thôi. Rồi ok, bây giờ mọi người ơi lên đơn dùm em Trinh nha. Rồi em Trinh sẽ qua cho mình ha. Em đang nhận đơn của các chị, chỉ cần có mã và số điện thoại thôi là mình có đơn hàng. Rồi ok, bây giờ chị Như sẽ tiếp tục qua cho mình ha, một cái set đồ tiếp theo nha cả nhà ơi. Rồi em Như qua tiếp cái sản phẩm mà lúc nãy em thấy là các chị đặt rất là nhiều. Rồi đây các chị, một cái form quần ống suông và một cái áo kiểu này. Hồi nãy là em có like cái tông màu, em mặc cái màu quần màu be với lại cái áo màu trắng á cả nhà. Thì bây giờ em lên tiếp cái sản phẩm này và em mặc thay cái màu nha. Mã là AK3 với lại QA2 giúp em ha các chị yêu nhà mình nha. Hồi nãy em có mặc rồi nè, để em ơi cho em xin lại những cái màu của cái bộ em đang mặc á. 4-3 màu quần với lại 2 màu áo nữa. Để các chị đặt luôn cái này. Tại vì em thấy cái set này quá xuất sắc đi. Bây giờ em phối nè. Tại vì nhiều em phối like, các chị nhìn cái màu xanh của em nè. Màu này màu xanh rêu. Đó, mọi người nhìn cho em mặc cực kỳ hách dáng. Mang cho em thêm một đôi gút thôi là cực kỳ xuất sắc. Hồi nãy em có mặc màu trắng á các chị yêu. Bây giờ em mặc qua cái tông màu kem cho các chị nhà mình nha. Rồi em sẽ show lại cho các chị thấy nè. Đó, show lại cho mọi người nhìn nha. Set này của em bây giờ mình lên cho em là mã gì đây? Áo là AK3 giúp em, 1325 em sale còn 159.000. Đó, cái mẫu này nãy giờ chị nào mà mình chưa đặt được á, bây giờ em mặc cái tông màu kem để các chị đặt hàng này, bây giờ mình tranh thủ chốt cho em liền. Còn chiếc quần này là QA2 giúp em, lên giá chị 495 là giá gốc, bây giờ em sale luôn cho mình là còn 299.000 cái quần nha nhá. QA2 299.000, bây giờ em mặc lên cái form quần màu xanh rêu này cả nhà. Đây quần có túi cho mình luôn. Quần này là quần quả chất và nó là lụa, mặc rất là xuất sắc. Trời ơi, đẹp quá các chị. Đẹp gì đâu luôn á cả nhà ơi. Rất là hách dáng nha. Form đằng sau của em đây, dây kéo khóa đằng sau luôn giúp em nha. Vải này các chị mặc lên nó mềm, nó mịn và cực kỳ mát, không có bị nhăn luôn. Rất là xuất sắc, gọi là xuất sắc luôn. Trời, giờ là lèo lưỡi luôn hết trơn rồi. Rồi các chị, AK3 này áo của em chị nào chưa đặt được mình tranh thủ mình lên đơn cho em Như nè. AK3 này có 159.000 các chị, S, M và L, 3 size S, M và L. Em có 3 màu này, màu đen, màu trắng với lại màu kem giúp em. Cái mẫu này bây giờ thì lúc nãy là em có lên rồi, bây giờ em chỉ mặc lại và em phối thêm màu cho các chị có thể thấy là cái tông màu xanh của em mình có thể phối được nhờ lên nó đẹp như thế này. Để các chị nhờ dễ hình dung á, tại vì nhiều khi á, em chị đưa lên thì các chị không có tưởng tượng được á. Nha các chị nha. Em chỉ mặc cái này chắc là khoảng tầm 2 phút thôi. Em like cái set này khoảng tầm 2 phút thôi rồi em qua. AK3 giúp em 159.000. Chị nào lúc nãy chưa lên đơn được tranh, bây giờ tranh thủ lên. Chắc là em nhận khoảng tầm là 10 đến 15 chị 15 đơn nữa thôi. Chứ em không nhận thêm nhiều tại vì số lượng không có nữa các chị nha. 159.000 một áo như thế này. Và cái áo kiểu nó chỉ nhúng á các chị. Kiểu nó nhúng như thế này nè. Thì các chị mặc lên cực kỳ che khuyết điểm. Và cái form này các chị để ý cho em nha. Ở dưới này nó kiểu nó xòe giống như cái form Babydoll đó. Thì trời ơi, khuyết điểm ở đâu nó che tới đó các chị. Mình tưởng tượng cho em bây giờ này các chị, ở trong đầu này các chị, khi mà các chị mặc đồ đó, trước khi mình mặc cũng mình cũng phải tưởng tượng là mình phối cái gì đúng không. Cái áo này các chị phối cho em quần jean ống mơm cũng được nè, chân váy công sở cũng đẹp nè. Đó, chân váy màu đen công sở vẫn xinh nha. Hoặc là những cái chân váy kiểu như là xòe xếp ly á các chị. Rồi các chị thích thì các chị phối thêm phụ kiện túi xách giày đồ nữa vô là em nói thật sự rất là sang chảnh luôn. 159.000 cái áo này em thấy quá là xuất sắc luôn cả nhà ơi. Lấy cho em ít nhất 2 tông màu liền. AK3 giúp em Như nè. AK3 chị Như, chị nào chưa lấy thì lên đơn nhiều em Như nhá. Còn chiếc quần của em đưa em show màu lại cho các chị. 299 cái quần xuất sắc luôn nha cả nhà. Thật sự em chưa bao giờ thấy cái quần nào mà vải lụa mềm như thế này mà lên cho mình cái giá 299.000. Tại vì cái vải bây giờ các chị thật sự 299.000 không đủ tiền vải luôn á các chị yêu. Không đủ tiền vải luôn á cả nhà. Bây giờ lên cái hàng vải lụa mà form quần ống suông ống rộng như thế này nè, mà các chị mặc cực kỳ hách dáng, đi mua đi may không bao giờ có giá này. Em Như sẽ có những cái tông màu sâu, màu nu hôm nay em có mặc, em phối màu trắng các chị lên đơn quá trời. Rồi em còn có màu cam đất, màu ghi với lại cái tông màu xanh rêu nhạt em đang mặc cho người. Cực kỳ sang luôn mọi người ơi, 299.000 mọi người không nghe nhầm nha. Rồi thiệt sự bán cái giá này là em sướng lắm mọi người. Em sướng tại vì cái giá nó
được cái giá ưu đãi cho mọi người mua, mọi người nhận hàng về mọi người sẽ mê. Em đảm bảo với các chị luôn, mình kiểm tra hàng, mình nhận hàng, mình mê cho em. 159.000 là mã áo AK3, quần là 299.000. Mình mua cho em cả set đi, hóa đơn trên 300.000 em như miễn phí giao hàng luôn. Còn hóa đơn của mình mà trên 500.000 em như giảm thêm cho mình là 50.000 nữa nhá. Rồi bây giờ các chị ơi, em sẽ từ từ em sẽ like xong rồi em cho chị Trinh vào like chung với em. Trong lúc đó là hai chị em lên mẫu này xong rồi em tặng quà tiếp cho mọi người luôn nha. Bây giờ là chắc là em sẽ mời chị Trinh vào với em luôn nha mọi người nha. Vào luôn chị. Rồi ok, bây giờ thì em sẽ lên cho mình luôn cái mẫu đầm cuối cùng trong line này của mình ha. Một mẫu siêu phẩm cuối cùng đây cả nhà mình ơi. Nãy giờ, hồi nãy giờ em nghe thấy chị nào mình hỏi đầm caro á. Thì bây giờ Trinh sẽ lên cho mình cái mẫu đầm caro quá là xuất sắc ha. Mẫu này của mình là cái dáng người sẽ là hơi body, nhưng mà cái phần eo sẽ hơi suông suông nhẹ một xíu, để khi mà cái chị mặc lên nó không quá và ôm vào phần bụng của mình, thì nhìn sẽ rất là có dáng nhưng mà vẫn không lộ khuyết điểm cho Trinh nha. Và phần 3 của mình đó thì nó sẽ ôm nhẹ vào phần vòng 3, nên là tạo nên đẩy cái phần mông lên rất rất đẹp luôn cả nhà. Cái mẫu đầm này lên mặc lên tôn dáng cực kỳ ha. Cái đầm này nhìn cưng ha. Rất mặc là cưng, rất là trẻ trung. Tại vì luôn, cái họa tiết của em này là màu caro trắng và đỏ mọi người, nên là nhìn rất là trẻ trung. Và mẫu này thì mình có là ba tông màu luôn. Rồi, nhờ chị cầm giùm. Đây, ba tông màu vô. Em nói họa tiết caro mặc không bao giờ bị trôi dạt theo năm tháng luôn á chị, đúng không? Ai mà mặc cũng được luôn. Không có bị kén tuổi. Nó không bị lỗi thời nữa. Rồi, mẫu này thì mình sẽ có 3 tông màu. Màu trên đang mặc là màu đỏ nè. Và mình có tông màu này là tông màu kiểu như là màu xám. Màu xám xám. Màu xám, màu xanh. Caro xanh, caro xám với lại caro đỏ giúp em. Hai cái tông màu này á, ví dụ như là các chị nào mình muốn nó sẽ dễ mặc hơn thì lấy cho em. Còn cái tông màu caro đỏ này thì em thật sự không có chó nha. Mặc lên rất là trắng da mà kiểu nó tươi, nó trẻ ha. Rồi mặc lên xinh quá trời nè. Rồi hôm nay mình báo giá luôn ha. Có nhiều chị đang hỏi là mẫu đầm này bao nhiêu tiền. Rồi ok, DA6 của mình hôm nay trong livestream này giá gốc là 655. Và mình đang được mua với mức giá là 299.000 đồng. Nhiều chị hỏi em là chất liệu vải gì. Vải này của mình sẽ là vải cốt tông mịn và nó sẽ rất là dày dặn cho cả nhà mình, nên là khi mà em Trinh mặc lên form á, mọi người có thể thấy là cái form nó rất là đứng và đặc biệt là nhìn rất là gọn dáng không kẹp nha cả nhà. Mẫu này có 3 size, size S, size M, size L, size S là vừa vặn luôn ha mọi người ha. Rồi chuẩn form hàng thiết kế dùng Trinh luôn. Rồi cả nhà mình comment cho em là DA6 cộng số điện thoại, giá là 299.000 tại livestream. Mình thích màu nào mình comment luôn màu đó nha. Rồi em đến gần một xíu cho mọi người coi thiết kế nè. Cổ của mình sẽ là cổ vuông. Rồi đi xuống cho mình ha, phần thiết kế túi ở đây các chị có thể thấy nha. Cái thiết kế túi này nhà em làm 4 nắp túi và ở trên sẽ có những cái hàng nút vàng rất là sang trọng cho em luôn. Quá là đỉnh ha mọi người ha. Rồi mẫu đầm này phải nói mặc lên vừa có điểm nhấn, vừa sang và vừa trẻ trung cho em nè. Họa tiết của mình là caro trắng phối màu, màu đỏ nè, màu xám nè và đây là màu xanh đen nha cả nhà mình. Rồi 3 tông màu ha. Chị nào thích mình comment liền luôn giùm em là DA6 cộng màu cộng số điện thoại 299.000 đồng thôi. Dạ rồi. Rồi bây giờ các chị ơi chơi game nha. Bây giờ em sẽ chơi game khoảng tầm 2 phút, còn chị nào mình lên đơn thì mình nhanh tay giúp em. Chị Phạm Quyên ơi, chị hỏi cái gì nè? Chị Như ơi, nay có lên mã áo crop top hoa tây phòng với áo linen tây phòng không nhỉ? Áo crop top với hoa tây phòng hả? Là cái đó hình như là bữa nay không có lên. Tại sao sao bây giờ chị mới vào? Chị Phạm Quyên em like muốn cái bây giờ là chuẩn bị em offline tới nơi rồi, thiệt tình hà. Trời ơi, thôi bây giờ ở lại nhờ coi thử vài mẫu thì mình ưng ý không mình mua đi. Tại vì ngày hôm nay mà hóa đơn trên 300 thì em như vẫn free ship cho các chị. Cũng như là hóa đơn mà trên 500.000 thì em sẽ giảm thêm 50.000 nữa nha. Và em cũng còn một cái phần quà cho các chị nữa. Bây giờ mình comment cho em là vui vẻ xong rồi tan thêm cho em 3 người bạn vào. Nhớ chia sẻ like ở chế độ công khai giùm em. Sau đó em sẽ nhờ chị Trinh để mà đếm ngược 5 giây rồi mình tặng luôn cho các chị yêu nhà mình cái phần quà còn lại nha. Đây là một chiếc áo thun này mọi người, chiếc áo thun gân form tay lỡ giúp em. À áo tây phòng khách hỏi hả? À chị Phạm Nguyên đúng không? À em có. Rồi đây đây đây. Có luôn chị Phạm Nguyên ơi, hên quá, thật sự. Quá may mắn chị Phạm Nguyên. Em có này là mẫu này chị Trinh có lên đúng không? Thì em không có nhớ.
Cái này là mẫu này là mã gì đây các chị? Tay này là chất vải linen nè, tay phòng chất liệu vải của mình là lụa xước. À lụa xước hả? Chất lụa xước mà nhưng mà cái này nha không có dễ bị xước á, đúng không? Cái này là lụa xước nha, mình mặc lên nó không có bị mỏng mà mặc lên cực kỳ mát luôn. Với lại cái tông màu này kiểu là màu đỏ rượu nha. Mặc cực kỳ trắng da nha các chị yêu nhà mình nha. Cái mẫu này của em là mã AK4, em sale cho mình còn 299.000 và một tông màu đỏ này á chị Phạm Quyên. Nếu mà chị lấy thì lên đơn cho em luôn nha. Thôi mẫu này mặc cưng lắm. Mẫu này ở trong có thêm kèm một cái áo lót lụa cho mình nữa nên mình yên tâm nó không có bị mỏng ha chị đẹp ha. Rồi em thấy là có một bình luận của một tình yêu bên là Lazada, không mua sản phẩm mua hai chị được không ạ? Thôi trời nhắm nuôi nuôi nổi hai đứa không nè, hai đứa này ăn nhiều lắm mọi người. Rồi nếu mà mình mua nhiều quá thì chắc tặng kèm luôn ha mọi người ha. Rồi ok, rồi bây giờ mình sẽ có một phần quà tại Line nè. Chị Trinh tôi dễ dãi quá mọi người ạ. Rồi bây giờ nè mọi người, em sẽ chắc là khoảng là một phút cuối cùng để mình chơi game thôi nha. Em sẽ kiểm tra thử mọi người có chia sẻ giúp em như không nè, rồi em tặng luôn cái phần quà này để mọi người còn nghỉ ngơi nữa. Rồi, chia sẻ giúp em, mỗi chị lên cho em một cái lượt chia sẻ nữa nha mọi người nha. Rồi, bây giờ là hai cái mẫu sản phẩm em đang mặc với chị Trinh đang mặc trên người cũng là mẫu cuối cùng của cái livestream này rồi. Chị yêu nào mình chưa đặt hàng mình tranh thủ mình đặt giúp em. Áo của em đang mặc là AK3 159.000, các chị vẫn đang lên đơn. Em thấy các chị vẫn đang lên đơn chiếc áo với chiếc quần của em. Thật sự cái quần thần thánh này em mai em như cao có 1m58 gần 1m6 lèm lẹ mà mọi người. Mà mặc cái quần như cao 1m7 1m8 như thế này thì em đảm bảo các chị yêu nhà mình nhỏ con hay là gọi là nắm luôn một xíu, mặc những cái form quần ống suông cực kỳ hắc dáng che khuyết điểm cực kỳ tốt luôn. Vải đây là vải lụa mình mặc lên rất là sung sướng. Bây giờ các chị comment cho em là vui vẻ tan thêm cho em ba người bạn vào. Một phút cuối cùng nữa em như sẽ đếm ngược 5 giây rồi em chọn thêm một chị nữa nha. Các chị vẫn đi cái áo của em quá trời này. AK3 màu kem cho chị Thanh Loan luôn nè. Nó xuất sắc luôn mọi người ơi. Cái áo này em đảm bảo các chị mua gì các chị sẽ mê. Lấy luôn cho em ít nhất hai tông màu để cả nhà ơi, trắng, đen và kem giúp em như nhá. Màu em đang mặc trên người, màu quần của em là màu rêu á, màu xanh rêu lúc nãy. Em sợ các chị là thấy là cái màu này kén nhưng mà các chị thấy không, Phú lên mặt rất là tay, rất là sai, kiểu cái màu nó lạ mọi người. Quần em mặc là QA2 giúp em nha, 299.000 nha các chị yêu nhà mình ơi. Rồi các chị ơi, xong chưa nè, bây giờ em như chuẩn bị nha. Em như chuẩn bị lên cho các chị là gì đây? Ok chị Hồng Hành đặt AK4 luôn. Trời ơi, chị Hồng Hành nhanh gọn lẹ dễ sợ. Vô hỏi em ơi có không có, chị chốt. Xuất sắc nha. Rồi 5 giây đếm ngược nè mọi người ơi, chia sẻ nha. Chia sẻ, comment, tương tác lên giúp em. Rồi, em nhờ chị Trinh ha. Đếm ngược giùm em 5 giây để em thoát ra một cái rồi em vào lại nó mới hiện comment. Rồi bây giờ em Trinh sẽ bắt đầu đếm ngược 5 giây và bắt đầu tặng quà cho cả nhà mình ha. Phần quà cuối cùng trong live này cho vị khách hàng may mắn trong livestream của mình nha. Rồi ok, xong chưa? Đợi xíu đang lót nha mọi người. Rồi, chị đọc rồi, đi. Bây giờ mọi người 5, bắt 4, đầu cầm một đi. 5 4 3 2 và 1 ạ. Chúng tên ai đây? Rồi em nhắn vô nha. Rồi hiện lên là chị, các chị cũng sẽ thấy giống em đúng không? Phương Thúy Nguyễn. Đây mọi người ơi, cái màn hình em nó hơi bể xíu. Để vào hơi mất thẩm mỹ nha. Rồi, okay. Phương Thúy Nguyễn giúp chị em Phương nha Thúy mọi Nguyễn. Người lướt lên là thấy chị Phương Thúy Nguyễn đang đợi cuối cùng điểm dừng. Rồi em thấy chị Phương Thúy Nguyễn tương tác từ đầu la đến giờ luôn, từ đầu la đến giờ khi nào cũng thấy hết trơn. Rồi đã comment vui vẻ mà đã là người chia sẻ cũng như là tag tên ba người bạn của mình vào livestream rồi, rất là chính xác rồi ha chị yêu ha. Hôm nay chị yêu sẽ là chị may mắn nhận được phần quà của mình ha, là một cái áo thun gân cao cấp của nhà mát. Rồi ok chị đẹp nha, nhớ là inbox cho nhà em để nhận phần quà này ha. Chị Phương Thúy ơi, chị còn trong live hay không nè, chăm như xin một cái dấu hiệu nha. Còn bây giờ thì chắc là em như sẽ chị sẽ chuẩn bị là offline rồi. Thì cảm ơn tất cả các chị yêu nhà mình ngày hôm nay đã dành một cái buổi trưa gọi là các chị bảo là ăn ngủ nghỉ cùng với nhà mát luôn. Đó, cảm ơn tất cả các chị rất là nhiều. Nhiều câu nhắn nhủ như vậy thôi cũng là một cái động lực cho em với mọi người làm việc gọi là hứng thú với lại có niềm sáng tạo hơn cho nhiều mọi người ha. Còn bây giờ thì chắc là em như với lại chị sẽ xin chào và tạm biệt mọi người. Hẹn mọi người vào một cái livestream tiếp theo. Mong là mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ của nhà mát cũng như là yêu thương em Như cũng như là chị cho nhiều hơn nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Em bye bye mọi người bên Lazada luôn nha. Bye. Rồi bye, cảm ơn mọi người.